Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 82. Cuối cùng, Trần Trấn Quốc vậy không vì Trần Khang Nguyên lại đi tìm Trần Phi nói một chút ý nghĩa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phi mang Apple đi Hứa lão gia tử nhà nói tạm biệt, sau đó liền ngồi lên rời kinh máy bay, rời đi kinh đô. Cùng lúc đó, Trần Khang Nguyên chuyện này mang đến ảnh hưởng vậy mới hoàn toàn bạo phát ra. Làm cả kinh đô chính đàn vòng làm rung lên. Trần Trấn Quốc, Trần gia thế hệ trước, hai hổ, một trong, cùng Trần gia gia chủ đương thời Trần Trấn Quân đặt song song là hơn nhất đại nhất người kiệt xuất hắn, vậy hay là hiện tại, đánh ngã đao phủ thủ, ngành giám sát bộ phó bộ, một vị rất có cơ hội ở lão bộ trưởng sau khi về hưu tiếp nhận vị trí hắn Trần phó bộ trưởng, lại có thể không giải thích được chủ động từ chức, rời đi giám sát bộ. Không tới nửa ngày thời gian, Trần Trấn Quốc hạ cái đặt chân đất thì đã bị người được đào lên, bảo vệ môi trường bộ, còn là một phòng chính chức vị. Không ít người cũng không nhịn được làm cười khanh khách, khó tin. Không có biện pháp, dẫu sao Trần Trấn Quốc là ai à? Đây chính là người Trần gia, cho dù là cởi Trần gia tầng kia ra, cầm hắn trước kia lý lịch, tấn thăng đường dây xem, vậy chưa đến nỗi bị từ giám sát bộ như vậy, lớn đao, ngành, một chút làm đi bảo vệ môi trường bộ, như vậy thanh thủy nha môn à? Hơn nữa cái này còn là được mở công khai giảm một cấp, đây chính là so đổi ngành còn càng nghiêm trọng hơn sự việc. Hoa hạ cái này chính đàn, vậy chỉ có một cổ não về phía trước, nào có nói với ngươi hàng liền xuống à? Trừ phi, không ít người nghĩ tới điều gì, kinh nghi vạn phần. Trừ phi, cái này Trần phó bộ phạm sai lầm. Rất nhanh, Trần Khang Nguyên kể cả hắn những cái kia bạn bè không tốt lang đang ở tù tin tức truyền ra, rất nhiều người cái này mới rõ ràng. Nguyên lai, cái này Trần phó bộ là bị hắn tên cặn bã kia nhi tử cho làm liên lụy à? Lời này đề tạm thời không đề ra. Gần nửa ngày thời gian, Trần Phi trở lại Bắc Sơn huyện Thành Dương. Ôm tâm tình thấp thỏm, Trần Phi tướng Apple lĩnh vào cửa nhà. Nếu như còn không có mang Bùi Huyền Tình trở về, hắn còn không biết như thế thấp thỏm, nhưng bây giờ Bùi Huyền Tình ở phía trước, hắn lại đem Apple lĩnh trở về, không rõ ràng bắt cá hai tay sao. Cho dù hắn bây giờ trải qua tu chân giới tư tưởng, quan niệm tẩy rửa, đã cho rằng vậy không coi vào đâu. Là chuyện rất bình thường tình, có thể mẹ hắn lâm linh nhưng dẫu sao còn là người trái đất, từ nghĩ sợ rằng còn không có hắn như vậy, hạn chế cấm vận. Nhưng làm ngoài ý người bình thường chính là, Trần Phi dẫn Apple sau khi về nhà, mẹ hắn lâm linh trừ liếc xéo hắn ra, lại không việc gì phản ứng quá kích động, rất là nhiệt tình tiếp đãi Apple, làm Trần Phi cuối cùng là buông lỏng một cái thở mạnh. Còn như tại sao sẽ như vậy, thật ra thì hơi suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể rõ ràng. Lâm Linh năm đó cũng là từ kinh đô vậy nhà giàu có vòng sông tới đây, thật muốn nói, cái này tam thê tứ thiếp chuyện đã sớm gặp nhiều, huống chi, hắn nhi tử Trần Phi bây giờ cũng không phải người bình thường, như vậy dưới tình huống, lại làm sao có thể cầm giống vậy thế tục đạo đức ràng buộc, điều điều thành thực để ước thúc hắn. Vậy rất hiển nhiên là không thực tế. Như vậy, ba ngày sau, một cái Trần Phi không tưởng được người, từ tu chân giới đi tới bọn họ cầu. Huyện Thành Dương một bên trong trà lâu, Trần Phi kinh dị nhìn trước mắt mọi người. Xuân Liệt tiền bối, ngươi làm sao tới? Không tệ, người này không phải người khác, chính là vậy Thành U Lang chiến hồn cung lão tổ cấp nhân vật, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả Xuân Liệt. Ban đầu chung nhau trải qua Thành U Lang chàng đại chiến kia, hơn nữa lâu ngày không gặp, hôm nay ở Trần Phi trong mắt, cái này Xuân Liệt cho hắn hơi thở chèn ép không ngờ sâu không lường được một ít. Trần Phi trong lòng lẫm nhiên, xem ra cái này Duẫn Liệt trước trận chiến ấy, là có đột phá. Ha ha, chức trách chỗ, dĩ nhiên là tới. Chỉ gặp vậy Duẫn Liệt nhẹ giọng cười một tiếng, rồi sau đó hướng sau lưng những người đó khiến cho ánh mắt. Ngay tức thì, từng đạo bóng người lẫm nhiên có thứ tự quỳ một chân trên đất. Kinh người nhất là, liền vậy Duẫn Liệt cũng vậy. Rồi sau đó... Một hồi vang vọng vô cùng thanh âm chính là ở đó bên trong trà lâu vang tới. Gặp qua phủ chủ đại nhân. Ngươi, các người, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn trước mắt đã quỳ thành một hàng Duẫn Liệt các người, trên mặt thần sắc có chút mộc lăng, ngơ ngác nói, Duẫn Liệt tiền bối các người đây là. Phủ chủ, ở ngươi rời đi Minh Thần Phủ sau không lâu, ta cũng đã mang chiến hồn cung toàn bộ tới đầu dựa vào. Là Thương Khôn phó phủ chủ còn có thiết một trưởng lão tiếp đãi chúng ta. Cho lão hủ một cái chức vị hộ pháp. Xuân Liệt giải thích.
Chiến hồn cung đầu dựa vào chúng ta Minh Thần Phủ. Trần Phi ngẩn người, nhìn quỳ dưới đất Duẫn Liệt nửa ngày, không nhịn được hỏi, Duẫn Liệt tiền bối, người hành động này dụng ý là. Đổi được mạnh hơn, đi ra thành U Lang. Duẫn Liệt không chút do dự nói, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, phủ chủ đại nhân ngươi thiên phú chi yêu nghiệt, là ta chọn đời không gặp, có thể nói cực độ kinh khủng. Ta tin tưởng, ở ngươi cho mấy chục năm thời gian, ắt sẽ có thể đạt tới không có thể tưởng tượng cao độ, đến lúc đó lại tới đầu dựa vào ngươi, nhất định là chậm, cho nên ta lựa chọn bây giờ. Phải không, nghe được cái này Trần Phi diễn cảm đột nhiên đổi được bình tĩnh lại. Lắc đầu cười một tiếng, xoay người, nói. Mặc dù không biết Duẫn Liệt tiền bối ngươi tại sao đối với ta có lòng tin như vậy, bất quá, người đây đối với ta lòng tin, ngược lại để cho ta rất có động lực. Bỏ mặc nói thế nào, người để mắt ta Trần Phi, như vậy, một thù trả một thù, nếu là có thể, ta hứa hẹn một mình ngươi chân quân vị. Chân quân vị. Duẫn Liệt nghe vậy ánh mắt run lên bần bật, khác một cái đầu gối trùng trùng trừ trên đất. Một tiếng, cười to nói. Vậy thì trước thời hạn đa tạ phủ chủ đại nhân ngài nguyện ý lại cùng lão hủ đại ân. Đến lúc đó lại cảm ơn ta, cũng không muộn. Trần Phi cười một tiếng, vẻ mặt đi theo đổi được nghiêm túc mấy phần, ngươi nếu là từ Minh Thần Phủ tới đây, vật của ta muốn, đủ sao? Uyển tình đâu? Tề, Duẫn Liệt ánh mắt có chút khác thường chớp động một chút, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Trần Phi. Không tề cũng được đi. Cái gì, đủ. Trần Phi điều kiện phản xạ còn lấy là không đầy đủ hết, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sắc mặt nhưng trực tiếp là ngây ngẩn. Đủ. Cái này, thiệt hay giả? Nói thật, hắn rất rõ ràng hắn muốn Bùi Uyển Tình, muốn Minh Thần Phủ đi thu thập đồ có nhiều hiếm thấy, có bao nhiêu khó khăn được, cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn thật ra thì cũng không báo hy vọng gì. Chỉ hy vọng nhiều một kiện là một kiện. Như vậy đến lúc đó hắn lâm trận lại nghĩ một chút biện pháp. Nhưng ai biết, bây giờ Duẫn Liệt lại có thể trực tiếp nói cho hắn đủ. Đây quả thực đem hắn trả lời ý nghĩ cũng cắt đứt. Phải biết, hắn muốn những thứ này, đây chính là chuẩn bị dùng để đối phó trong cự linh bí cảnh, vậy thật quân cảnh cường giả. Như thế đơn giản, thời gian của một câu nói đến đủ, có phải là thật hay không à? Một khắc sau, Trần Phi vội vàng mở ra vậy chiếc nhẫn chữ vật nhìn xem. Rồi sau đó diễn cảm là càng cổ quái. Lại còn thật đủ. Ở đó trong chiếc nhẫn chữ vật, không chỉ có một đoàn tràn đầy khủng bố chiến ý, rõ ràng cho thấy Xích Tiêu quân cơ tinh thống lĩnh chuẩn bị cho hắn đồ, trừ cái này ra, còn có một đống lớn cực kỳ hiếm thấy loài. Tuyết Dạ Tùng Vân, Cổ Thiềm Tâm Huyết, Cực Âm Thi Huyết, Khô Diệp Trúc, Tịnh Đế Lang Tâm Cốt. Những thứ này thật là Minh Thần Phủ thu thập tới. Vẫn là các người chiến hồn cung hàng tích chữ. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn Duẫn Liệt, bởi vì hắn chân thực không tin những thứ này, là hiện nay Minh Thần Phủ có thể thu thập được. Không phải, quả nhiên, vậy Duẫn Liệt lắc đầu một cái, những thứ này cũng không là chúng ta chiến hồn cung hàng tích chữ, cũng không phải Minh Thần Phủ thu thập tới. Mà là Bùi Uyển Tình chủ mẫu. Uyển Tình, Trần Phi cau mày, nghi ngờ nói, Bùi gia. Không phải, Duẫn Liệt lại lần nữa lắc đầu một cái. Cũng không phải. Trần Phi ngây ngẩn, có thể một giây kế, hắn ánh mắt lại đột nhiên rụt một cái, kinh nghi tiếng bật thốt lên, Hoa Thần Tông. Phủ chủ ngươi biết, Duẫn Liệt kinh nghi nhìn một cái Trần Phi, gật đầu nói, không sai. Những thứ này đều là Hoa Thần Tông lấy ra, nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Trần Phi mặt liền biến sắc, tâm trạng nóng nảy cắt đứt Duẫn Liệt mà nói, lạnh lùng nói, có phải hay không Hoa Thần Tông bức bách Uyển Tình cái gì? Ai, ta cũng không biết. Vậy Duẫn Liệt lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, chuyện là như vậy. Mấy ngày trước, có một vị bà lão cưỡi một đầu núi nhỏ vậy lớn nhỏ cửu hoang xà đi tới chúng ta Minh Thần Phủ. Cửu hoang xà, Trần Phi sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Hắn biết vật này thuộc về linh trí không mở hoang thú phe, lực lớn vô cùng, hết sức đáng sợ. Điểm chính là hoang thú thực lực vậy vẫn dựa theo bản thân thể tích lớn tiểu lai tính toán cân nhắc. Núi nhỏ vậy lớn nhỏ cửu hoang xà. Sợ rằng thực lực đã là đủ để tương đương đứng đầu tiểu thiên vị chân quân liền chứ. Kinh khủng như vậy đồ, nhưng vẫn bị người đạp, cưỡi tới. Cái này, Trần Phi lòng lập tức nặng đến đáy cốc. Người nọ tự xưng là bên trong vực Hoa Thần Tông, cửu hoang xà bà, long tôn, rất đáng sợ, ra tay một cái chúng ta Minh Thần Phủ thiếu chút nữa toàn phá hủy, may Bùi chủ mẫu đứng dậy. Duẫn Liệt lòng vẫn còn sợ hãi, lắc đầu thở dài nói.
Cái này cửu hoang xà bà Long Tôn đáng sợ, hắn chọn đời không gặp, thậm chí nói khó nghe chút, thành U Lang thành cũ chủ ngoại thêm vậy đại trận sư tiền bối một khối mà, lúc không phải đối thủ nói cũng không chừng. Cho nên lần này bọn họ thật đúng là từ quỷ môn quan trốn ra được. Nếu không phải may mà bùi chủ mẫu. Sau đó thì sao, Trần Phi sắc mặt càng khó khăn xem, quả đấm nắm chặt thành một đoàn, lạnh lùng nói. Sau đó bùi chủ mẫu liền bị vậy, cửu hoang xà bà, Long Tôn mang đi. Bất quá ở trước khi đi, bùi chủ mẫu âm thầm thấy ta một mặt, tướng chiếc nhẫn đồ vật bên trong cho ta, còn để cho ta nói cho phủ chủ đại nhân ngươi một câu nói. Xuân Liệt nói. Nói cái gì, Trần Phi cắn môi. Bỏ mặc bao lâu, nàng cũng chờ ngươi, trừ phi chết. Xuân Liệt cười khổ thuật lại đi ra. Ngày đó Bùi Huyền Tình nói lời này kiên quyết, đừng nói chính nàng, coi như là hắn cái này người ngoài, cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Có lẽ vậy chính vì vậy, vậy âm thầm cửu hoang xà bà, mới có thể thả hắn một lần, làm không thấy được chứ. Người muốn nói đối phương kinh khủng như vậy tồn tại, sẽ không nhận ra được bọn họ động tác nhỏ này, có thể sao? Trần Phi cả người run lên, thật lâu không nói. Chẳng qua là sau đó cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, nhưng là dần dần có chút hung ác, quyền trưởng rung rung. Vẫn còn quá yếu à? Hắn tự giễu vậy lẩm bẩm nói, nắm chặt quả đấm. Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, cho dù cái gì đó, cửu hoang xà bà, Long Tôn đích thân tới, lại sao dám tướng hắn người phụ nữ, rất miễn cưỡng từ hắn bên người mang đi. Gặp Trần Phi như vậy lẩm bẩm, Duẫn Liệt mặt đầy cười khổ. Không biết nên như thế nào an ủi. Nhưng ngay tại một giây kế tiếp, hắn sắc mặt hai người lại đột nhiên đồng loạt biến đổi. Rắc rắc, một món mực linh khí màu tím từ vậy Duẫn Liệt trên mình xuất hiện, sau đó trào hướng lên trên bầu trời, nơi đó không gian, dần dần bắt đầu vặn vẹo, một bản tang thương bà lão gương mặt sau đó là từ từ xuất hiện. Nhìn mặt kia bàng, Trần Phi con người có giúp một cái, chẳng lẽ? Là nàng, cửu hoang xà bà. Duẫn Liệt cả người run lên, chợt biến sắc. Dần dần, không gian cũng giống như là bị người xé ra, xoắn ốc màu tím vòng xoáy, giống như nối liền thế giới khác. Vậy một bản già nua bà lão gương mặt chậm rãi nổi lên, lệnh Duẫn Liệt không khỏi kinh hãi lên tiếng. Cửu hoang xà bà, bên trong vực hoa thần tông cao cấp tồn tại. Trần Phi nhìn vậy tấm lạnh nhạt khuôn mặt, lãnh đạm cặp mắt, môi nhấp phung, lòng, hơi có chút nặng đến đáy cốc. Bởi vì như vậy tồn tại, cho dù là giống như lúc này, Diêu Cách dù sao cũng bên trong, chỉ còn lại một đạo núp ở Duẫn Liệt trên người dấu vết, lại cũng có thể tùy ý tản mát ra bực này làm người sợ hãi uy áp kinh khủng tới. Cái loại đó uy áp, không chỉ là liền hắn, coi như là hiện nay có đột phá Duẫn Liệt, lại cũng là cả người không cầm được khẽ run. Người như vậy, có nhiều đáng sợ, thật là khó mà hình dung. Cái này cửu hoang xà bà, lại như người thú đến loại trình độ này sao? Đại thiên vị, Trần Phi tự lẩm bẩm, răng cắn môi rất chặt, con mắt lóe lên. Nếu thật là như vậy tồn tại, đại thiên vị, đây chính là thật là cách hắn hiện nay cảnh giới tầng thứ quá xa à. Thật là tựa như cũng không ở một cái thế giới. Ồ, đây là địa phương nào, thế giới nhỏ sao? Vậy cửu hoang xà bà kinh ngạc đánh giá thế giới chung quanh, lẩm bẩm nói. Nàng thần thức có thể phóng thích đến cực xa. Có thể trên trái đất này khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa hết thảy, nhưng làm nàng cảm giác hết sức xa lạ. Bất quá, cái này thật giống như vậy cũng không trọng yếu. Thế giới nhỏ mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với nàng vậy tầng thứ cường giả mà nói, cũng chỉ vậy. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt dừng lại ở Duẫn Liệt trên mình, lại di chuyển rời đi, rơi xuống Trần Phi trên mình. Ngươi chính là Trần Phi, bình tĩnh trong lúc nói chuyện, áp lực kinh khủng rơi xuống. Làm người không cách nào hô hấp. Trần Phi ánh mắt ngay tức thì run lên, nhưng một khắc sau, hắn sắc mặt vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại, chẳng qua là, chỉ có hắn lúc này vẫn là không ức chế được, đang run rẩy hai tay, cùng với lòng bàn tay mờ u bàn tay rỉ ra giọt mồ hôi, đủ để tỏ rõ. Một vị đến từ đại thiên vị chân quân cảnh cường giả khí thế chèn ép, thật sự là quá mức khủng bố. Coi như đây chẳng qua là phân thân, chẳng qua là một đạo dấu vết. Có thể Trần Phi đều có hoài nghi, Trần Phi nếu như muốn giết hắn, sợ rằng trong nháy mắt hắn liền được hóa thành bụi, bị xóa diệt. Nhưng coi như là như vậy, Trần Phi vẫn là cưỡng ép chống giữ xuống, trong cơ thể mặt trời kia giống vậy chim lửa hư vô thét dài một tiếng, ẩn nặc không gian,
không kinh động người bất kỳ, làm Trần Phi ở cái này trong khí chàng kinh khủng dần dần bình tĩnh lại. Ừ, vậy cửu hoang xà bà đục ngầu trong mắt hơi thoáng qua vẻ kinh dị, hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể ở nàng trong khí chàng chấn định lại, nàng cảm thấy có chút nghi ngờ. Phải biết, nàng lúc này tản mát ra khí thế, nói có mạnh hay không, nhưng nói yếu vậy tuyệt đối không kém. Bởi vì ít nhất, đứng ở chính nàng lập trường lên cho rằng, tầm thường tiểu thiên vị chân quân có thể hay không coi thường khí chàng này, thật là có chút khó nói. Thằng nhóc này, cửu hoang xà bà ánh mắt bất ngờ quét nhìn Trần Phi, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối chính là Trần Phi. Lễ độ. Trần Phi hướng vậy cửu hoang xà bà giơ tay lên thi lễ, rồi sau đó hướng bên cạnh Duẫn Liệt các người nhàn nhạt nói, Duẫn Liệt hộ pháp, các người đi ra ngoài trước đi. Ưng ực ưm, vậy Duẫn Liệt nhìn một cái cửu hoang xà bà dấu vết, gặp đối phương không phản ứng, lúc này mới khó khăn nuốt nước miếng một cái, mang người từ trà lầu này bên trong đi ra ngoài. Vậy thật may ở chỗ này trước, chung quanh đây người bị bọn họ tận lực cản đi, nếu không liền mới vừa rồi vậy một chút, chỉ sợ cũng được chết không ít người. Đại thiên vị nguyên đan cảnh cường giả khí thế, cho dù là vô ý thức, người bình thường, cũng tuyệt đối là không thể nào ngăn trở. Thấy tình cảnh này, trên bầu trời vậy cửu hoang xà bà gương mặt con ngươi nhanh tránh, chậm rãi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi so ta tưởng tượng hơi phải ưu tú một ít. Đa tạ tiền bối hay khen, bất quá, không biết nhà ta bên trong người, ở ngài vậy có tốt không? Trần Phi nắm chặt quả đấm một cái, chậm rãi hỏi. Ừ, cửu hoang xà bà ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, hơn nữa lần này, vậy áp lực ít nhất là trước khi 10 lần. Làm Trần Phi cũng sắp không nhịn được quỳ xuống đất. Tay hắn chỉ hung hăng bóp ở ngón tay lên, tay khớp xương tay hiện ra vết máu. Nhưng coi như là như vậy, Trần Phi đứng nguyên, sống lưng thẳng tắp. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cửu hoang xà bà khuôn mặt hơi kinh dị nhìn lướt qua Trần Phi, vẫn như cũ là nhàn nhạt nói. Ta rất rõ ràng, Uyển Tình là vợ ta tử, từ trước là, sau này, vậy quyết sẽ không có thay đổi chút nào. Trần Phi răng lay động, cưỡng bách mình giữ vững bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Vậy cửu hoang xà bà cuối cùng là cúi đầu mở mắt nhìn một cái Trần Phi, chợt vẫn là gặp nàng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, lời nói rất dễ nghe, đáng tiếc ta lão bà tử này đã sớm qua sẽ nghe loại này lời ngon tiếng ngọt tuổi tác. Ngươi nếu như muốn dùng cái này để chứng minh cái gì, xin lỗi, cái này sợ rằng là không công qua, hơn nữa, ngươi chưa thấy được như vậy sẽ lộ vẻ được quá tái nhợt liền sao. Ta biết, cho nên tương lai ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Tiền bối yên tâm, sẽ không quá lâu, Trần Phi bình tĩnh nói. Cửu hoang xà bà nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn một hồi, lâu, mới khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta thừa nhận ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên coi như có thể, nhưng có một chút ngươi hẳn biết, ngươi bây giờ thực lực, quá yếu. Bên trong vực và các người ngoại vực không giống nhau, nhất là đối với chúng ta Hoa Thần Tông mà nói, Trần Quân Cảnh. Trình độ nào đó mà nói chỉ có thể coi như là cất bước. Ta rõ ràng, cho nên ta sẽ cố gắng. Trần Phi nhẹ giọng nói. Phải không, cửu hoang xà bà nhìn Trần Phi lại là hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, ngươi tên gọi là gì? Trần Phi. Trước kia ta là từ những người khác trong miệng nghe được, mà bây giờ, chính ngươi nói cho ta, hy vọng ngươi sau này cũng có thể đường đường tránh tránh thấy ta bổn tôn, nói cho hắn, ngươi tên là Trần Phi. Cửu hoang xà bà nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói. Ta không chỉ biết làm như vậy, hơn nữa, ta còn biết để cho ta tên chữ vang khắp toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc, thậm chí, Tam Hoàng Vực, Vạn Thần Tiên Nước. Trần Phi nói như đinh chém sắt. Ngươi cũng biết Vạn Thần Tiên Nước. Cửu hoang xà bà lần đầu tiên ánh mắt đổi một cái, kinh nghi nhìn Trần Phi. Đối với càng ở Tam Hoàng Vực trên truyền thuyết đất nước, hắn không nghĩ tới, Trần Phi loại này người tuổi trẻ lại có thể biết. Có dã tâm là một chuyện tốt, bất quá, giọng quá lớn liền cũng không phải chuyện tốt gì. Cửu hoang xà bà khuôn mặt yên tĩnh nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi yên lặng, đây là hắn cho tới nay mục tiêu, chẳng qua là chưa bao giờ nói ra, mà bây giờ, Bùi Huyền Tình rời đi, tựa hồ có chút kích thích đến hắn. Như hắn có thể quân lâm vạn thần tiên nước, có như vậy thực lực, cái này thế gian, còn có ai dám như vậy theo hắn Trần Phi làm khó dễ. Gặp Trần Phi yên lặng, cửu hoang xà bà khinh thân thở dài, nói ta ở trên người tiểu tử kia lưu lại một đạo dấu vết, muốn đến gặp ngươi một chút, vậy không phải là vì để cho ngươi nhất định phải từ Huyền Tình trên mình rời đi.
Chỉ bất quá cái gì? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nói. Ngươi đối với chúng ta Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực hiểu rõ nhiều ít. Cửu Hoang Xà Bà nhảy vọt qua đề tài này, hỏi. Hai quân đối lũy, hùng người chia cắt. Trần Phi giản lược tóm tắt nói ra trận kinh không từng nói với hắn đồ, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ta nghe người ta nói qua, bên trong vực phân là nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau. Nửa đoạn trước chính là Kiềm Nam cổ quốc vương tộc lãnh thổ, ước chừng chiếm 40%, nửa đoạn sau lấy năm thiên cổ đại giáo vi tôn, quần hùng chia cắt. Không sai, người biết rất rõ ràng. Vậy ta muốn nói cho ngươi liền rất đơn giản. Cửu Hoang Xà Bà kinh nghi nhìn lướt qua Trần Phi, lại chậm rãi nói, bên trong vực nửa đoạn sau, năm đại thiên cổ đại giáo mặc dù có thể gọi tôn, là bởi vì là bọn họ cũng có một vị truyền thuyết trở xuống, cường hãn nhất, cổ vương sức chiến đấu. Tới thiên vị, Trần Phi đột nhiên chen miệng nói. Ừ, Cửu Hoang Xà Bà nhìn một cái Trần Phi, lại chậm rãi nói, năm đại thiên cổ đại giáo cường hãn nhất vậy năm người, được gọi là năm lớn cổ vương. Cái này năm người đều là tới thiên vị, hơn nữa lực lượng tương đương, cho nên đưa đến bên trong vực nửa đoạn sau cái này mấy trăm năm một mực cục diện giằng co. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, mới có mở miệng nữa nói, nhưng bây giờ, cái này giằng co lại gặp phải bị phải phá cục diện. Đánh vỡ. Trần Phi tròng mắt sụt một cái. Chẳng lẽ là... Lúc này, vậy Cửu Hoang Xà Bà lại lên tiếng lần nữa, ban đầu, bên trong vực ngang trời quật khởi một cái tần mới vương. Người này hết sức đáng sợ, lấy không tới trăm năm thời gian, lại rất miễn cưỡng ở bên trong vực khai thác ra một cái không kém tại bất kỳ năm đại thiên cổ đại giáo thế lực. Sau đó, cái này tần mới vương cùng vậy vùng địa cực ma cung đối với, mở ra bên trong vực hiếm thấy thịnh thế đại chiến. Vùng địa cực ma cung, Trần Phi mím môi một cái, ánh mắt kinh dị, từ trận kinh không trong miệng, hắn sớm biết cái này vùng địa cực ma cung chính là bên trong vực nửa đoạn sau năm đại thiên cổ đại giáo một trong. Hơn nữa bàn về thực lực, cái này vùng địa cực ma cung còn không phải là yếu nhất, sợ rằng có thể xếp hạng thứ hai thứ ba. Về sau kết quả là lưỡng bại câu thương, tần mới vương cưỡng bức áp lực, bị buộc buông tha bên trong vực sản nghiệp, trước tiên người đi bá hoàng vực. Mà vùng địa cực ma cung, Cửu Hoang Xà Bà tròng mắt chớp động ra một tia hỗn loạn vẻ, mới lại chậm rãi nói. Vùng địa cực ma cung vị kia cổ vương bị tần mới vương đánh thành trọng thương, những năm gần đây. Nghe nói là càng ngày càng không có biện pháp cứu vãn. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, cuối cùng là trầm mặc. Bởi vì nói được cái này thật ra thì đã rất đơn giản sáng tỏ, vùng địa cực ma cung mất đi vị kia cổ vương cấp sức chiến đấu, không trấn áp được thiên hạ, bây giờ chỉ sợ là trở thành đối tượng đả kích, thịt thơm bánh bao không nhân, rất nhiều muốn một bước lên trời người, cũng chờ cầm nó khai đao đây. Cái này cùng Uyển Tình có quan hệ thế nào sao? Trầm mặc một hồi, Trần Phi không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Ta dạy cho Uyển Tình tu luyện công pháp, là ta Hoa Thần Tông vô cùng là cao cấp, nhưng cũng là chuẩn bị chọn thánh nữ chuyên tu công pháp. Đổi câu mà nói, Uyển Tình thân phận bây giờ, là ta Hoa Thần Tông chuẩn bị chọn thánh nữ. Cửu Hoang Xà Bà nói đến đây dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói, như vùng địa cực ma cung thật ngã, vậy ta Hoa Thần Tông cũng không thường không muốn tranh một chuyến chí tôn kia vị. Đến lúc đó thành tựu lôi kéo điều kiện, Uyển Tình bọn họ những thứ này chuẩn bị chọn thánh nữ, nói không được liền được là ta Hoa Thần Tông hy sinh một chút. Trần Phi con ngươi hơi co rúm một cái. Ngài là nói, nếu như tương lai quý tông có muốn lôi kéo cường giả, hoặc là thế lực, Uyển Tình các nàng, chỉ cần vẫn là chuẩn bị chọn thánh nữ thân phận, thì có thể là giống như lễ vật như nhau, bị đưa đi. Hắn thở một hơi thật dài, thanh âm hơi có chút lệ khí, nói. Không tệ. Cửu Hoang Xà Bà lạnh lùng nhìn một cái Trần Phi, nói. Trần Phi cả người run một cái, trong cơ thể lao ra một cổ sát ý. Ánh mắt, cũng có chút tràn đầy tia máu đứng lên. Cửu Hoang Xà Bà lạnh lùng nhìn hắn, bầu không khí có chút động lại. Trần Phi mím môi một cái, ánh mắt hung ác, tràn đầy sát ý, chuẩn bị chọn thánh nữ, nói dễ nghe một chút còn là một thánh nữ, muốn khó nghe, đây hoàn toàn hẳn coi như là một hình người đồ chơi, cầm tới lôi kéo. Đưa cho người khác. Trần Phi gương mặt, lạnh lùng rất nhiều, rốt cục thì thở một hơi thật dài, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nâng lên, nhìn đối phương, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta biết. Liền chỉ biết là, không muốn nói thêm gì nữa. Cửu Hoang Xà Bà khuôn mặt già nua chân mày gạt gạt, nhàn nhạt nói. Nói,
Trần Phi tự giễu vậy cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chỉ sợ là không có ích gì chứ. Căn cứ đối phương nói, Hoa Thần Tông là ở bên trong vực nửa đoạn sau đứng sau năm đại thiên cổ đại giáo đứng đầu thế lực. Mà như vậy thế lực cần lôi kéo nhân vật, tông phái. Như vậy tầng thứ, đối với hiện tại hắn mà nói, quá mức xa xôi. Làm sao, muốn buông tha sao? Cần như vậy nói, ta tựa hồ nhìn lầm ngươi. Cửu Hoang Xà Bà lạnh lùng nói. Buông tha. Trần Phi nghe vậy mím môi cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vậy Cửu Hoang Xà Bà gương mặt. Tiền bối, mặc dù bây giờ ở ngươi trước mặt nói lời như vậy, ngươi có thể sẽ cảm thấy ta ếch ngồi đáy giếng, cuồng ngông rốt nát, cho nên ta mới vừa rồi giờ không nghĩ nói. Nhưng bây giờ nếu ngươi muốn nghe, cũng được, tiểu tử không ngại nói cho ngươi. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhanh tránh, hoảng hốt ở giữa, lại là có một loại đỏ thắm, sáng chói sắc thái bộc phát mở, làm vậy Cửu Hoang Xà Bà con ngươi hơi co giúp một cái. Uyển Tình là vợ ta tử. Từ trước là, bây giờ cũng vậy, sau này, vậy đồng dạng là. Cho nên, nàng bây giờ ở các người Hoa Thần Tông, ta hy vọng các người có thể chiếu cố thật tốt, không để cho nàng bị bất kỳ ủy khuất gì, nếu không, tương lai một ngày kia, ta nếu như nghe được bất kỳ để cho ta không thoải mái tin tức, ta có lẽ, sẽ đem các người Hoa Thần Tông lúc này lật hết. Tiền bối, ngài tin sao? Người điên người, điên cuồng nói, rơi vào vậy Cửu Hoang Xà Bà trong lỗ tai. Trực tiếp là làm hắn tang thương trong mắt ngay tức thì nhỏ híp lại. Trong đó sắc thái, cũng là dần dần lạnh lùng tới cực điểm. Vô số người từng nói qua ngươi những lời này, nhưng mà, bây giờ bọn họ đều được một đống đất vàng, chôn dưới đất. Nàng nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Lời nói nhiều như vậy, luôn sẽ có một người nói là sự thật, không phải sao? Trần Phi không thể tin, nhàn nhạt nói. Cửu Hoang Xà Bà hơi ngẩn ra. Chợt lạnh lùng nhìn một cái Trần Phi. Rắc rắc. Trong hư không vậy vặn vẹo khu vực bắt đầu tiêu tán, vậy Cửu Hoang Xà Bà gương mặt cũng là dần dần biến mất. Bất quá ở hắn biến mất trước, vậy đạo thanh âm lạnh lùng nhưng cũng vẫn là lại vang lên liền một lần. Nhiều nhất 3 năm, bên trong vực tuyệt đối sẽ có một tràng long trời lỡ đất đại chiến, đến lúc đó ngươi nếu như còn chưa tới, vậy sẽ trễ, biết không? Cửu Hoang Xà Bà không biết mình tại sao phải lưu lại một câu nói như vậy. Nàng rất rõ ràng người tuổi trẻ nhuệ khí, hơn nữa, nàng vậy gặp qua quá nhiều cái gọi là thiên tài, nhưng mà, đến bây giờ đâu? Đến bây giờ những cái gọi là thiên tài kia 10 có chết hết. Cũng chết hiểu ở trên đường. Mà giống như Trần Phi như vậy dám can đảm ở nàng miễn cưỡng cuồng ngôn khiêu khích bọn họ Hoa Thần Tông người điên, lại là một cái đều không sống sót. Nhưng nàng vẫn là để lại những lời này, liền chính nàng cũng không biết tại sao. 3 năm sao, cũng đủ rồi à, có lẽ, vẫn không đủ lấy lâu như vậy đi. Trần Phi cặp mắt ngưng mắt nhìn Cửu Hoang Xà Bà dấu vết biến mất khu vực, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng hung hăng nắm chặt quả đấm một cái. Trong 3 năm, phải lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới chân quân cảnh. Trần Phi trong lòng định cho mình liền cưỡng chế tính mục tiêu. Xuẫn Liệt. Phủ chủ đại nhân, Xuẫn Liệt từ vậy trà lâu ngoại thần tình kinh dị đi vào. Ánh mắt không nhìn được chừng xem. Đem chung quanh đây xử lý một chút, đừng để cho người nhìn ra có cái gì kỳ quái, chỗ không đúng. Qua mấy ngày có chuyện ta sẽ tìm lại ngươi, những ngày qua các người trước tự do hoạt động đi. Nói xong, Trần Phi rời đi trà lâu. Là, ai, nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh, Xuẫn Liệt rõ ràng cảm giác được Trần Phi háo hức biến hóa, lắc đầu một cái. Than nhẹ một tiếng, cũng sẽ không nhiều lời. Lấy hắn hiện nay thực lực, tuy nói đã có thể là đứng ở thành U Lang đỉnh phong, có thể cùng Cửu Hoang Xà Bà vậy chờ kinh khủng tồn tại so sánh, vẫn là quá yếu. Giống như là con voi theo con kiến, căn bản không cách nào cùng chi tương đối. Cho nên hắn cho dù biết Trần Phi tại sao mà vì vậy nín thở, vì vậy tâm trạng đột biến, hắn cũng chỉ có thể là ngậm miệng, không có cách nào nói. Như vậy. 3 ngày sau, lại có làm Trần Phi bất ngờ quý khách tới cửa tới. Cả người nhung mao, cầu kiện có lực phập phồng bắp thịt, thân thể cao lớn, bao phủ ở trong hắc bào, cặp mắt thô bạo, sắc bén. Thấy người này, Trần Phi cũng là không nhịn được rất là bất ngờ. Phách Thiên tiền bối. Trần phủ chủ, thật lâu không gặp. Phách Thiên mỉm cười giơ tay lên nói. Ngươi làm sao? Trần Phi nghi ngờ nhìn đối phương. Ta lần này tới. Là đặc biệt có chuyện đến tìm ngươi.
Phách Thiên Diễn Cảm hơi đông lại một cái nói. À, Trần Phi Diễn Cảm trịnh trọng mấy phần, mở miệng nói chuyện gì. Có người ở chúng ta ám ma các hạ một, muốn mạng ngươi. Phách Thiên mím môi một cái, chậm rãi nói. Ừ, Trần Phi con ngươi híp một cái, lạnh lùng nói, là ai? Nguyên bản ở chúng ta tư liệu ghi lại trong, người nọ phải là một họ Lục lưu lạc tu sĩ, thực lực vậy còn rất lợi hại, chân nhân cảnh tầng 4 cường giả đỉnh phong, bất quá gần đây làm người chúng ta đi theo hắn đến trên trái đất này sau khi đến, lại phát hiện một ít vật khác. Nói đến đây, Phách Thiên hơi dừng lại một chút, thần bí bán cái thắt hút. Họ Lục, Trần Phi chân mày cau lại, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Bạch Xà giáo người. Phách Thiên ánh mắt kinh ngạc, gật đầu một cái, ừ. Sau đó người chúng ta điều tra ra được, người nọ tên gọi là Làm Lục Nguyên Sơn, là trái đất này trong cự linh bí cảnh, Bạch Xà giáo thái thượng trưởng lão. Không nghĩ tới cái này trong thế giới nhỏ lại còn cất giấu giới trung giới. Không chỉ có như vậy. Cái này giới trung giới chính giữa những thế lực kia, thật giống như vẫn là 100-200 năm trước, bên ngoài đột nhiên biến mất những cái kia. Các người đây đều biết, thật đúng là điều tra gắng gượng cẩn thận à. Trần Phi cười lên. Ha ha, Phách Thiên cũng là giống vậy cười lên, nói, dẫu sao chúng ta ám ma các chính là lấy này ăn cơm, không chuyên nghiệp chút, sao được. Vậy đã như vậy, các người tra được vậy trong cự linh bí cảnh trụy thần cốc sao? Trần Phi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trụy thần cốc, đó là cái gì? Phách Thiên nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng không biết. Hai cái đại thiên vị nguyên đan cảnh cuối cùng tử chiến địa phương, cuối cùng, hai người kia đều chết ở đó. Hơn nữa, cái này trụy thần cốc còn chôn giấu so hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại di vật, vật chân quý hơn. Trần Phi cười thần bí. Cái gì? Phách Thiên ánh mắt co rúm một cái, mặt liền biến sắc. Cả người trực tiếp là lấy làm kinh hãi, hai cái đại thiên vị nguyên đan cảnh cuối cùng tử chiến địa phương. Còn nữa, so hai vị đại thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại di vật, vật chân quý hơn. Đó là cái gì, hắn không nhịn được bật thốt lên. Niết bàn huyết trì, Trần Phi nhàn nhạt nói. Cái gì? Phách Thiên như bị sét đánh, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thật lâu không lên tiếng. Niết bàn huyết trì, thật lâu sau đó. Hắn mới không nhịn được khàn khàn, khô khốc nhìn Trần Phi, khó tin nói. Dựa vào tình báo ăn cơm bọn họ, lại làm sao có thể không được rõ Niết bàn huyết trì, bực này hiếm thấy thánh vật. Trần Phi không lên tiếng, chẳng qua là cười nhìn hắn. Phách Thiên dĩ nhiên là khó tin nhìn Trần Phi, thật lâu mới không nhịn được hỏi Trần phủ chủ, chân quý như vậy tình báo, ngươi lại có thể cứ như vậy trực tiếp nói cho ta. Đúng vậy, Trần Phi lắc đầu một cái. Cười nhạt nói, nguyên bản ta là muốn giấu giếm, bất quá, nếu các người tới nói cho ta tin tức kia, mà ta lại là một tin, một thù trả một thù, người. Một cái tin mà thôi, coi là không được cái gì. Có thể, nhưng mà, Phách Thiên Á khẩu không trả lời được, kinh ngạc nhìn Trần Phi, hắn vẫn là không cách nào hiểu, loại tin tức này nếu như những người khác biết, vậy tất nhiên là sẽ nghĩ đủ phương cách giấu giếm, có thể đến hắn nơi này, lại có thể nói thẳng. Phách Thiên hắn không cách nào hiểu, là thật có chút không cách nào hiểu. Phách Thiên tiền bối người thật ra thì không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Tin tức này ta sở dĩ nguyện ý nói cho các người, cũng là có nguyên nhân. Trần Phi lại cười nói. Nguyên nhân gì? Phách Thiên hỏi. Một, vậy trong trụy thần cốc mặc dù là có thể cất giấu niết bàn huyết trì, nhưng đó cũng là cần cướp, ta có tự tin này, các người ám ma các, hẳn cướp không quá ta mới đúng. Trần Phi giơ lên một đầu ngón tay, tự tin nói. Cướp bất quá, Phách Thiên im lặng cười một tiếng, nhún vai nói, Trần phủ chủ, ta thừa nhận, bây giờ ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Bất quá, thật nếu là để cho các bên trong biết hết đạo chuyện này, dốc toàn bộ ra, ngươi cho rằng một mình ngươi, có thể so sánh chúng ta ám ma các dốc toàn bộ ra cường đại hơn. Đúng vậy, Trần Phi cười một tiếng, không chút do dự gật đầu. Ngươi! Phách Thiên Á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Còn có, ngay tại lúc này, Trần Phi giơ lên ngón tay thứ hai đầu, nói, ngoài ra có chuyện mà, các người ám ma các sợ rằng không biết. Vậy bí cảnh chính giữa có một giáo phái, tên là Phong Lôi Tông, cái này Phong Lôi Tông bên trong, có một tiểu thiên vị nguyên đan cảnh nhân vật tồn tại. Cái gì, Phách Thiên đây là ánh mắt hoàn toàn thay đổi đứng lên. Chân quân cảnh trở xuống, vậy còn không có vấn đề.
Bọn họ ám ma các tự tin tất cả đều có thể thắng, thậm chí càn quét, có thể cái này một khi là dính dấp đến nguyên đan chân quân cảnh nhân vật, vậy coi như tính chất không giống nhau. Tựa như cùng ban đầu thành U Lang thành cố chủ, một mình hắn, là có thể đè bọn họ ám ma các tất cả mọi người gần trăm năm cũng cuộc sống ở bóng tối dưới, giống như con chuột như nhau, hoàn toàn không ngóc đầu lên được à. Đợi một chút, đây là, vậy Phách Thiên to lớn trong mắt đột nhiên co rúm một cái, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những cái kia tông phái 100-200 năm trước từ bên ngoài biến mất, chính là bởi vì cái này trụy thần cốc. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh nói, vậy Phong Lôi Tông có cái chân quân cảnh nhân vật, ta cái này bây giờ vậy rất nhức đầu, bất quá vậy Niết Bàn huyết chỉ ta thế ở tất được, cho nên, ta muốn cùng các người ám ma các hợp tác một tràng, làm một đổi trác. Giao dịch gì? Phách Thiên kinh ngạc nói. Niết Bàn huyết chỉ thuộc về ta, các người còn cần giúp ta đối phó những người khác, thành tựu trao đổi, ta giúp các người các chủ đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh. Trần Phi chậm rãi nói. Cái gì, người có thể để cho chúng ta các chủ đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh? Điều này sao có thể? Phách Thiên nghe vậy trực tiếp là nhảy cỡn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin. Yêu thú cấp 4 yêu vương cảnh, tương đương với loài người tu sĩ nguyên đan chân quân cảnh, có bao nhiêu khó khăn lấy đạt tới, đơn giản là giống như là lên trời vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói hắn có thể giúp bọn họ các chủ đạt tới, cái này, cái này. Đừng nói là Phách Thiên không tin, đổi một người tới, ai dám tin? Tin cùng không tin, cái này thì muốn Phách Thiên tiền bối ngài, còn có các người ám ma các vị kia các chủ. Dù sao nói đã đến nước này, những thứ khác, xem các người như thế nào cân nhắc. Cáo từ, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, đứng dậy trực tiếp là từ vậy bên trong căn phòng rời đi. Trụy thần cốc mở ngày ít ngày nữa liền tới gần, có thể vậy đang thanh dậy nhưng vẫn không cho hắn hồi tin tức, như vậy, hắn tự nhiên phải được trước phòng ngừa chu đáo lộn một cái mới được. Trần phủ chủ các loại, Phách Thiên gặp Trần Phi muốn đi, theo bản năng muốn đưa tay đi cản, có thể một giây kế tiếp nhưng gặp hắn con người hơi co rúm một cái, ánh mắt chấn động đứng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này nháy mắt tức thì, hắn lại có thể thăng không dậy nổi lên tiếng ngăn trở Trần Phi rời đi ý niệm. Thật là khủng khiếp khí thế. Hắn, Phách Thiên ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh, như có điều suy nghĩ tự định giá một hồi, rồi sau đó liền lắc đầu cười khổ, trong tay yêu quang chớp mắt. Trường bào màu đen trực tiếp là lồng ở trên người hắn, sau đó hắn nhận rõ phía dưới hướng, sải bước rời đi nơi đây. Trần Phi ngày hôm nay nhắc tới sự việc, vô luận là cái trước hoặc giả là người sau, đều có chút quá kinh người, hắn một người căn bản không làm chủ được, cho nên, hắn phải lập tức trở lại tu chân giới, bọn họ ám ma các trụ sở chính mới được. Một ngày sau, Trần Phi dẫn không ít người đi tới Hoa Hạ nổi danh Vương Phòng núi lớn chỗ sâu. Hoa Hạ có hai hùng núi. Vương Phòng, Côn Luân, tất cả là cái thế chi lớn lao, nguy nga nặng hồn, khí thế bàng bạc, được gọi là đệ nhất thiên hạ. Mà đây Vương Phòng lại bởi vì xưa nay làm có, ngu công rời núi, thần nói, lại là có vô cùng sắc thái thần bí. Núi cực lớn tại chi, sử mạc cổ tại chi. Mà lúc này, cho dù là Trần Phi, Duẫn Liệt các người thấy quen tu chân giới vậy hở một tí chục nghìn mét dơ lên hàng cổ dãy núi, có thể ở thấy cái này Vương Ốc Sơn. Vậy vẫn là không nhịn được tâm thần rung động. Núi này, Duẫn Liệt kinh nghi đánh giá dưới chân hùng đất, thần sắc kinh nghi bất định, luôn cảm giác núi này không giống như là thông thường núi, mà càng giống như là, cất giấu bí mật kinh người gì. Trước tìm bí cảnh cửa vào đi, Trần Phi cũng là kinh nghi quan sát một chút giá cao tủng trong mây Vương Ốc Sơn, chợt tính táo nói. Căn cứ phi báo bên trong truyền cho hắn tư liệu, vậy cự linh bí cảnh cửa vào. Liền che giấu ở cái này Vương Ốc Sơn chỗ sâu. Mà bọn họ chuyến này tới mục đích, hiển nhiên, là vì tiến vào cự linh bí cảnh, lao tới vậy trụy thần cốc bảo địa. Người nào, đi ra, đột nhiên, Duẫn Liệt ánh mắt biến đổi, hướng vậy cách đó không xa núi cao chót vót cuối mắng. Vèo, vèo, vèo. Sau đó, ở sau lưng hắn từng vị chiến hồn cung, không, phải nói là hiện minh thần phủ tinh nhuệ đệ tử lập tức vẻ mặt lãnh khốc đứng lên, linh khí bàng bạc. Lạnh lùng ý định giết người như suối trào nổ tung phong tỏa ở đó núi cao chót vót cuối. Chư vị đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu lão nhi chỉ là một giữ núi người thôi. Đi theo, một vị già nua không còn hình dáng tiểu lão nhi, đầu hói lộ nóc, hai ba cây xám trắng lông tà tà phiêu bay, một con mắt là mù,
khác một con mắt hiện đầy tái nhợt đục ngầu, rất là thâm thúy, để cho người thấy không tự kìm hãm được làm vẻ mặt rét một cái. Lão tiên sinh là, Trần Phi ở lão đầu kia trên mình cảm nhận được khí tức không giống tầm thường, con người khẽ híp một cái, hỏi. Tiểu lão nhi thêm là trên núi này giữ núi người, ngược lại để cho chư vị chê cười. Chư vị đến nơi này, là muốn đi cự linh bí cảnh. Lão giả kia khàn khàn cười một tiếng, bình tĩnh thật giống như không có gợn sóng. Giữ núi người, Trần Phi hơi ngẩn ra, gật đầu nói, không sai. Ta mang các người đã qua, lão giả kia cũng đã làm giòn, nói liền sau đó, trực tiếp là xoay người trước mặt dẫn đường. Thấy tình cảnh này, vô luận là Trần Phi cùng với là vậy Duẫn Liệt đều có chút hơi đờ đẫn. Theo sau, Trần Phi hơi chần chờ một chút, vẫn là đi theo lên. Duẫn Liệt các người nghe vậy cũng là đi theo lên. Mấy người đi một hồi, ước chừng không tới nửa giờ sau đó, Duẫn Liệt tựa vào Trần Phi trên mình, chau mày, vẻ mặt có chút nghi ngờ, kinh nghi nói, phủ chủ, người này cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Hắn không phải là người, có thể Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu một cái, nói như vậy nói. Đột nhiên, đi ở phía trước lão giả kia ngừng lại, xám trắng, đục ngầu con ngươi vòng trở lại, rơi vào Trần Phi trên mình thật sâu nhìn tốt một hồi, sau đó nhưng lại không giải thích được. Ha ha, thần kinh chất cười lên, bên cười, hắn lại tiếp tục ở trước mặt dẫn đường đứng lên. Lão đầu này, Trần Phi nhìn chằm chằm lão giả kia bối cảnh, con mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Duẫn Liệt cho dù là chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, đây là, nhìn lão giả kia bối cảnh, lại cũng là khó hiểu có chút sau lưng lạnh cả người, hàn mao dựng đứng ảo giác, cái này làm hắn không nhịn được có chút kinh nghi, nhưng lại vẫn là kềm chế liền xuống, không tiếp tục nói nữa nói. Như vậy, một đường không nói. Rất nhanh, Trần Phi các người bị dẫn tới một cái núp ở Vương Ốc Sơn chỗ sâu màu vàng đất trên sườn núi. Ở đó đất trên sườn núi, có chút khác thường bay một ít xương trắng chung quanh, nếu như tu vi không kém người, cơ hồ đều có thể phát hiện, từng luồng linh khí tựa như là quang vậy, nối liền chung một chỗ, giống như là một mặt gương. Chính là cái này, lão giả kia dừng ở đất sườn núi trước mặt. Chỉ vậy trên bầu trời linh khí gương cười nói. Phủ chủ, Duẫn Liệt nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi không lên tiếng, mà lại yên tĩnh cảm thụ một chút vậy trên bầu trời linh khí, một lát sau, mới khẽ gật đầu nói, không sai, chắc là cái này. Còn là một trận pháp sư sao? Lúc này lão giả kia lại đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó lại lắc đầu, nói xin lỗi, nhìn ta cái miệng này, xin lỗi. Nếu địa phương đã mang tới, vậy ta liền cáo từ. Không đúng, đợi một chút, vật này ngươi cầm đi, có người muốn ta chuyển giao cho ngươi. Ông già trong tay xuất hiện một quyển loáng ánh sáng màu tím mộc sách, đưa cho Trần Phi. Đây là, Trần Phi nhận lấy vậy sách dè đặt kiểm tra một chút, phát hiện không thành vấn đề, mới chậm rãi tướng vậy sách mở ra, rồi sau đó, thấy chiếc xe kia chính giữa nội dung, hắn ánh mắt trực tiếp là hơi lóe lên. Lại có thể như vậy, tiểu lão nhi liền cáo từ trước. Đây là... Lão đầu nhi kia cười chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi một chút, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, Trần Phi nhưng đưa tay tướng hắn ngăn lại. Tiểu hữu còn có chuyện gì sao? Lão giả kia cũng không quay đầu, chẳng qua là dừng bước lại, cười nhạt nói. Tiền bối, vậy trong trụy thần cốc, thật có niết bàn huyết chỉ chứ? Trần Phi mím môi một cái, chậm rãi nói. Ừ, Duẫn Liệt ngẩn người, rồi sau đó không nhìn được kinh nghi nhìn Trần Phi, hiển nhiên. Hắn có chút không hiểu, Trần Phi tại sao phải hỏi lão đầu kia loại vấn đề này. Ngược lại là lão đầu kia nghe vậy cả người run rẩy, xoay người đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Phi một lúc lâu, mới lắc đầu cười một tiếng, dù sao ngươi nếu như muốn đi, chỗ đó hẳn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chính là, xem các người có hay không thực lực kia. Dứt lời, lão giả kia trực tiếp là bóng người biến mất ở trên trời, giống như hoàn toàn bốc hơi cái loại đó. Giống như, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái gì, mà trong tầm mắt gặp một màn này, Duẫn Liệt không nhìn được trong mắt hung hăng rụt một cái, sắc mặt biến, bởi vì, lấy hắn tu vi, lại có thể không có thể phát hiện đối phương là như thế nào biến mất, cái này ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào đối phương nếu là muốn hướng bọn họ ra tay, đây chẳng phải là... Trong nháy mắt, Duẫn Liệt khắp trán người đàn ông vạm vỡ, hướng Trần Phi kinh nghi hỏi. Phủ chủ đại nhân, hắn kết quả là. Ta cũng không biết, chẳng qua là đoán, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không rời 10.
Trần Phi lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, nguyên cho là có một cái chân quân cảnh cũng đã đủ phiền toái, không nghĩ tới bây giờ. Hắn lời này là ở trong lòng nói, không nói thẳng ra, bởi vì hắn sợ, nếu là thật nói ra, chỉ sợ cũng liền Duẫn Liệt bực này tu vi người cũng được dọa cho giật mình, mất đi trấn định, không cần phải. Chúng ta đi thôi, đi vào trước nói sau. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, thân thể bay lên, tiến vào vậy trên bầu trời, gương, chính giữa. Thấy tình cảnh này, Duẫn Liệt mặc dù trong lòng còn có nồng nặc nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là đè xuống, dẫn người cùng Trần Phi cùng nhau, tiến vào vậy cự linh bí cảnh. Ông! Không gian một hồi vặn vẹo, cửa vào bên ngoài, lão giả kia thân hình xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, hắn nhưng lại có thể thật giống như thiếu nửa người, giống như linh hồn hình thái vậy chỉ còn lại có nửa người trên. Ông già nhìn bí cảnh cửa vào bình tĩnh nửa ngày, đột nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thú vị tiểu tử, bất quá muốn niết bàn huyết chỉ cũng không như vậy dễ dàng, năm đó cho dù là ta, cũng không vẫn là không có đạt được sao. Ai, già rồi, lẩm bẩm tiếng biến mất ở trong gió, nếu là có người nghe được, sợ rằng sẽ hù được thất kinh, đáng tiếc Trần Phi các người cũng đã tiến vào bí cảnh chính giữa. Nơi này tạm thời không đề ra. Cự linh bí cảnh. Nói là bí cảnh, thật ra thì chẳng qua là một tòa bị Phong Lôi Tông dùng sức mạnh đại bảo vật chia ra tới trôi lơ lửng hòn đảo mà thôi. Cự linh bí cảnh đảo cũng không lớn, cũng chỉ hoa hạ gần nửa nhiều tỉnh trình độ, nhưng nơi đây trong không khí linh khí trình độ đậm đà, nhưng vượt quá tưởng tượng. Cho dù là cùng vậy tu chân giới không cách nào so sánh được, có thể so với đưa tới nói, nhưng cũng đích xác, đúng là đậm đà quá nhiều. Mà đây loại chênh lệch trực quan nhất tương đối, đó chính là một người bình thường nếu là ở cái này bí cảnh chính giữa sinh hoạt, sống đến 130 tuổi chết lại, cũng coi là rất bình thường, trên trái đất, cũng không được. Phổ biến 70 đến 80 tuổi cũng chính là cực hạn. Mà ở Trần Phi các người từ người này miệng tiến vào cự linh bí cảnh sau đó, lấy bọn họ thực lực cùng thần thức phạm vi, cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được, cách đó không xa, đang có một tòa mô hình nhỏ phường thị thụ đứng ở đó đỉnh núi dưới. Trần Phi trong tay nắm lão giả kia cho hắn quyển trục, con người nhanh tránh, trực tiếp là hướng vậy cỡ nhỏ phường thị đi tới. Đi, lại xem. Ừ. Tiến vào vậy cỡ nhỏ phường thị, bên trong tu sĩ không thiếu, nhưng tu vi phương diện nhưng rõ ràng có chút kém không đủ, tổng thể hơi yếu. Mà Trần Phi mặc dù là lần thứ nhất tới đến cái này cỡ nhỏ phường thị, nhưng lại hình như là hết sức quen thuộc vậy, dẫn Duẫn Liệt các người quẹo trái quẹo phải. Ngay tại một nơi nhìn như thông thường tiệm tạp hóa trước ngừng lại. Cái này trước cửa tiệm tạp hóa treo một tấm bảng gỗ tử, trên đó viết, và Ngọc Hiên, ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Hẳn là nơi này chứ? Trần Phi nhìn lướt qua trong tay quyển trục, liền chậm rãi đi vào. Duẫn hộ pháp và ta đi vào, những người khác ở bên ngoài chờ đi. Tiến vào vậy tiệm tạp hóa, Trần Phi phát hiện đối diện hắn bên này, cũng chính là cửa hướng về phía phương hướng. Có một người áo bào cho người trung niên ngồi ở phía sau quầy. Trung niên kia người một Trần Phi hai người đi tới, lập tức gương mặt tươi cười đứng lên, đón. Hai vị tiền bối cần gì? Điểm nhỏ không dám nói cái gì cần có đều có, nhưng chỉ cần là cái này, Nguyễn Lâm Sơn phường thị, có thể tìm, tuyệt đối có thể thỏa mãn quý khách các ngươi nhu cầu. Ta không phải tới mua đồ, nhưng mà, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, bàn tay lộn một cái. Vậy màu tím nhạt quang mộc sách xuất hiện ở trong tay. Vật này, người hẳn biết chứ? Trần Phi hỏi. Trung niên kia người thấy mộc sách, sắc mặt lập tức là hơi đổi. Dám hỏi tiền bối từ chỗ nào tới? Trung niên kia người định nhãn nhìn một cái vậy mộc sách, con mắt nhanh tránh, cung kính hỏi. Trái đất, Trần Phi nhàn nhạt nói. Tuân họ đâu? Trần Phi tiếp tục nói. Vãn bối gặp qua Trần Phi tiền bối. Trung niên kia người lập tức hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu thân, rồi sau đó một bên thân, nhường ra sau lưng vậy cửa sau nói, giáo tôn đã sớm nói Trần tiền bối ngài mấy ngày nay hẳn sẽ đến, mệnh ta chờ ở đây. Hai vị tiền bối mời theo ta tới. Nói xong, hắn liền trực tiếp là xoay người hướng sau lưng vậy đi cửa sau đi. Trần Phi gật đầu một cái, không ngôn ngữ đi theo lên. Chỉ chốc lát sau, đẩy cửa ra. Vậy sau bên trong cửa lại là gần đây chạm đất hạ lan tràn đen nhánh lối đi. Hai bên lối đi, nạm cổ xưa đèn đồng, đèn đuốc chập chờn, ánh sáng mờ tối. Sau đó, theo lối đi kia đi xuống đại khái mấy chục thang,
cuối cùng là có một mặt vách tường xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai vị tiền bối xin chờ một chút, chỉ gặp trung niên kia người đầu tiên là ở cường thượng lấy đặc định quy luật gõ mấy cái, lại dùng chân ở trước vách tường trên một tảng đá xanh đạp một cái. Cót két một tiếng rên sau đó, vách tường chậm rãi phân lái tới, xuất hiện trước mặt một mặt màu đen linh khí màn ảnh. Hai vị tiền bối, đến đêm nay thế hệ liền không tư cách vào đi. Trung niên kia người thấy vậy lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhường qua một bên, một mặt cười theo nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không ý kỵ cái gì, sắc mặt bình tĩnh liền hướng màu đen kia linh khí màn ảnh chính giữa đạp đi vào. Trần Phi không sợ, Duẫn Liệt lại là không lý do gì sợ hãi cái gì. Vậy là đi vào theo. Chỉ gặp bước vào màu đen kia linh khí màn ảnh sau đó, bên kia, lại là một tòa dán kín bốn phương đá gian nhà vậy đối phương. Gian nhà không lớn không nhỏ, trống rỗng, trên đất để mấy cái giá trị không rẻ ấm trung kỷ ủy, trừ cái này ra, không có vật gì khác. Bất quá ở đó ấm trung kỷ ủy lên, lúc này lại có hai bóng người ngồi xếp bằng ở phía trên. Tựa hồ là nhận ra được động tĩnh gì, một người trong đó, mở mắt, thấy Trần Phi cùng Duẫn Liệt, lập tức là lộ ra cung kính nụ cười, nói, Trần tiền bối ngài tới rồi. Chính nhất đạo trưởng, thật lâu không gặp, Trần Phi nhìn người nọ. Cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai, người nọ không phải người khác, chính là đang thanh dậy chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ, chính nhất đạo trưởng. Vị này chính là Trần Phi Trần đạo hữu sao? Lão phu đang thanh dậy Ngọc Dương Tử, lễ độ. Một khắc sau, khác một cái bổ đoàn người trên, đầu đội cao quan, người mặc áo bảo lam, trực tiếp là đứng dậy, chậm rãi cười nói. Trần Phi ánh mắt rơi vào vậy Ngọc Dương Tử trên mình, ánh mắt khẽ híp một cái. Bởi vì ngọc này Dương Tử, mặc dù hắn không nhìn thấu chân thực tu tại sao, có thể người này nhưng lại cho hắn có chút cảm giác, cái này không khỏi làm hắn vẻ mặt hơi rét một cái. Có thể để cho hắn bây giờ cảm nhận được bất an, cảm nhận được nguy hiểm, sợ rằng, cũng chỉ có chân nhân cảnh tầng 5 mới có thể uy hiếp được hắn chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền híp mắt cười nhìn vậy Ngọc Dương Tử, khách khí giơ tay lên nói, tiểu tử Trần Phi, gặp qua Ngọc Dương Tử đạo hữu. Như vậy thái độ nói tốt hay không, nói xấu xa cũng không xấu xa. Nhưng chính nhất đạo trưởng thấy nhưng sắc mặt có chút khẽ biến, không nhịn được nhỏ giọng nói, Trần tiền bối, vị này là chúng ta đang thanh dậy lão phó giáo chủ. Đã từng người đời trước, hôm nay chỉ còn lại một mình hắn, cho nên. Hắn ý của lời này, rõ ràng cho thấy cảm thấy Trần Phi chắc đúng bọn họ đang thanh dậy lão phó giáo chủ tôn kính một ít. Chẳng qua là nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là không thể đưa hay không cười một tiếng, vậy Ngọc Dương Tử cũng là khẽ mỉm cười, giơ lên tay, cười nói, không ngại. Mà tiếng nói vừa dứt, lại gặp mắt thần rơi xuống Trần Phi sau lưng Duẫn Liệt trên mình, không nói hồi lâu, đột nhiên giơ tay lên nói, không biết vị đạo hữu này là. Minh thần phủ, hộ pháp Duẫn Liệt, Duẫn Liệt tùy ý nhìn một cái Ngọc Dương Tử, nhẹ giọng nói. Hắn ngược lại là nhìn thấu Ngọc này Dương Tử tu vi. Mới vào chân nhân cảnh tầng 5, nói có mạnh hay không, nói yếu cũng không yếu. Như đổi thành trước kia, hắn hẳn còn biết đối với tầng thứ này người hơi chỉnh trọng một ít. Bởi vì vậy hẳn là coi như là và hắn không sai biệt lắm thực lực. Nhưng hôm nay, tình huống đã bất đồng, thành U Lang đánh một trận hắn có đột phá, cho nên bây giờ sẽ cùng mới vào chân nhân cảnh tầng 5 người so với, dĩ nhiên là vững vàng ra. Minh thần phủ, vậy Ngọc Dương Tử thật sâu nhìn một cái Duẫn Liệt. Lại không nhìn được ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nói, vậy không biết, Trần đạo hữu ngươi và cái này Minh thần phủ, là quan hệ như thế nào? Ta sao? Trần Phi cười một tiếng, đưa tay chỉ ở ngực mình, Minh thần phủ chủ, chính là ta, Trần Phi. Cho nên ta bây giờ hẳn coi như là dùng Minh thần phủ chủ thân phận, sẽ cùng các hạ ngươi nói, như vậy, ngươi hẳn biết chứ? Phủ chủ, Ngọc Dương Tử hơi sững sờ. Không nhìn được kinh nghi nhìn một cái một bên mặt không cảm giác Duẫn Liệt, lúc này mới ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, thở một hơi thật dài, thái độ lại là ngưng túc liền rất nhiều, nói trước có chỗ không biết nói, hơi có đắc tội, xin Trần phủ chủ chớ trách. Một bên, chính nhất đạo trưởng cũng có chút kinh nghi, nhìn Trần Phi. Hắn cũng không ngu, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phi sau lưng người nọ, Duẫn Liệt có thể có được bọn họ Ngọc Dương Tử lão phó giáo chủ trịnh trọng như vậy đối đãi. Tất nhiên là phi phàm người, thậm chí, còn có thể là không yếu hơn bọn họ đang thanh dậy lão phó giáo chủ nhân vật kinh khủng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người như vậy,
lại có thể chẳng qua là cái gì đó Minh Thần phủ một người hộ pháp, mà Trần Phi Trần tiền bối, lại là phủ chủ. Chẳng lẽ Trần Phi Trần tiền bối thực lực xa so hắn biết, xa so hắn trước hiện ra, lợi hại hơn, kinh khủng nhiều. Nghĩ đến đây, chính nhất đạo trưởng trán có chút đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo, cứng rắn là liền chen miệng dũng khí cũng không có. Vậy dĩ nhiên là không có chuyện, Ngọc Dương Tử đạo huynh khách khí. Trần Phi cười đánh nói giọng quan, rồi sau đó trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề, nhàn nhạt hỏi, trước ta để cho chính nhất đạo trưởng truyền đạt sự việc, không biết quý giáo suy tính thế nào. Nghe vậy, Ngọc Dương Tử sắc mặt không đổi, nhưng lại lên tiếng nói đến chuyện khác, còn nữa ba ngày, vậy trụy thần cốc chính là đến trăm năm một lần mở ngày. Đi qua hơn 200 năm, hai lần cơ hội, nghe không thiếu, có thể cho dù là ta, hai giáo, ba tông, tổ tiên trong đó không thiếu chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật tiến vào, vậy như thường không đi ra, tin tức này, Trần phủ chủ ngươi có biết? Chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, còn có chuyện này. Trần Phi, Duẫn Liệt sắc mặt đồng thời đổi một cái. Trầm mặc hồi lâu, Trần Phi mới lại mở miệng nói, vậy trong trụy thần cốc, kết quả có cái gì? Chiến trường, hoang thú, Ngọc Dương Tử một chữ một cái, nói. Chiến trường, hoang thú, Trần Phi con ngươi lóe lên, lặng lẽ đợi đối phương hạ. Đi qua chúng ta chi hai lần trước dò xét, cơ bản coi như là làm rõ ràng trụy thần cốc đại khái tình huống. Trụy thần cốc, trên thực tế cũng chỉ là phân làm hai cái khu vực, một, bên ngoài cốc, một cái thẳng đường lớn, nhưng trên đường lớn này bởi vì ban đầu trận chiến ấy, dẫn dỗi rãnh ở giữa sụp đổ, cho nên hiện nay cũng là hiện đầy vết nứt không gian nguy hiểm. Vết nứt không gian, Duẫn Liệt sắc mặt không đổi. Không sai, Ngọc Dương Tử nhìn một cái Duẫn Liệt, chậm rãi nói, vết nứt không gian xé lực cực kỳ khủng bố, trừ phi là có chân quân cảnh tầng thứ thực lực, mới có thể bảo đảm không việc gì. Nếu không, một khi chỉ cần là bị vậy vết nứt không gian dính vào, cho dù là chân nhân cảnh tầng 5 không chết cũng biết trọng thương. Còn gì nữa không, có thể Trần Phi nhưng tướng hắn nói cắt đứt, tính táo nói, chỉ là vết nứt không gian, hẳn không chỉ có thể đủ uy hiếp được chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp chứ. Đích xác, vậy Ngọc Dương Tử cười khổ gật đầu một cái, lại nói, bất quá ở đó đại đạo cuối, bên ngoài cốc tiến vào bên trong cốc duy nhất chỗ, lại có một cái linh trí không mở hoang thú, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, chiếm cứ ở đó, vẫn còn ở vậy xây dựng một tòa ổ. Dù sao nếu như muốn tiến vào bên trong cốc, cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, tuyệt đối là không tránh khỏi. Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, Ngọc Dương Tử đạo huynh ngươi không có nói đùa, trụy thần cốc có một cái Phệ Nguyệt Cổ Thiềm. Ngươi chọc cười ta chứ? Duẫn Liệt nghe vậy còn không phản ứng gì, ngược lại là vậy Trần Phi, sắc mặt lập tức liền biến, cổ quái nói. Phủ chủ, cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm rất lợi hại. Duẫn Liệt tò mò hỏi. Nào chỉ là lợi hại, may là Trần Phi như vậy tâm tính, đều là không nhịn được than khổ đứng lên, nói, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, được gọi là gần gũi nhất thánh anh cảnh cao cấp hoang thú tồn tại. Đồ chơi này so ngươi trước gặp qua vậy cửu hoang xà còn mạnh hơn. Một khi chỉ cần là trưởng thành, cấp 4 yêu vương thực lực, đó là nhất định chạy không thoát. Cái gì, Duẫn Liệt nghe vậy sững sốt một chút, cũng là vẻ mặt cổ quái, như thế lợi hại. Vậy nếu là như vậy, ai còn qua phải đi người này bên trong cốc đóng một cái? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vừa nói, hắn cổ quái, ánh mắt nghi hoặc rơi xuống Ngọc Dương Tử trên mình. Người sau cười khổ một hồi, lại lắc đầu, Trần Phủ Chủ nói không sai. Cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm nếu như trưởng thành, đúng là đáng sợ, sợ là chúng ta cũng biết sớm tuyệt vậy tâm tư, bất quá, hết lần này tới lần khác cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm còn là một con nhỏ hoang thú, không thành năm. Còn nhỏ, Trần Phi hơi ngẩn ra, trầm mặc một chút, mới mặt lộ vẻ ngưng trọng hỏi, trước kia những cái kia chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp đều là chết ở nó trên tay chứ? Nếu là như vậy, vậy hẳn là cách trưởng thành không bao xa. Cho nên lần này là chúng ta cơ hội duy nhất, nếu không phải như vậy, ta chỉ sợ cũng không gặp được sẽ đáp ứng cùng các hạ ngươi hợp tác. Ngọc Dương Tử vậy khôi phục thường sắc, nhàn nhạt nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, trầm mặc, trong đầu suy tính đối phương những lời này được mất. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, niết bàn huyết chỉ ta thế ở tất được. Ta đang thỉnh giáo cũng vậy, vậy Ngọc Dương Tử chậm rãi nói, bất đồng Trần Phi biến sắc. Lại mở miệng nói, bất quá, vậy cũng là tiến vào bên trong cốc sau này, mới có thể nói sau sự việc. Ở chỗ này trước, chúng ta cũng có thể lại hợp tác một chút, không phải sao?
Ngọc Dương Tử đạo huynh thật đúng là chất phác thẳng thắn. Trần Phi khóe miệng giật một cái, lại cười lên, bởi vì hắn cảm giác và loại người này nói tới nói lui, tựa hồ rất dễ dàng. Ít nhất không giả. Đúng vậy, niết bàn huyết chỉ loại đồ vật này ai không muốn. Thật nếu là có người nói không tin, chính ngươi tin sao? Ta chỉ là không muốn đem người làm ngu ngốc mà thôi. Bởi vì như vậy sẽ lộ vẻ được ta sẽ không đầu óc. Ngọc Dương Tử cười một tiếng, diễn cảm đông lại một cái nói, Trần Phủ Chủ trước nói, ta có thể đáp ứng ngươi, để cho ngươi ở chúng ta đang thanh dậy trong đội ngũ lẫn vào trụy thần cốc. Bất quá có đôi lời ta được nói trước minh. Mời nói, nếu không phải chân chính xé rách ra mặt trước, vậy ta đang thanh dậy liền có thể còn cần diễn xuất, đến lúc đó, liền xin Trần Phủ Chủ ngươi thông cảm một hai. Ngọc Dương Tử vậy bình thản trong mắt, bỗng nhiên tràn ra cơ trí vẻ, khẽ cười nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó đưa tay ra. Ta hiểu, hợp tác càng nhanh. Ngọc Dương Tử hơi ngẩn ra, cũng cười đưa tay ra, cùng Trần Phi cầm. Hợp tác càng nhanh. Trần Phi cùng vậy đang thanh dậy Ngọc Dương Tử nói chuyện lúc này chấm dứt ở đây, rồi sau đó hắn cũng là dẫn Duẫn Liệt các người đi liền đang thanh giáo hoàng cửa chỗ ở. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đang bí mật trong tiến hành, người biết, cho dù là đang thanh bên trong giáo bộ. Vậy vô cùng thiếu, vô cùng thiếu. Thời gian đảo mắt đi qua hai ngày, đang thanh dậy sau núi mê một tòa vô danh cổ xưa vách núi lên, Trần Phi ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không khí chung quanh trong tràn ngập nhức mắt linh quang, trận văn sen kẽ ở trong đó như con bướm vậy, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, sen lẫn nhau chiếu rọi. Ấn. Lúc này, hắn đột nhiên một tiếng nghiêm túc a, trong hư không ngay tức thì nhanh chóng xuất hiện một tòa khổng lồ trận pháp. Bên trong tràn ngập lửa tím, sấm gió, kiếm khí. Quấn quanh chung một chỗ, uy thế hết sức đáng sợ, liền núi kia ven núi cũng làm run lên, chập chờn nơi lan tràn đất, thật giống như tùy thời cũng có thể sụp đổ. Rào 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 rào. Có thể kinh người như vậy chập chờn không tới chốc lát thời gian, lúc nhưng là ngược lại toàn bộ bình tĩnh lại. Tất cả hỗn loạn, tất cả mãnh liệt năng lượng ba động, đều là dầm một tiếng. Bị một cổ cường hãn khí thế áp chế chiếm cứ một vùng ven không cách nào tiến thêm. Vì vậy, toàn bộ trên bầu trời, trận văn, mãnh liệt chập chờn, lực lượng đều là rằng co ở nơi đó, lại không kịch đấu tiếng, chỉ có vậy cuồng liệt gió mạnh thổi phất lên thanh âm, xào xạc chói tai vang lên. Phịch! Một giây kế tiếp, một cổ kinh khủng chập chờn từ vậy chính giữa trận pháp xông phá ra, thoáng chốc ở giữa, chấn động ngất trời, vô cùng mãnh liệt. Từng tầng một mãnh liệt trận văn lực đều là ở kinh khủng này dưới sự chập chờn, toàn bộ bể tan tành. Vèo, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là có vượt qua phổ thông chân nhân cảnh tầng 5 thực lực chiến hồn cung lão tổ, Trần Phi bọn họ Minh Thần Phủ mới nhâm hộ pháp Duẫn Liệt. Thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, không biết làm sao cười nói, xem ra vẫn là không được, kém một chút. Phủ chủ đại nhân ngươi trận pháp này đã rất lợi hại. Nếu không phải ta trước trận chiến ấy có đột phá, có thể hay không như vậy ung dung đột phá ngươi trận pháp này, cũng còn là ẩn số đây. Duẫn Liệt trôi giạt rơi vào Trần Phi trước người, mặt đầy thở dài nói. Hắn trước cũng không biết Trần Phi lại còn là một vị trận pháp sư, mà đây mấy ngày, Trần Phi kéo hắn chui luyện, kích thích hắn trận pháp sư cảnh giới tu vi, hắn mới lại hơn nữa sâu sắc ý thức được, Trần Phi người này thiên phú, có bao kinh khủng. Như người bình thường. Có thể ở trận pháp sư một đạo, tu luyện một đạo, đan dược một đạo, kiếm pháp một đạo, bất kỳ một có thể ở Trần Phi tuổi như vậy đi tới hắn hôm nay đất này bước, nói thật, cũng đã là vô cùng nghịch thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi đan dược cảnh giới, thì đã không cần nói, Duẫn Liệt thậm chí hoài nghi hắn, Trần Phi có phải hay không đã đạt tới trong truyền thuyết vương cấp luyện đan sư cảnh giới. Kinh người như vậy, còn có kiếm kia đạo cảnh giới, vô hạ kiếm ý. Hắn Duẫn Liệt cũng không phải cái loại đó không có kiến thức ếch ngồi đáy giếng. Vô hạ kiếm ý loại vật này, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường chân quân cảnh kiếm tu vậy không nhất định có thể Trần Phi đâu. Còn có hắn cảnh giới tu vi, Duẫn Liệt có thể nhìn ra, Trần Phi cảnh giới tu vi tuyệt không có đạt tới chân nhân cảnh tầng 5, thậm chí chân nhân cảnh tầng 4. Vậy cũng là không biết số, nhưng dù vậy, trước khi các loại so tài nội chiến, cũng đã hướng hắn Duẫn Liệt làm ra hoàn toàn chứng minh. Coi như là vứt đi kinh khủng kia đan dược năng lực, vứt đi vậy làm người ta á khẩu không trả lời được vô hạ kiếm ý, Trần Phi thực lực, vậy vẫn không kém tại một vị chân nhân cảnh tầng 5.
chớ nói chi là Trần Phi bây giờ triển hiện ra trận pháp sư cảnh giới. Nhân cấp trận pháp sư bát trọng thiên đỉnh cấp. Nếu không, lấy hắn dẫn liệt thực lực, vậy chưa đến nỗi còn cần như vậy hơi phí công phu, mới có thể xông phá đi ra. Nghĩ đến đây, dẫn liệt trong lòng đối với Trần Phi kính sợ liền sâu hơn. Bởi vì hắn rất rõ ràng người, loại người này, đều là quái vật, sợ rằng lại muốn không được bao lâu, hắn dẫn liệt liền được ở người phía sau cái mông ăn bụi chứ. Bất quá, Trần Phi ngày đó lời kia, nói muốn hứa hẹn hắn một cái chân quân vị, bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ vậy thật không phải là đùa giỡn à. Ai, dẫn hộ pháp nói đùa, vẫn là kém một chút. Ngược lại thì Trần Phi còn chưa thấy được thỏa mãn, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Như ta có thể xông phá nhân trận bát trọng thiên, đạt tới nhân trận cửu trọng thiên, vậy chúng ta chuyến này chắc chắn thì biết lớn hơn nhiều, chẳng qua là, đáng tiếc. Dục tốc thì bất đạt, nói không chừng chỉ chốc lát sau phủ chủ đại nhân ngươi liền phúc tới tâm linh, mai kia giác ngộ đâu. Dù sao ngươi bây giờ bất quá cũng tốt giống như cũng chỉ là kém một cánh cửa mà thôi, không xa. Duẫn Liệt cười một tiếng, kéo dài hướng cách đó không xa người trên núi ảnh liếc đi. Phủ chủ. Bọn họ tới, hắn nhẹ giọng nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không việc gì biểu thị, chẳng qua là yên tĩnh cúi đầu tự hỏi. Trước khi chiến đấu, hắn lại nghĩ tới một ít có thể cải thiện cùng với xâm nhập điểm. Xa xa, một tòa vô danh trên núi nhỏ, một bộ lam bào ngọc dương tử, đang cùng một vị chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp tu sĩ đứng sóng vai. Vậy chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp tu sĩ đoạn trường bào màu xám cho, hơn 60 tuổi hình dáng. Tướng mạo nhìn như so với là phổ thông, bất quá cặp mắt trong tràn ngập một màn kia tử sắc bén, nhưng làm không người bất kỳ dám coi thường hắn. Người này không phải người khác, chính là Đang Thanh Dậy hiện đảm nhiệm trưởng tôn. Đồng thời cũng là Đang Thanh Dậy bây giờ thứ hai cao thủ. Bất quá lúc này, hắn xa nhìn về nơi xa Trần Phi bóng lưng ánh mắt, quả thật có chút kinh nghi, rung động không chừng. Sư thúc, hắn chính là người nói Trần Phi. Không phải nói hắn là một cái kiếm tu sao? Làm sao? Mới vừa rồi trận pháp kia trình độ cường hãn, nhưng thật ra là đạt tới nhân trận bát trọng thiên chứ? Hắn mặt đầy hồ nghi, cổ quái lẩm bẩm nói. Đâu chỉ, Ngọc Dương Tử cũng là sắc mặt cổ quái lẩm bẩm một tiếng, chợt bóng người chớp mắt, hướng vậy Trần Phi bọn họ chỗ ở phương hướng bay đi. Đang Thanh Dậy trưởng tôn hơi ngẩn ra, cũng là thân hình chớp mắt, vội vàng đi theo lên. Trần phủ chủ, Duẫn hộ pháp. Xúc phạm quấy rầy, mời đừng thấy lạ. Vừa rơi xuống đất, vậy Ngọc Dương Tử liền khách khí giơ tay lên nói. Ngọc Dương Tử đạo huynh khách khí, vị này là, Trần Phi nhìn Ngọc Dương Tử người bên cạnh, cười hỏi. Tại hạ thêm là Đang Thanh Dậy hiện đảm nhiệm trưởng giáo, như hai vị không ngại, kêu ta một tiếng tên chữ, Tiết Ngọc Sơn cũng được. Vậy Đang Thanh Dậy trưởng tôn lập tức mở miệng nói. Duẫn Liệt nhìn lướt qua Tiết Ngọc Sơn, không lên tiếng. Chẳng qua là nhẹ nhàng nâng giơ tay lên. Đối phương ước chừng so hắn thấp một cảnh giới, ngược lại cũng không cần phải như vậy khách khí. Tiết trưởng giáo, người khỏe, ngược lại thì Trần Phi khẽ mỉm cười. Sau đó lại gặp hắn ánh mắt dừng lại ở Ngọc Dương Tử trên mình, hỏi, hai vị tới, vì chuyện gì? Trụy thần cốc muốn mở, Ngọc Dương Tử cũng không vòng vo, sắc mặt đông lại một cái, trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Trần Phi. Duẫn Liệt ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng. Cái trước đứng dậy, con người lướt qua một tia mũi nhọn vẻ, hỏi, lúc nào? Lúc nào lên đường, liền mấy người chúng ta? Theo chúng ta an bài ở Trụy Thần Cốc bên ngoài thám tử truyền về tin tức, Trụy Thần Cốc bên ngoài cốc cửa vào cấm chế đã có nơi giãn ra. Giữ trước kia thông lệ, nhiều nhất một ngày thời gian, người này miệng lớn cửa, thì biết mở ra, cho nên chúng ta bây giờ phải lập tức lên đường. Ngọc Dương Tử chậm rãi nói. Lại mở miệng giải thích, Trụy Thần Cốc bên ngoài cốc hiện đầy vết nứt không gian, tu vi không đủ người đi một lần sẽ chết, cho nên chiến thuật biển người là không thể thực hiện được. Trước kia chúng ta, hai giáo, ba tông, vậy đều là mỗi người phái ra ba bốn người, căn cứ riêng mình thực lực. Vậy thì lên đường đi. Trần Phi gật đầu nói. Ừ, chư vị, mời theo ta tới. Ngọc Dương Tử thả ra một cây ống sáo, nghênh gió mà tăng, đổi được có gỗ lớn vậy lớn bằng lớn nhỏ. Trần Phi các người đứng lên trên, ống sáo trực tiếp là phóng lên cao, biến mất ở cuối chân trời. Cự Linh Bí cảnh Tây Cực cuối có một tòa không lớn thành trì, tên là Gió Rơi Xuống Thành, bị Phong Lôi Tông nắm trong tay, lại xa một chút,
chính là cái này bí cảnh trôi lơ lửng hòn đảo chỗ ở cuối. Cuối bên ngoài thuộc về là đục ngầu một mảnh, cơ hồ tất cả đều là vậy phong lôi tông bí bảo cùng với vết nứt không gian lực lượng, hết sức nguy hiểm. Mà ở nơi này gió rơi xuống thành đông bên hẹn 100-200 dặm địa phương, có một khối một số gần như bị mờ tối sương mù bao phủ toàn cảnh lồng chảo nội bộ chính giữa có một ngọn núi cốc, đó chính là Hai Giáo, Ba Tông, trong miệng, Trụy Thần Cốc chỗ. Mà hôm nay, bởi vì đã rõ ràng dò xét đến Trụy Thần Cốc cũng nhanh muốn mở ra dấu vết, Hai Giáo, Ba Tông, chính giữa một ít người, cũng đã là đến. Trụy Thần Cốc bên ngoài, một tòa vuông vức trên đất bằng, hoặc đứng, hoặc ngồi, có hai đội, bốn năm vị quần áo khác nhau tu sĩ. Đầu tiên là bên trái, một nam một nữ, tất cả người mặc có dấu xương trắng khô lâu mở tối sắc điều trường bào. Nam hẹn chừng 50 tuổi hình dáng, diện mạo bình thường, nữ chính là cả người cung trang lối ăn mặc, tuy vóc người đầy đặn hết sức, nhưng đã là lâu năm sắc suy, ít nhất hơn 60 dung mạo càng đi lên. Lúc này, bọn họ tuy sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt luôn luôn kiêng kỵ liếc về phía cách đó không xa, vậy khác một đám người, vẫn còn là bán đứng bọn họ lúc này trong lòng không bình tĩnh. Xa xa, một ngọn núi ven núi trên, dòng suối ngang dọc, yêu khí vần quanh, một tòa trên đá lớn lúc này đang chiếm cứ ba đầu hơi thở hết sức kinh khủng yêu thú. Vậy mỗi một con yêu thú quanh thân, đều là tản ra đáng sợ ánh sáng, nhưng ánh sáng này, ở phía sau bọn họ ngưng tụ, mơ hồ phảng phất là hóa là các loại hình ảnh. Mà lại cẩn thận xem vậy ba con yêu thú, hai đầu là chim, một đầu là thú vật. Có tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật, cũng có sinh trưởng ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng, cùng với, ánh mắt mờ tối như màn đêm vậy, cả người đen nhánh hai đầu quả đen. Ngụy Thanh Sơn, người cứ nhìn chằm chằm chúng ta nhìn cái gì? Đây là, vậy tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật đột nhiên dơ dơ lên môi, hung tợn hướng vậy xương trắng trường bào nam người lạnh nhạt nói. Hừ, vậy xương trắng trường bào nam người hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ta chẳng qua là ở xem, những người khác bọn họ kết quả lúc nào tới. Phải không, ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng bật cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nghe nói các người Bạch Cốt Tông trước bị người khi dễ tới cửa, còn bị phế hai cái chân nhân cảnh tầng 3 đỉnh cấp, làm sao, không dự định trả thù. Ngươi, vậy xương trắng trường bào nam người sắc mặt đổi được hơn nữa khó khăn xem, đang muốn mở miệng phản bác. Có thể nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên là có một đạo tiếng xé gió kích động tới. Ừ, hai đầu quả đen ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, lười biếng nhàn nhạt nói, là Ngọc Dương Tử Bích Quang Địch. Không đúng, Bích Quang Địch lên trừ Ngọc Dương Tử, Tiết Ngọc Sơn, làm sao còn có những người khác? Bọn họ mang những người khác tới. Bạch Cốt Tông một vị khác cao thủ, vậy xương trắng trường bào bà lão đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Trong lạnh lùng. Nàng diễn cảm còn mang vẻ dữ tợn. Trụy Thần Cốc là bọn họ, Hai Giáo, Ba Tông, liên hiệp chung một chỗ thể phải bảo vệ bí mật, nhưng bây giờ, lại có người trái với cái này thể hẹn. Cái gì? Vậy ba đầu kinh khủng yêu thú cũng là sắc mặt lập tức đổi một cái, một khắc sau, lạnh như băng, tàn nhẫn sát ý hiện ra. Vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng trực tiếp là xâm nhiên lẩm bẩm nói, Ngọc này Dương Tử lão hồ đồ, muốn chết phải không? Phịch. Một khắc sau, Bích Quang Địch đến mục tiêu. Đây chính là Trụy Thần Cốc sao? Bích Quang Địch lên, bụi mù vẫn còn ở tràn ngập, nhưng mà Trần Phi cặp mắt cũng đã là xuyên thấu qua vậy bụi mù, ánh mắt xa xa rơi xuống vậy gần trong gang tấc màu đen thung lũng lên, chợt ánh mắt híp lại. Chỗ này, đích xác là không đơn giản. Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đầu thân ảnh khổng lồ, kinh khủng yêu khí, bỗng nhiên từ đàng xa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp. Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện ở Trần Phi bọn họ các người đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một cái mang theo cuốn sát ý lạnh như băng móng vuốt, cũng là trực tiếp dò xét xuống, vân không run rẩy, không gian vết rách, uy thế hết sức khủng bố. Ba đầu ưng ngươi muốn làm gì? Ngọc Dương Tử mặt liền biến sắc, mắng. Cùng lúc đó, xuẫn liệt bắn liên tục cũng là khẽ biến, chợt hừ lạnh một tiếng, khoát tay, hào hùng chiến ý chính là giống như mãnh liệt núi lửa vậy tràn đầy tràn ra. Dương tay một cái, tay hắn cánh tay lại thật giống như hư không thành một cái kinh khủng dao mãng, cùng vậy móng vuốt đụng nhau. Phịch, mãnh liệt gợn sóng, kinh khủng đánh vào. Xuẫn liệt bóng người dâu ria không nhúc nhích, mà vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng nhưng lại có thể rất miễn cưỡng lui về sau hơn 10 gạo. Cái gì, mọi người tại đây sắc mặt biến, không nhịn được kinh nghi nhìn Xuẫn liệt.
Phải biết, bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng nhưng mà Thiên Yêu Tông giả nhất ba cái lão quái vật một trong, yêu thú cấp 3 tầng 5, bàn về thực lực, tầm thường chân nhân cảnh tầng 5 còn thật không phải là hắn đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nó nén giận một kích, hơn nữa còn là đánh lén, nhưng lại có thể bị người bức lui. Lại tới. Vậy ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng không phục, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương khí lạnh, thoáng chốc ở giữa yêu khí bành trống, vô cùng khủng bố, móng vuốt đều đã giỏ đi ra ngoài, muốn lại đánh đánh. Có thể nhưng vào lúc này, cặp kia đầu quá đen nhưng xuất hiện ở trước mặt nó, nghiêng đầu liếc một cái giống vậy chuẩn bị động thủ duẫn liệt, ánh mắt lại vòng trở lại, nhàn nhạt nói, lão tam coi là. Lão đại, ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng có chút không phục, ánh mắt lạnh lùng khiếu nói. Cặp kia đầu quả đen không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng hướng Ngọc Dương Tử nhìn lại, chậm rãi nói, Ngọc Dương Tử, chuyện này, người có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Cái gì giải thích, bị người như vậy tra hỏi, Ngọc Dương Tử trong lòng sao có thể thoải mái, lạnh lùng nói. Ngươi nói gì giải thích, bọn họ không phải các người đang thanh dạy người chứ, ngươi quên ban đầu ước định của chúng ta. Vậy Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Ngọc Dương Tử các người 10 mét bên ngoài đối phương, ma khí phun trào, sắc mặt hiện đầy cao ngất, nhàn nhạt nói. Ước định, Ngọc Dương Tử lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, trăm năm trước, là ai trước phá quy định? Lời này vừa nói ra, vậy Ngụy Thanh Sơn sắc mặt biến. Bởi vì trăm năm trước phá quy định không phải người khác, chính là bọn họ Bạch Cốt Tông. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt đổi được cực kỳ âm trầm, nhưng lại không nói ra lời. Nhưng năm đó người nọ nhưng đã chết. Ngọc Dương Tử, ngươi lời này như thế nói, vậy ta có phải hay không cũng có thể như vậy hiểu. Bọn họ mệnh, chúng ta tùy ý tùy tiện cầm. Có thể vào lúc này cặp kia đầu quả đen nhưng lạnh lùng nói. Ngọc Dương Tử không nghĩ tới đối phương lại như này khó dây dưa, sắc mặt cũng là có chút khó coi, từng chữ nói, vậy bên ngoài cốc cuối chiếm cứ nhưng mà Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, bây giờ nó đã cách trưởng thành không xa, ngươi nếu như muốn đợi thêm một cái trăm năm, lần sau, ngươi có phải hay không muốn đi đánh cuộc một keo, vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiềm phải chăng trưởng thành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tròng mắt cũng híp một cái, nếu không phải vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, bọn họ, hai giáo, ba tông, vì sao về phần đăng cái này trong bí cảnh hao 200 năm, còn chưa đủ. Hơn nữa đúng như Ngọc Dương Tử theo như lời, nếu là vậy Phệ Nguyệt Cổ Thiềm thật trưởng thành, đừng nói là bọn họ, coi như là vậy Phong Lôi Tông Tần Cung, Tiểu Thiên vị chân quân cảnh cường giả, thấy cũng được lập tức đi vòng, hay không thì chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt, hiện trường không khí có chút yên lặng. Cặp kia đầu quả đen trên mặt lười biếng cũng là biến mất, một lát sau, hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi các người, hướng Ngọc Dương Tử nói, già thực lực còn có thể, cái này tiểu nhân đâu. Hơn nữa, ngươi chắc chắn ngươi có thể qua liền Tần Cung một cửa ải kia. Ngươi đang chất vấn ta sao? Lúc này, Trần Phi đột nhiên nói chuyện. Ừ. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cau mày, ánh mắt kinh nghi, lạnh nhạt rơi xuống Trần Phi trên mình. Hiển nhiên, bọn họ trừ Ngọc Dương Tử, Duẫn Liệt, Tiết Ngọc Sơn ra, cơ hồ không người có thể suy nghĩ ra, Trần Phi loại này người tuổi trẻ, lại dám ở bọn họ những thứ này, đại nhân, lúc nói chuyện, chen miệng. Như thế chẳng biết tôn ti, không biết trời cao đất rộng. Chỉ có hai đầu quả đen lạnh lùng nhìn Trần Phi thời điểm, đột nhiên có chút tâm trạng không yên. Một giây kế tiếp, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện. Cái gì? Hắn không chút do dự thân thể lay động, yêu khí tràn ngập, cả người màu đen vũ mao giống như là thần nhận vậy, lưu chuyển hắc kim sáng bóng, tướng hắn bảo vệ chung một chỗ. Lại một khắc sau. Lặng lẽ không hơi thở một tòa đại trận tướng cặp kia đầu quả đen cuốn vào trong đó, kinh khủng lực lượng trực tiếp là ở trong đó nhấc lên nổ. Lão đại! Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Vậy tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật, cùng với sinh trưởng ba cái đầu lâu thanh sắc cự ưng sắc mặt biến, kinh khủng yêu khí, sát ý lạnh như băng, trực tiếp là tràn vào băng mạc vậy hướng Trần Phi chìm ngập. Vô cùng đáng sợ. Hừ! Nhưng mà, thấy tình cảnh này... Duẫn Liệt hừ lạnh một tiếng, bước lên trước, kinh khủng chiến ý bùng nổ, lại trực tiếp là tướng khí chàng kia cùng với sát ý cũng toàn bộ vác xuống. Thấy tình cảnh này, vậy Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người cũng không nhịn được con ngươi rụt một cái, kinh nghi gắt gao nhìn chằm chằm Duẫn Liệt. Mặt đầy kiêng kỵ. Người này, thật là mạnh.
Hô! Bất quá nhưng vào lúc này, một hồi gió lớn bỗng nhiên tung lên, chỉ gặp vậy đại trận chớp mắt ở giữa tan thành mây khói, hai đầu quả đen vỗ cánh đứng ở trên bầu trời, yêu khí kinh người, hắc kim sắc yêu quang lưu chuyển, lại không chút tổn hao nào. Một khắc sau, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn thấu xuống, nhìn Trần Phi, đột nhiên cười tàn nhẫn, nhân trận bát trọng thiên. Coi như không tệ, bất quá, ngươi thủ đoạn này là đang suy nghĩ ta hiện ra mình sao, đáng tiếc, ta làm sao cảm giác vẫn là có chút quá non nớt chút à. Ta thật muốn động thủ, cũng không cho rằng ngươi còn có thể như vậy an ổn đứng ở nơi này. Trần Phi nhún vai một cái, lại ánh mắt nhìn tại chỗ một vòng, cười nói, mọi người đều là có giống nhau mục đích, hòa hòa khí khí ngồi xuống nói không tốt sao. Vẫn là nói, vậy niết bàn huyết trì, các người thật muốn chắp tay nhường nhịn. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng rụt một cái. Cặp kia đầu quả đen con người hiện lên hàn mang, nhìn xem Trần Phi, ánh mắt lại rơi xuống Ngọc Dương Tử trên mặt, nhàn nhạt nói quả nhiên à, người cũng nói ra ngoài. Ta cũng không muốn cho người làm con cờ thí, Ngọc Dương Tử tự giễu vậy nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Bạch Cốt Tông hai người kia, hai đầu quả đen, thậm chí là ba đầu thanh sắc cự ưng cùng với vậy tựa như chó sói tựa như báo vậy sinh vật, cùng ánh mắt ngưng ngưng, nhìn một cái Trần Phi, không nói thêm gì nữa. Trước một giây, bọn họ đều muốn Trần Phi mệnh, nhưng bây giờ, nhưng đồng loạt dừng tay. Đây chính là thực tế chứ. Một là bởi vì là biết không tốt giết. Thứ hai là bởi vì là, Ngọc Dương Tử nói không sai, ai, lại nguyện ý cho người làm con cờ thí đâu. Không người chứ. Bên kia, là Bạch Cốt Tông hai ông già, đều là dùng đặc biệt phương pháp khác cưỡng ép nhắc tới chân nhân cảnh tầng 5 cảnh giới này tới, cho nên thực lực kém hơn một chút. Thực lực tổng hợp. Cái này Bạch Cốt Tông cùng ta đang thanh dậy hẳn coi là không sai biệt lắm. Gặp ngọn gió tản đi, Ngọc Dương Tử đứng ở Trần Phi bên người, nhỏ giọng nói. Dứt lời, hắn lại kiêng kỵ nhìn hai đầu quả đen vậy một phương, chậm rãi nói, cái này ba cái là Thiên Yêu Tông lão gia, tu vi thực lực rất mạnh, nhất là vậy trong ba người lão đại, cũng chính là cặp kia đầu quả đen, cho dù là ta cũng thắng không nổi hắn, kém được có chút xa. Hai giáo ba trong tông. Cái này Thiên Yêu Tông thực lực hẳn đứng sau Phong Lôi Tông. Đã nhìn ra, Trần Phi nhìn lướt qua cặp kia đầu quả đen, đối phương lập tức có phát giác, lạnh lùng nhìn hắn. Bất quá hắn chẳng qua là lãnh đạm cười một tiếng, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về nhưng hai thứ khác, ba đầu thanh sắc cự ưng, tựa như chó sói tựa như báo sinh vật, sau đó như có điều suy nghĩ con người lóe lên. Đi theo, hắn trực tiếp là lắc đầu cười lên, quả nhiên. Có thể ngồi lên vậy vị trí lão đại cũng không bình thường. Liền cặp kia đầu quả đen phải là một khó giải quyết hàng. Trần Phi lời này cũng còn chưa nói hết, đột nhiên ánh mắt híp một cái, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Lại có người tới, hắn lẩm bẩm nói. Một khắc sau, tất cả mọi người cũng là nhìn về trên bầu trời. Từ nơi chân trời xa, bay tới một cái xà hình thuyền rồng, đầu rồng lên đứng hai người, một người đầu đầy tóc bạch kim, thân thể còng lưng. Chống cây nạng. Người này không phải người khác, chính là vậy Bạch Xà giáo lần trước đời phó giáo chủ, hiện đảm nhiệm một trong thái thượng trưởng lão Lục Nguyên Sơn. Chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp. Ở sau lưng hắn, đồng dạng là một vị ông già, người này tương đối tuổi không lớn lắm, ước chừng diện mạo hơn 40-50 cái loại đó, nhưng lại thân hình còng lưng, giữa eo quấn vòng quanh một cái cặp mắt nhưng khi thì lộ ra quỷ dị hồng mang màu đỏ. Làm người ta không lạnh mà run. Là Lục Nguyên Sơn, còn có Ngọc La Rắn Quân, Bạch Xà giáo hiện đảm nhiệm trưởng giáo. Ngọc Dương Tử sắc mặt hơi chăm chú, chậm rãi nói. Lục Nguyên Sơn, Trần Phi con người hơi nhanh tránh, lạnh cười nhạt một tiếng. Tựa hồ, vận khí không tệ à. Phịch, nhưng vào lúc này, một tiếng rên, vậy thuyền rồng tới gần rơi xuống đất. Trên mũi thuyền hai người, lập tức là từ từ đi xuống. Sau khi hạ xuống đỏ rắn ông già sắc mặt âm u cười, bốn phía đảo qua, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra, rồi sau đó, liền gặp hắn chau mày ánh mắt dừng lại ở Ngọc Dương Tử bên cạnh Duẫn Liệt, Trần Phi trên mình, trầm mặc hồi lâu, không biết đang làm vì sao suy nghĩ. Tốt hồi lâu sau, mới gặp hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Dương Tử, nói, Ngọc Dương Tử ngươi lá gan là thật không nhỏ à. Bất quá, ngươi cho rằng bọn họ có thể qua phải đi Phong Lôi Tông vậy quan. Dứt lời. Hắn ánh mắt như lưỡi đao, lạnh lùng rơi xuống Trần Phi, Duẫn Liệt trên mình. Cùng trước kia hai đầu quả đen đám người phản ứng giống nhau như đúc. Bất quá,
So sánh đứng lên, hắn quả thật muốn bình tĩnh rất nhiều à. Trần Phi, Duẫn Liệt hai người đến bây giờ cũng còn có thể an ổn đứng ở nơi này, người phải nói không phát sinh cái gì, ai tin. Cái này cũng không nhọc đến ngươi Ngọc La rắn quân quan tâm nhiều. Ta tự có đúng mực, Ngọc Dương Tử nhàn nhạt nói, thái độ lạnh lùng. Phải không, coi như sau đó một khắc, một đạo khàn khàn thanh âm, che giấu ở bỗng nhiên vang lên từ Từ Hạo đáng uy danh trong truyền tới. Mọi người sắc mặt biến, bầu trời xa xa trong, có năm đạo thân ảnh như dẫm trên đất bằng tới. Ta, cái này, thằng nhóc này là không phải có chút quá cản rỡ. Như vậy trong mắt không người. Đúng vậy, cái này Nghiêm Gấu dầu gì cũng là Kim Vân Cung thứ hai nhân vật lợi hại, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ. Mà bây giờ, thằng nhóc kia đối mặt khiêu khích của hắn, lại có thể thờ ơ, còn như vậy miệng ra cuồng ngôn. Người muốn tự biết mình, chặc chặc, đây là đang nói Nghiêm Gấu, vẫn là nói chính hắn đâu. Ngược lại thật là để cho người rất muốn mỏi mắt mong chờ à. Mọi người vây xem tất cả đều xôn xao, sắc mặt rung động. Tuy nói tối nay cái này, âm thầm dâng nước xoáy, rất nhiều người cũng trong lòng hiểu rõ, là chuyện gì xảy ra, vậy rõ ràng vậy họ Trần, cái gọi là minh thần động động chủ, khẳng định cũng là có vốn để chảnh, hết sức lợi hại, nếu không, lại làm sao có thể đủ cùng vậy đen trắng hai tướng cũng được kỳ cổ tương đương. Nhưng coi như là như vậy, ở bọn họ xem ra, Trần Phi cái này lúc này cử động vậy vẫn là có chút quá cản rỡ. Chân thực có chút trong mắt không người. Dẫu sao vậy Kim Vân Cung Nghiêm Gấu coi như là giàu gì, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cảnh giới tu vi vẫn phải có. Nhân vật như vậy, giàu gì, há lại là hạng người bình thường. Có thể bị người như vậy coi thường. Từ xưa tới nay, trong mắt không người người kết quả cũng sẽ không quá tốt. Cho nên lần này, có thể hay không cũng giống như vậy đâu. Hoặc là, lại có kinh người gì lộn. Rất nhiều người nghĩ đến đây, liền theo bản năng ngừng thở đứng lên. Lặng lẽ đợi hạ. Ngươi nói gì? Mà vậy người mặc khôi giáp Nghiêm Gấu nghe vậy, hắn sắc mặt cũng là trong chốc lát thì trở nên được xanh mét. Thanh nhất khối tử nhất khối, cả người khí được run rẩy, vậy thô cuồng, hung ác gương mặt, hôm nay cũng bị dữ tợn thay thế. Hắn Nghiêm Gấu, xuất từ không kém gì Tử Viêm Cung nổi danh thế lực, Kim Vân Cung, càng chính là nên thế lực thứ hai lợi hại cường quyền nhân vật. Trên tay không biết nhuộm qua nhiều ít máu. Từng giết bao nhiêu người, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn nhưng ngay trước nhiều như vậy cặp mắt, nhiều người mắt nhìn chừng chừng mặt mà, thành mỉm cười chui. Bị người dạy bảo, người, muốn tự biết mình. Cái này hắn hãy cùng một cái tát hung hăng vùng ở hắn trên mặt, có cái gì khác biệt? Không, là có khác biệt. Khác biệt ở chỗ cái này sợ rằng đã không phải là một cái tát chuyện, mà là mấy bàn tay. Tướng mặt hắn phiến bịch bịch vang. Nhục nhã như vậy sự việc, ở trên người hắn, sợ rằng đời này cũng chưa từng xảy ra. Dẫu sao Nghiêm Ngặt nhắc tới, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ, coi như là đi thành U Lang, cũng đều khẳng định có thể xông ra một ít danh tiếng. Mà nếu là ở lại ví dụ như Ưng Giản Hạp tương tự khu vực nói, lại là chế phách, vô địch, đi ngang, tồn tại. Cho nên làm hắn bây giờ vừa nghe đến Trần Phi như vậy, nhục nhã như vậy. Hắn nội tâm. Ngay tức thì bị lửa giận hoàn toàn tràn ngập. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi thật đúng là hèn nhát. Chỉ gặp vậy Nghiêm Gấu mặt mày xanh lét, diêu nhìn Trần Phi, mất lý trí, cắn răng nghiến lợi châm chọc nói, nếu như ngươi cảm thấy như vậy làm bộ làm tịch, coi như che giấu đi ngươi trong nội tâm chột dạ, vậy ngươi liền cứ việc xính lưỡi răng chi nghiêm túc đi. Ta thừa nhận, công phu miệng ta xác thực không bằng ngươi. Bất quá, ngươi lá gan, có lẽ vậy cũng chỉ là theo ngón cái như nhau. Vậy chút xíu lớn, vĩ âm mang khinh thường nồng đậm, giống như là khinh thường sẽ cùng nói đến nói như nhau. Ừ, nghe vậy, Trần Phi khẽ cau mày, hiển nhiên hắn đúng là không nghĩ tới đối phương miệng lại có thể như vậy lanh lẹ. Như thế một phen xuống, hắn lực sát thương, đích xác là có chút làm trong cơ thể hắn chảy máu thêm, tức giận. Bất quá, cái này còn là hắn đi tới tu chân giới sau đó, lần đầu tiên, môi súng khẩu chiến. Rơi vào hạ gió, cái này làm hắn có chút không phục. Không cam lòng. Ha ha, sát theo liền gặp hắn ha ha khẽ cười hai tiếng, nhàn nhạt lắc đầu một cái, một bộ thất thanh cả cười hình dáng, nhếch mép, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi cục lớn như vậy tiếng hống, có thể làm cho ngươi trong lòng tự ti dễ chịu chút, vậy cứ tiếp tục đi. Nói thật, ta
ta không phải là không muốn cùng ngươi đánh, chẳng qua là, đơn thuần cảm thấy ngươi có chút thực lực không đủ, chỉ như vậy mà thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi là tìm chết. Oanh! Quả nhiên, Trần Phi cái miệng này sao có thể bị người thắng nổi. Hắn thanh âm như vậy nhàn nhạt nói ra sau đó, vậy nghiêm gấu cả người, trực tiếp là giống như kim châm vậy. Đi đôi với vậy nghiêm gấu sắc mặt nhăn nhó gầm thét, một cổ kinh khủng hơi thở, trực tiếp là giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy kinh khủng nổ tung. Chỉ gặp vậy nghiêm gấu ngay tức thì trong cơ thể hiện ra cường hãn màu vàng linh khí, lan tràn hơn 10 gạo, tung tóe ra đùng đùng kim loại sắc bén cắt rời tiếng. Rồi sau đó vậy nghiêm gấu cả người, tựa như hóa thành đạn đại bác, xông về Trần Phi. Cùng lúc đó, vậy mọi người vây xem sắc mặt biến, vèo 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 thanh âm xốc xếch bạo khởi. Cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng vào giờ khắc này không chút do dự lui ra. Nhường ra chiến trường. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác đạt được, vậy nghiêm gấu là thật bị chọc giận. Lúc này như vậy tư thái, chỉ ít đều là hắn thời kỳ toàn thịnh 80% trở lên lực lượng. Tiểu tạp chủng, ta một quyền này, tuyệt đối phải đem ngươi nghiền thành thịt nát. Vậy nghiêm gấu trên mặt thần sắc vô cùng dữ tợn, cả người bắn tung tóe ra sắc bén ánh sáng màu vàng, dính ở trên không khí trên. Phảng phất là có thể tướng không khí cũng cắt ra. Thương Khôn, người muốn lui về phía sau một ít, thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi híp lại, nhún vai một cái, một bên nhàn nhạt nói, một bên độ thật nhanh bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn lực lượng vậy tựa như là nước lũ và mãnh thú vậy, hoàn toàn nổ lên tới. Trần Trụi Hồng đầy trời sâu ngày. Ngày hôm nay hắn, đột phá đến nửa bước trúc cơ cảnh giới. Hoàn toàn có thể nói là chưa bao giờ có mạnh mẽ. Cho nên, hắn bày ra tư thái, muốn đón đỡ hạ đối phương cái này nén giận một kích. Mà ở thấy tình cảnh này, như vậy mũi châm đối với dâu, hoàn toàn nổ tung, chút nào không ngoài suy đoán hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nóng bỏng ánh mắt. Hắn lúc này cửa, trong ánh mắt cũng nổi lên lau một cái nóng bỏng và mong đợi. Bọn họ đều rất tò mò, cái này Trần Phi ngông cuồng, trong mắt không người. Rốt cuộc là có tư cách làm như vậy, vẫn là, người, không tự biết mình, đâu. Những thứ khác tạm thời bất luận, nhưng cái này nghiêm gấu sức chiến đấu, tuyệt đối là muốn so với tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ cường hãn một đường. Mà vượt là cao thủ, cái này cách một con đường, liền vô cùng khẩn yếu. Tiểu tạp chủng, cho ta chết. Chớp mắt giữa thời gian sau đó, vậy nghiêm gấu tựa như cùng là một đoàn khổng lồ màu vàng liệt diễm. Khí thế cuồn cuộn lại cắt rời liền không khí. Chỉ một quả đấm giống như là sao xa vậy kinh khủng rơi xuống, mang theo cuốn kinh khủng lực lượng. Vậy hắn một đôi tròng mắt chính giữa, lúc này lại là lóe lên ác liệt tàn nhẫn, theo tức giận máu tanh đứng lên. Hắn hai quả đấm này, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 cao thủ cũng không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ, tiểu tạp chủng này lại dám khinh thường như vậy, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Tức khắc ở giữa, hắn tựa như đã thấy Trần Phi bị hắn một quyền này nghiền thành thịt nát. Đổ máu tại chỗ. Có thể tiếp theo, hắn vậy chỉ quả đấm đột nhiên gặp chắc như bàn thạch trở ngại, và kinh khủng kia tới cực điểm lực phản chấn, nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt đột biến đứng lên. Lau một cái thật sâu chấn động từ hắn trong tròng mắt khó mà ức chế nổ bắn ra ra. Phịch một tiếng vang thật lớn. Vậy nghiêm gấu quả đấm chặt chẽ đụng vào một cái nhìn như hơi có vẻ đơn bạc trên bàn tay. Kinh khủng đợt khí tựa như là có thực chất vậy, hướng vậy thẳng đứng quyền trưởng giao kích mặt bằng tiếng rít bốn phương tám hướng. Nhưng mà, một quyền kia cũng đã không có biện pháp tiến thêm được nữa. Tình cảnh như vậy, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ra đầu nổ tung, cảm giác mau cốt tủng nhiên. Nhìn vậy đơn bạc bàn tay chủ nhân, bọn họ con ngươi, đồng loạt có chút co rúm lại. Hắn trước thật ra thì tính toán thật rất tốt. Đầu tiên là lấy hai vị đại thiên vị cường giả di bảo dẫn dụ thật duyệt tới, dù sao đối phương và hắn như nhau, không vào được trụy thần cốc bên trong, hơn nữa chỉ cần hắn không tận lực nhắc tới, niết bàn huyết trì, đề tài này, muốn đến cái này, chung không vùng, đề tài nhạy cảm, cũng là tuyệt sẽ không có người mạo muội nhắc tới. Bởi vì bây giờ có thể đứng ở nơi này những người này, đều là biết nội tình, mà hiểu lòng nhau. Vậy mà nói, càng như vậy biết nội tình, hiểu lòng nhau. Liền càng không dễ dàng có người dẫn đầu nhắc tới đề tài này. Sợ mất đi thăng bằng. Có thể hắn nghìn tính vạn tính, lại không coi là đến Trần Phi cái này một, lậu vòng quanh. Trần Phi đoán được hắn kế hoạch, tướng cái này niết bàn huyết chỉ chuyện khiếu phá đi ra, vì chính là đánh cuộc một lần.
Đánh cuộc vậy Tần Cung không bỏ được nói cho cái này người đến người giúp, Trụy Thần Cốc bên trong có dấu, Niết Bàn Huyết Trì cái này cái thế yêu bảo chuyện này. Mà bây giờ, sự thật chứng minh, hắn là đánh cuộc đúng à? Nếu đánh cuộc đúng, vậy không ra ngoài dự liệu, thì hẳn là tạm thời an toàn. Phịch, lưng gù Tần Cung lần thứ hai ra tay, lại bị vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt lập tức. Cái trước thẹn quá thành giận, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm người sau, lạnh lùng nói, thật duyệt, ngươi là muốn cùng ta trở mặt. Ha ha, người sau ha ha cười một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phi, vừa nhìn về phía lưng gù Tần Cung, hô xì xì cười lạnh, hô xì xì. Ta nói ngươi lưng gù này lão đầu có loại này chuyện tốt, làm sao sẽ nghĩ dạy ta? Nguyên lai, là có dụng ý khác à? Niết bàn huyết trì, lại là niết bàn huyết trì. Hô xì xì, Tần Cung, ngươi lá gan thật có lớn như vậy, không sợ rơi đầu sao? Lưng gù Tần Cung sắc mặt lại là xanh mét, đồng thời trong mắt dâng lên nồng nặc không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Muốn thật duyệt không biết, niết bàn huyết trì, chuyện này, sau chuyện này một khi thành. Đó chính là lớn được lợi đặc biệt được lợi, thậm chí xông phá hắn hiện nay những ràng buộc, cũng không thể nào. Có thể mọi việc đều có hai mặt, chuyện này một khi nếu là không thành, hoặc nửa đường xảy ra vấn đề gì, vậy thì sẽ trở thành là hắn trong kế hoạch lớn nhất sơ suất. Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể cầm chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, chia một chén canh. Có thể, muốn hắn tướng, niết bàn huyết trì, bực này bảo bối phân ra đi. Hắn như thế nào bỏ được? Như thế nào cam tâm? Nghĩ đến đây, hắn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt xâm nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là muốn tướng người này xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà, bây giờ có thật tuyệt đối với hắn can dự, vậy hiển nhiên là không quá có thể giết chết. Tiểu súc sinh này, thật đáng chết à. Cái này trong Trụy Thần Cốc nhưng là có dấu niết bàn huyết trì. Ta vốn là muốn sau đó đơn độc, là ngươi nói rõ. Có thể lại không nghĩ rằng bị thằng nhóc này trước chui không? Thật duyệt huynh đừng có hiểu lầm. Việc đã đến nước này, lưng gù Tần Cung đương nhiên biết rõ lừa gạt nhất định là không dối gạt được, trừ phi, hắn đem cái này tất cả người biết giết tất cả. Có thể hắn thật nếu là làm như vậy, ai đi trong cốc tướng những cái kia bảo tàng lấy ra. Cho nên, cái này người câm thua thiệt hắn thật đúng là chẳng qua là trung thực ăn trước hạ. Hiểu lầm, ta dĩ nhiên sẽ không hiểu lầm, bất quá. Xem ra ta nhiều lắm cảm ơn hắn, nếu không phải hắn, một ít chuyện, ta hẳn sẽ còn bị chẳng hay biết gì chứ. Hô xì xì, đây chính là có chút thảm à. Vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt hô xì xì âm u cười một tiếng, ánh mắt lại là rơi xuống Trần Phi trên mình, cười mỉa ta mới vừa rồi nghe ngươi nói, nếu như giết ngươi, vậy trong cốc niết bàn huyết chỉ chúng ta liền không lấy được. Vì sao? Cái này Trụy Thần Cốc bên trong, phân là hai cái khu vực. Bên trong ngoài cốc cốc, niết bàn huyết trì, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối ở bên trong cốc, mà vậy bên ngoài cốc cuối, tiến vào bên trong cốc nơi cửa chính là có một cái mau thành niên, phệ nguyệt cổ thiềm, làm ổ ở nơi đó. Trần Phi thành thực mà nói, phệ nguyệt cổ thiềm, vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt nhướng mày một cái, hắn dĩ nhiên biết, phệ nguyệt cổ thiềm thật lợi hại, coi như là còn chưa trưởng thành, nhưng đối với trước mắt nhóm người này chân nhân cảnh tiểu tử mà nói. Nhưng giống vậy khó giải quyết. Có thể coi là như thế nào, lại cùng ngươi có quan hệ như thế nào. Nhưng lúc này, vậy lưng gù Tần Cung lại đột nhiên cười lạnh, miệt thị nhìn Trần Phi, nói, ngươi chẳng lẽ muốn nói, không có ngươi, bọn họ liền không đối phó được vậy phệ nguyệt cổ thiềm. Vậy không hoàn toàn là, Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, nhưng tiền bối có biết, một cái mau thành niên phệ nguyệt cổ thiềm, muốn mấy cái chân nhân cảnh tầng 5, mới có thể bắt lại. Ít nhất 6, vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt không chút do dự nói, phệ nguyệt cổ thiềm là hoang thú, lực lớn vô cùng, nếu như thành 5, ngay cả chúng ta thấy đều chạy. Mấy người các ngươi, nếu như muốn đối phó mau thành niên phệ nguyệt cổ thiềm, ít nhất 6 người, thậm chí 7-1 nhân tài có thể ổn đang. Ừ, nói đến đây hắn con ngươi hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt từng cái từ Thiên Yêu Tông hai đầu quả đen, Bạch Xà Giáo Ngọc La Rắn Quân, đang thanh dậy Ngọc Dương Tử. Cùng với sau lưng hắn trên hai người quét qua. 1, 2, 3. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi xuống Duẫn Liệt trên mình, cổ quái lẩm bẩm nói, vừa vặn 6. Cái gì, lưng gù Tần Cung sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt giống vậy tại ngày đó yêu tông hai đầu quả đen cùng trên người từng cái vạch qua. Cuối cùng, sắc mặt hắn có chút âm trầm xuống,
con ngươi lóe lên không chừng. Hiện trường, chân chính chân nhân cảnh tầng 5, cộng thêm duẫn liệt, vừa mới tốt 6. Những thứ khác cảnh giới, tỉ như chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp tuy còn có người, có thể vậy dù sao không phải là tầng 5 à. Vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt đã nói mà nói, đó chính là không quá ổn làm. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên tất cả lớn vui mừng. Nhưng nếu là thất bại thì sao? Căn cứ bọn họ trước khi suy đoán, vậy bên ngoài cốc phệ nguyệt cổ thiềm rất có thể sẽ trưởng thành, đến lúc đó, mấy trăm năm kế hoạch lâu dài, há chẳng phải là liền dã tràng xe cát. Hắn có thể lưu lại, người đâu, người có ích lợi gì, đi theo. Lưng gù tần cung chỉ một chút duẫn liệt, lại ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, lạnh lùng nói. Ta, Trần Phi tay chỉ một cái, rơi xuống hắn trên lỗ mũi, chợt cười lên, tiền bối ý của lời này, là cần ta chứng minh sao? Ừ, lưng gù tần cung chân mày mới vừa lạnh lùng nhíu một cái, một giây kế tiếp, liền gặp hắn hơi biến sắc mặt, ánh mắt bay quét về bên kia. Cái hướng kia, cùng lúc đó... Một mực yên tĩnh không dám lên tiếng bạch xà giáo sáu nguyên sơn đẳng chân người hạ, đột nhiên là hiện ra một tòa tràn ngập khủng bố kiếm khí, lửa tím, cùng với trận văn cường hãn trận pháp. Nháy mắt tức thì, vô luận là vậy Ngọc La rắn quân, hoặc giả là vậy sáu nguyên núi, cũng sắc mặt biến. Cái trước khá tốt, bởi vì hắn có chân nhân cảnh tầng 5 thực lực, trận pháp này tuy mạnh, nhưng vậy không làm gì được hắn, nhưng mà vậy sáu nguyên núi. Oanh! Một tiếng rên. Một cái tay khổng lồ từ trận pháp kia trong bao trùm xuống, cuối cùng trực tiếp là ở mọi người kinh nghi trong mắt chính giữa, nặng nề vỗ vào vậy phản ứng không kịp sáu nguyên núi trên mình, đánh ra ngay tức thì, hư không run lên. Ngươi muốn làm, thấy tình cảnh này vậy Ngọc La rắn quân không nhìn được con ngươi co rúc lại, bạo giận lên, phẫn nộ quát. Nhưng mà, hắn tiếng này gầm lên nói cũng còn chưa nói hết, vậy sáu nguyên núi thân thể, cũng đã là bởi vì phản ứng không đạt tới. Bị miễn cưỡng đập bể, thành một bãi máu thịt mơ hồ đồ, khảm nạm vào trong đất. Thấy tình cảnh này, mọi người con ngươi cũng không nhìn được rụt một cái, rung động nhìn Trần Phi. Cho dù là vậy lưng gù tần cung, cùng với đồ tang dài châm ông già thật duyệt, bọn họ lúc này nhìn Trần Phi ánh mắt, đều có chút không được tự nhiên, theo quái dị. Bây giờ người chết rồi cái, ta lại chứng minh so hắn lợi hại hơn. Tiền bối, không biết ta như vậy chứng minh, người hài lòng không? Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt đón vậy lưng gù tần cung âm tình bất định ánh mắt, cười hỏi. Thằng nhóc ngươi có chút ý tứ. Một bên, đồ tang dài châm ông già thật duyệt hơi híp mắt đánh giá Trần Phi, lẩm bẩm nói. Hắn nói có ý tứ, không phải nói Trần Phi thực lực, mà là can đảm. Có thể ở hắn và tần cung hai cái chân quân cảnh trước mặt, cứng rắn chống đỡ ra, hắn cũng là chân quân cảnh, cái loại đó ảo giác cảm, loại người này, theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng. Đều không phải là đơn giản hạng người. Ngươi dám giết người, mà nhưng vào lúc này, một cái giận dữ tiếng vang vang lên, chỉ gặp vậy Ngọc La rắn quân cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Phi, băng lạnh lùng nói. Trần Phi nghiêng nhìn xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ liền cho phép hắn sáu nguyên núi bỏ tiền mua mạng ta, không cho phép ta bây giờ thấy cửu nhân, muốn hắn đầu chó. Ngươi đây là đâu cửa suy luận, tỉnh ngủ không? Ngươi nói gì? Vậy Ngọc La rắn quân sắc mặt đổi một cái, kinh nghi nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi lời này có ý gì? Cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Phi trực tiếp đem cắt đứt, lạnh lùng nói, ta kêu Trần Phi, bây giờ hiểu. Vẫn là nói, ngươi muốn tiếp tục giả vờ ngây ngốc, nói cho ta hắn tìm ám ma các muốn giết ta chuyện này, các người bạch xà giáo, không biết. Cái gì? Vậy Ngọc La rắn quân con ngươi co giúp một cái, yên lặng thật lâu. Cuối cùng mới hung hăng chết nhìn chằm chằm Trần Phi, âm lãnh nói, nguyên lai ngươi chính là Trần Phi. Đủ rồi, im miệng, đây có ngươi chỗ nói chuyện. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt không nhìn được quát lạnh, vậy Ngọc La rắn quân, trong miệng nói rất miễn cưỡng nín trở về, sắc mặt âm trầm, có thể nhưng cũng không dám hơn nữa. Bây giờ bọn họ bạch xà giáo chết một cái, sợ rằng ở đối phương trong lòng, muốn nếu như hắn Ngọc La rắn quân không thức thời. Cũng không biết để ý bọn họ bên này lại chết một người chứ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lãnh đạm quét hắn một cái, ánh mắt lại rơi xuống lưng gù tần cong người lên, nhàn nhạt nói tiền bối, lưu vãn bối một mạng, bây giờ ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ. Lưu ngươi một mạng, lưu ngươi vào trụy thần cốc, có thể. Nhưng ngươi nếu là lại có cái gì thông minh vật, đùa bỡn hoa chiêu mà nói,
ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thảm. Vậy lưng gù Tần Cung phiền não gật đầu một cái, sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh nhìn Trần Phi. Trước mắt mới ngưng, hắn thật là cảm giác mình từ đầu tới đuôi đều là bị tiểu súc sinh này nắm mũi dẫn đi, hơn nữa còn không chỗ làm. Loại cảm giác này, thật làm hắn rất khó chịu rất khó chịu. Không sai, hô xì xì. Vậy đồ tang dài châm ông già thật duyệt hô xì xì âm u cười một tiếng, nói chỉ cần ngươi vì bọn ta thu hồi vậy niết bàn huyết trì, và vậy hai vị đại thiên vị cao thủ lưu lại di bảo, ta âm thầm có thể cho ngươi một cái cam kết, đồ vật bên trong, ngươi có thể đảm nhiệm lấy 10%, như thế nào? Đảm nhiệm lấy 10%. Lời vừa nói ra, vậy tất cả mọi người đều có chút đỏ con mắt. Đừng nói là 1/10, đại thiên vị cường giả di bảo. Đối với bọn họ tầng thứ này tu sĩ mà nói, coi như là chỉ có thể bắt được một kiện, cũng là sẽ được ích lợi vô cùng. Cho nên do không được bọn họ lúc này không đỏ con mắt. Bởi vì bọn họ lại không ngốc, lúc này dĩ nhiên rất rõ ràng, phát hiện có liền một vị khác chân quân cảnh tồn tại đến, trước, Phong Lôi Tông cho bọn hắn cam kết, tuyệt đối là đã thành chó má. Bọn họ bây giờ, cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là liều mạng đoạt bảo. Được lợi một cái mạng nhỏ trở về. Trừ cái này ra, đừng không phải hắn đường. Dĩ nhiên, còn có một loại tình huống. Đó chính là vô luận quá trình như thế nào, đến cuối cùng, bọn họ đều sẽ chết. Bởi vì hết thảy dễ nghe nói, đều là giả, giết người diệt khẩu, đó mới thực tế, không phải sao. Đạo lý này Trần Phi hiểu, bọn họ, vậy hiểu. Chẳng qua là hiểu lòng nhau mà thôi. Thừa Mông tiền bối yêu thích. Trần Phi cười một tiếng, vậy không chân duyệt tưởng tượng như vậy kích động. Thấy tình cảnh này, vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt khẽ cau mày, rồi sau đó quỷ dị hé miệng, ha ha, cười một tiếng. Đi theo liền gặp hắn từ bên hông túi đựng đồ ngón tay lau một cái, ánh sáng lóe lên, lòng bàn tay gian, trực tiếp là nhiều hơn một quả xám trắng hai sắc âm dương ngọc bàn. Đây là âm dương hợp kích bàn, nếu có thể có 5 người liên hiệp cùng nhau sử dụng. Liền có thể phát huy ra vô cùng kinh người uy lực. Từ Liệt, ta đem nó giao cho ngươi, đối phó Phệ Nguyệt cổ thiềm, thật tốt dùng. Vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt đem cái này xám trắng hai sắc ngọc bàn hướng sau lưng đưa một cái, giao cho một vị cả người hắc bảo ông già. Lão kia người không thể nghi ngờ là Phong Lôi Tông người, cả người áo bào đen, mái tóc dài bù xù, ánh mắt lãnh đạm, trong tay ôm một chuôi máu đỏ trường thương, ẩn chứa trong đó sát khí cùng với sắc bén khí. Cho dù là Trần Phi thỉnh thoảng nhìn, cũng cảm thấy có chút nhức mắt. Có thể làm hắn cảm nhận được vô tận dùng mình. Người này không phải người khác, chính là Phong Lôi Tông cái này chi nhánh trừ lưng gù Tần Cung bên ngoài thứ hai cao thủ lợi hại. Chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, bá vương Thương Từ Liệt. Người này thực lực, không có ở đây duẫn liệt dưới, thậm chí, còn vô cùng có thể lợi hại hơn mấy phần. Đa tạ chân duyệt trưởng lão yêu thích, ta sẽ thật tốt dùng. Phong Lôi Tông bá vương Thương Từ Liệt hai tay cung kính nhận lấy, âm dương hợp kích bàn, khóe miệng tung lên lạnh nhạt mỉm cười, nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi nhất thời có chút nhíu mày, bởi vì trực giác nói cho hắn, đối phương tên này, tựa hồ có chút không ưa. Nhằm vào hắn. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chân quân cảnh cường giả chân duyệt bây giờ cử động này, vậy rất rõ ràng cho thấy có thâm ý. Nếu không, vì sao cái này âm dương hợp kích bàn chỉ có thể 5 người dùng? Mà không phải là 6 người. Hắn âm thầm nhìn một cái Duẫn Liệt, người sau liền hiểu ý gật đầu một cái, hai lòng người trong đều là không buông xuống ngưng túc cùng khẩn trương. Được rồi, tiến vào đi. Đây là, lưng gù Tần Cung trực tiếp lạnh lùng vung tay lên, không muốn chỉ hoãn tiếp nữa, nói. Dẫu sao cái này trụy thần cốc tiến vào thời hạn, căn cứ dĩ vãng trải qua tới xem, 10 ngày nửa tháng liền đỉnh thiên. Cho nên nếu là ở chỉ hoãn đi xuống, cái này 10 ngày nửa tháng không thu thập được đầu kia, Phệ Nguyệt cổ thiềm, vậy sẽ phải công dã tràng. Điều này hiển nhiên là hắn Tần Cung không thể tiếp nhận. Cho nên, vẫn là không trì hoãn nữa, sớm tiến vào trong đó rồi hãy nói. Vèo. Đi theo liền gặp lưng gù Tần Cung trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chuôi tối tăm màu bạc cung tên, phối hợp một quả màu bạc mũi tên, hướng về phía trụy thần cốc một cái hướng khác liền mang mũi tên bắn mạnh tới. Mà một mũi tên này đáng sợ trình độ, trừ vậy đồng dạng là chân quân cảnh tồn tại chân duyệt bên ngoài, những người khác, ánh mắt đều là run rẩy, teo lại tới, như giống như điện giật, không dám nhìn thẳng vậy mang khí tức hủy diệt thủ đoạn. Oanh! Một khắc sau,
mũi tên kia mãnh rơi ở trụy thần cốc vòng ngoài cấm chế lên, oanh một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn, trụy thần cốc vòng ngoài, khổng lồ cấm chỉ lên, trực tiếp là hỗn loạn có một cái lỗ thủng to xuất hiện. Vậy lỗ lớn giống như tả tơi bể thổi gió vậy, tản ra hô xì xì thanh âm, trong đó một mảnh thâm thúy, tản ra vừa dày vừa nặng mùi máu tanh, cổ xưa thần bí. Cấm chế, mở ra. Bên ngoài sơn cốc, tất cả mọi người đều là tầm mắt sáng quắc nhìn vậy cấm chỉ bên trong, nhưng ánh mắt kia trong tràn đầy khát vọng cùng tham lam. Dẫu sao, hai vị đại thiên vị cường giả di bảo, cộng thêm truyền thuyết kia trong mới có thể xuất hiện cái thế yêu bảo niết huyết trì, sức dụ dỗ quá lớn. Các vị, đã như vậy, ta Phong Lôi Tông lão tổ cũng nói chuyện, vậy ta chờ liền đi trước một bước. Đi vào trước, vèo. Một khắc sau, chỉ gặp bá vương Thương Từ Liệt lạnh mở miệng cười. Mà làm hắn thanh âm rơi lúc xuống, hắn, cùng sau lưng hắn một vị giống vậy hơi thở kinh khủng người, thân hình trực tiếp là bạo xạ ra. Hóa là hai đạo lưu quang lướt qua chân trời, không chút do dự một đầu liền vọt vào trụy thần cốc chính giữa. Chúng ta vậy đi. Ở kỳ sau đó, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu cùng ba đại yêu thú, cũng là phóng lên cao. Sau đó là Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn cùng hai người, Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân. Trần Phi, Duẫn Liệt hai người rơi đến cuối cùng một cái. Lưng gù Tần Cung bỗng lạnh lùng, ha ha, cười một tiếng, nói, hai ngươi, nếu đã tới, cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Nói xong lời cuối cùng, Tần Cung trên mặt cười nhạt, trực tiếp là có vẻ dữ tợn phủ đầy ở trên đó. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cười nói tự nhiên không biết. Duẫn hộ pháp, chúng ta đi thôi. Vèo. Một khắc sau, Trần Phi vậy không nói thêm nữa, trực tiếp là hóa là một đạo lưu quang lướt qua chân trời, một đầu liền vọt vào trụy thần cốc chính giữa. Ở sau lưng hắn, Duẫn Liệt cũng là không chậm trễ chút nào, theo sát bước chân nhanh chóng xông vào. Cùng tất cả mọi người bọn họ cũng hoàn toàn tiến vào trụy thần cốc sau đó, một bên. Vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt sắc mặt bình tĩnh trực tiếp là trầm xuống, nhìn lưng gù Tần Cung, nhàn nhạt nói Tần huynh thật là thủ đoạn, kế giỏi à. Lưng gù Tần Cung ra mặt vừa kéo, thở một hơi thật dài, nhàn nhạt nói, nếu chân duyệt huynh ngươi bây giờ đều biết hết thảy, còn cần phải nói như vậy sao? Đổi vị trí suy tính, nếu như ngươi, bỏ được đem vậy niết huyết chỉ phân cho ta. Chân duyệt nhướng mày một cái, dừng một chút. Lúc này mới thay thế một cái khác đề tài, hỏi, đồ bắt vào tay, nên làm sao chia? Niết huyết chỉ một người một nửa, hai người kia di vật, 28, người 28. Tần Cung nhàn nhạt nói. 28, không phải nói 46 sao? Chân duyệt mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói. Nếu không như vậy, niết huyết chỉ thuộc về ta, còn lại ta 28. Lưng gù Tần Cung nhàn nhạt quét hắn một mắt, nói. Ngươi! Chân duyệt tiếng nói chất, cuối cùng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, vậy cũng tốt. 28. Dứt lời sau đó, sau một lát, hắn lại không nhịn được nói, thằng nhóc kia có chút phiền toái, giống như là một gieo họa, cùng hắn đi ra, nhất định phải trước giết chết nói sau. Đây là tự nhiên, ta nhất định sẽ để cho hắn chết. Lưng gù Tần Cung gật đầu một cái, trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn sắc bén, lạnh lùng nói. Nếu không phải bị một mực nắm mũi dẫn đi. Hắn sớm muốn giết Trần Phi, như thế nào chờ tới bây giờ? Ừ, đã như vậy, trước hết chờ đi. Chân Duyệt gật đầu một cái, thân hình lướt không, tùy thiện tìm một chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Mà lưng gù Tần Cung thấy vậy, nhưng là lắc đầu một cái, ngừng đầu lên nhìn trụy thần cốc, như pho tượng vậy, một hơi một tí. Càng xa xa địa phương, ước chừng mấy chục dặm bên ngoài, một nhóm 4-5 người bao phủ ở một mảnh mây đen hạ, vậy mây đen hạ. Kinh người là, nơi có khí tức, động tĩnh lại là tất cả đều bị ngăn cách. Nếu không phải là vừa vặn từ bọn họ bên người đi qua, trên căn bản là không thể nào phát hiện bọn họ tồn tại. Mà vào lúc này, vậy mây đen hạ, có một quỷ dị yêu cốt kính tử, phía trên sóng gợn vặn vẹo, giấy giụa, hình ảnh hiện lên trụy thần cốc bên ngoài, lưng gù Tần Cung, cùng với đồ tang giải châm ông giả chân duyệt, hai lớn chân quân cảnh tồn tại hình ảnh. Nhìn vậy trên gương hình ảnh. Cho dù là cách nhau mấy chục dặm, vậy 4-5 người, lúc này cũng là một mảnh yên lặng, trong lòng giống như là bị núi lớn đè vậy. Sắp nghẹt thở, không thở được. Các chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một cái người áo bào đen không nhịn được hỏi. Ở trước mặt hắn, một tôn cả người tản ra nổ tính hơi thở thân hình, khoác cửu xà dao mãng khôi giáp.
Lại là vậy ám ma các chủ. Làm thế nào, ám ma các chủ nhìn vậy trong kính hình ảnh, hai lớn chân quân cảnh, chỉ cảm thấy nhức đầu, lắc đầu một cái, cười khổ nói, không có biện pháp. Xem ra được sửa đổi một chút chúng ta ban đầu kế hoạch. Như chỉ là một chân quân cảnh, bọn họ đội ngũ này còn có biện pháp thử một lần. Có thể cái này bây giờ nhưng là hai cái à. Hai cái chân quân cảnh, đừng nói là hắn mấy cái này dưới tay, cho dù là hắn, vậy tuyệt đối là không gánh nổi. Đối phương một người một đầu ngón tay, cũng đủ để giết chết bọn họ. Các chủ ngươi ý của lời này là, vậy niết huyết trì, không cần. Một vị khác người áo bào đen giống như là nghe hiểu ám ma các chủ nói trong ý, kinh ngạc vạn phần nói. Có thể muốn dĩ nhiên muốn, có thể ngươi vậy nhìn thấy, bây giờ trận này chiến đấu, hai cái chân quân cảnh. Thà liều mạng cùng vậy Trần Phi trở mặt, không bằng đụng một cái. Hắn không phải nói có thể giúp ta đột phá đến yêu thú cấp 4 yêu vương cảnh giới sao? Ám ma các chủ nói. Nhưng mà, các chủ, ngươi thật tin hắn. Hắn nói có thể giúp ngươi đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, đã đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh. Cái này không quá có thể đi. Hắc bào nhân kia có chút không cam lòng nói. Nhưng càng nhiều hơn, cũng là đối với Trần Phi vậy cam kết nghi ngờ. Không có biện pháp, cấp 4 yêu vương cảnh, đây là khái niệm gì? Nếu thật là vậy Trần Phi nói có thể trợ giúp người làm được, liền có thể trợ giúp người làm được, đây chẳng phải là liền ngất trời. Cõi đời này, cắm ở yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp, thực lực vừa kinh khủng đến không được lão quái vật đây tuyệt đối là nhiều đi nhiều. Trần Phi thật nếu là có năng lực này, không nói khác, những lão quái vật này nếu là biết, không lập tức đem hắn làm là cha ruột cung mới là lạ. Nhưng vấn đề là, cái này thật có thể sao? Dù sao hắn là không tin à? Ai, ta khẳng định cũng không tin à? Nhưng là, ít nhất trước mắt mới ngưng, thằng nhóc kia làm việc vậy vẫn có thể làm người ta thoáng tin tưởng mấy phần. Trước chờ đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như hắn thật có thể giúp ta đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, chính là một cái niết huyết chỉ mà thôi, đưa cho hắn, lại ngại gì? Vậy ám ma các chủ vung tay lên, nhàn nhạt nói. Cuối cùng là vỗ quan tài định bản. Hiển nhiên, ở hắn trong suy nghĩ, có thể giúp hắn đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh, sức dụ dỗ vẫn là phải so cái gì đó niết huyết chỉ lớn hơn nhiều lắm. Dẫu sao, người sau cho dù là chân quý nữa, nhưng cũng là vật chết một kiện, hơn nữa có bắt hay không đạt được cũng còn khó nói. Không chỉ có như vậy, trọng yếu hơn chính là, còn có thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, đạo lý này. So sánh chỉ đứng lên. Cái trước đưa cho cám dỗ của hắn liền lớn hơn, bởi vì một là Trần Phi mà nói, hắn còn nguyện ý tin, còn có thể để cho hắn tin tưởng cái loại đó tư cách, cùng mặt bài. Thứ hai là, tu vi loại vật này, đó mới là, súng thật đạn thật, là chính hắn. Đại biểu hy vọng. Mà nghĩ đến đây, ám ma các chủ lúc này trong lòng cũng rõ ràng cho thấy có quyết định. Hắn là một cái bình tĩnh, thực tế người, cho nên, sẽ chọn phương hướng vậy bình thường sẽ rất thực tế. Cùng lúc đó, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người vọt vào trụy thần cốc, cũng là lập tức cảm nhận được mãnh liệt không gian ba động, bất quá hắn cũng không có phản kháng, mà là mặc cho loại ba động đó đem bọc, một giây kế tiếp, hắn liền cảm giác mình vọt vào một tầng, màng, bên trong. Màu đen đất đai, máu tanh không khí, tê liệt vết nứt không gian, tản ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở, xuất hiện ở hắn cùng Duẫn Liệt trong tầm mắt. Màu đen đất đai, máu tanh không khí, tê liệt vết nứt không gian. Tản ra cực kỳ nguy hiểm hơi thở, xuất hiện ở hắn cùng Duẫn Liệt trong tầm mắt. Đây chính là trụy thần cốc nội bộ sao? Xem ra, đích xác là một địa phương nguy hiểm à? Trần Phi ngẩng đầu nhìn một chút vậy trên bầu trời xen lẫn nhau ấn sai vết nứt không gian, ánh mắt híp một cái, da đầu hơi tê dại lẫm nhiên nói. Vết nứt không gian khủng bố, tu chân giới nhiều người nơi đều biết. Trừ phi là có chân quân cảnh tu vi, hoặc là chân quân cảnh sức chiến đấu, nếu không. Nguy hiểm cũng sẽ thật rất lớn, không thể tiếp xúc tới. Mà hắn bây giờ có chân quân cảnh tu vi, hoặc là chân quân cảnh thực lực sao? Hiển nhiên, nhất định là không có. Vèo, vèo. Nhưng mà, ngay tại hắn lẩm bẩm tiếng mới vừa rơi xuống thời điểm, hắn phía trước trong không khí chính là một hồi chập chờn, sau đó liền gặp có hai đạo thân ảnh không chút kiêng kỵ, khí thế uy mãnh vọt tới, ánh mắt, cũng là sau đó sắc bén phong tỏa ở Trần Phi bọn họ trên mình. Ừ, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người khẽ nhíu mày, nâng lên ánh mắt nhìn lại, chợt, hai người chân mày đều là khẽ nhíu một cái.
Bởi vì hai đạo thân ảnh kia không phải người khác, lại thật là Phong Lôi Tông bá vương Thương Tử Liệt, cùng với một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ. Hai vị lễ độ, Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói. Ha ha, phịch, đi đôi với bá vương Thương Tử Liệt ngạo nghễ cười nhạt, hai đạo nặng nề rơi xuống đất tiếng. Vậy Tử Liệt cùng với một người khác rơi vào Trần Phi cùng Duẫn Liệt trước mặt, người sau nhàn nhạt nói. Người hai người thật đúng là thật là to gan à, ta Phong Lôi Tông vật trong túi, cũng dám nhớ. Trần Phi nghe vậy, nhìn người nọ một mắt, nói cũng lười nói. Ngược lại thì Duẫn Liệt nhìn chằm chằm người nọ, nghiền ngẫm nói, làm sao? Đến nơi này còn xuất thủ trước đem hai người chúng ta diệt trừ. Nguyên lai các người Phong Lôi Tông cũng chỉ có điểm này lòng tự tin à. Ngươi, Phong Lôi Tông cao thủ mặt liền biến sắc, căm tức nhìn Duẫn Liệt. Bá vương Thương Tử Liệt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không phải là không có lòng tin, mà là chỉ là muốn để cảnh cáo các người, có một số việc mà, có tự biết chi minh tốt nhất, nếu không, bỏ mạng, vậy cũng không trách người khác, bởi vì đây chẳng qua là lỗi do tự mình gánh, các người nói sao? Nói xong lời cuối cùng, bá vương Thương Tử Liệt cặp mắt hiện đầy lạnh lùng, ý uy hiếp rất nồng dày. Chúng ta nói, Trần Phi khóe miệng nhấc lên vẻ chế nhạo, nói thiên tài địa bảo. Ai có thể được đơn thuần cơ duyên? Người bây giờ lời này, tựa hồ thật lấy là vậy bảo bối đều là các người đâu Phong Lôi Tông, toàn quyết định. Dĩ nhiên, bá vương Thương Tử Liệt khẽ mỉm cười, nói ta Phong Lôi Tông lập cái này trụy thần cốc 300 năm, lời này mặc dù thực tế, có thể nhưng cũng là sự thật, cái này trụy thần cốc, đã là ta Phong Lôi Tông vật trong túi. Có cái gì kỳ quái đâu? Phải không? Trần Phi cười mỉa, chỉ trên bầu trời những người khác. Nhàn nhạt nói, ngươi như thế nói, có cân nhắc qua bọn họ sao? Bọn họ ở trong mắt ngươi là cái gì, cũng là con chốt thí. Dứt lời, trên bầu trời những người khác, Thiên Yêu Tông ba yêu, đang thanh dậy Ngọc Dương Tử cùng đều là hơi biến sắc mặt. Ngươi, bá vương Thương Tử Liệt sắc mặt trầm xuống, lúc này mới phát hiện mình có chút trước liền Trần Phi đạo nhi, xanh mặt, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, chớ có nói bậy nói bạ. Cảnh cáo ta. Ngươi có phải là thật hay không lấy là ngươi là thứ gì? Trần Phi tròng mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ở bên ngoài, ngoan theo chó như nhau, trong lòng cũng không dám nói, làm sao, hiện lại đi vào, chủ nhân không có ở đây, lấy là mình liền uy phong. Trần Phi đưa tay chỉ mình óc, nói châm chọc, ngươi cái này, có phải hay không có vấn đề? Ngươi, rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi kết quả có cái gì tư cách, dám ở ta trước mặt như thế phách lối. Bá vương Thương Tử Liệt cũng là nổi giận, ánh mắt một nghiêm túc, trong tay trường thương như dao long vậy bay lượn, khí thế khủng bố kinh hãi, như cuồn cuộn đại dương, một súng, trực tiếp là hướng Trần Phi bạo đâm đi. Liền không gian đều là sụp xuống. Thấy vậy, Trần Phi ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút lạnh run. Hừ, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng, Trần Phi sau lưng nửa bước, Duẫn Liệt cả người bộc phát ra chiến ý cường hãn. Chỉ một quả đấm đập ra ngoài, nhất thời, kinh khủng lực lượng ngưng tụ thành sóng trùng kích, lại trực tiếp là đem cái này bá vương Thương Tử Liệt nhất kích chặn lại. T, hắn lại có thể chống đỡ Tử Liệt cái này một súng. Trên bầu trời, mọi người ánh mắt một hồi, ngược lại hút khí lạnh, không nghĩ tới Duẫn Liệt lại có thể chống đỡ Tử Liệt cái này một súng. Phải biết, cho dù là bọn họ bên trong, có thể chống đỡ Tử Liệt một thương này, trừ Thiên Yêu Tông lão đại kia, những người khác. Sợ rằng đều có chút treo, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh. Dẫu sao cái này bá vương Thương Tử Liệt chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp tu vi, cũng không phải là đùa giỡn. Gặp mình cái này một súng đều không đụng phải Trần Phi, liền bị ngăn lại, bá vương Thương Tử Liệt ánh mắt lại là âm trầm, nói châm chọc, làm sao, chỉ biết núp ở người khác sau lưng. Ha ha, sư huynh, hắn cũng chính là đường này mặt hàng mà thôi, cần gì phải cao xem hắn cái gì. Bá vương Thương Tử Liệt sau lưng, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ châm chọc một tiếng, sát theo lại trực tiếp là thân hóa nhanh như tia chớp, hướng Trần Phi đột nhiên bây giờ đánh lén ra tay đi. Nhìn ngươi như thế có thể tránh, bây giờ, lại tránh một chút thử một chút. Thương sấm. Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ cười lạnh, chỉ gặp được vậy trên bầu trời, bất ngờ hiện ra kinh khủng linh khí. Còn ngưng tụ thành một chuôi tản ra kinh hãi hơi thở thương sấm, đùng đùng, xé rách không gian, cuồn cuộn hướng về phía Trần Phi nghiền ép tới. Ngươi tự tìm cái chết, Duẫn Liệt thần sắc giận dữ,
lại lần nữa ra tay, muốn ngăn trở. Ha ha, có thể vào lúc này bá vương thương từ liệt nhưng trực tiếp là cười lạnh trường thương đưa ngang một cái, rất miễn cưỡng bức lui duẫn liệt muốn ra tay ý đồ. Vang vang, hai người giao thủ một cái, hư không run run, duẫn liệt lại là bị đánh bay ra ngoài liền mấy chục mét. Lần này, ta xem ngươi như thế nào tránh. Bá vương thương từ liệt ngẩng đầu, ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, cười nhạt. Mà vào lúc này, Trần Phi trong mắt đã là có chút âm lạnh xuống. Ừng ực. Một khắc sau, liền gặp hắn thở một hơi thật dài, sau đó miệng đột nhiên dương ra. Xà tâm địa linh diễm. Ngọn lửa kinh khủng này trực tiếp là hừng hực đốt đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, ngọn lửa kinh khủng hốt khiếu ra, đem vậy thương sấm ngay tức thì chìm ngập. Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ trong mắt co giúp một cái, rồi sau đó âm trầm cười nhạt thiên địa dị hỏa. Bất quá nhìn như thật giống như không như vậy lợi hại à. Chỉ gặp hắn cười lạnh, hai tay vén lên, vậy hào hùng lực lượng trực tiếp là tràn vào trên bầu trời vậy thương sấm, nháy mắt tức thì, hư không run lên, kinh khủng thương sấm trực tiếp là hủy diệt xà tâm địa linh diễm. Bạo long nhất kích, bầu trời trống rỗng vỡ vụn ra, thật giống như kinh khủng sấm sét hủy diệt hết thảy vậy, dễ như bớn, gào thét kinh người. Một khắc sau, liền gặp vậy thương sấm trực tiếp là biến thành một đầu tựa như rồng không phải rồng tựa như mãng không phải mãng dáng vóc to quái vật, thét dài tiếng chấn động thiên địa, uy thế vô cùng kinh người, đùng đùng gào thét gian, trực tiếp là hướng Trần Phi mãnh liệt nghiền diệt tới. Nhất thời, tất cả mọi người đều là thần sắc như thường. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vậy bắn súng. Cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi không nhúc nhích bóng người, muốn xem, muốn biết, đối mặt kinh người như vậy thủ đoạn, hắn có thể hay không phòng ngự xuống. Tuy trước khi nói Trần Phi giết Lục Nguyên Núi, có thể vậy dẫu sao là đánh lén, hơn nữa, Lục Nguyên Núi chẳng qua là chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, mà đây Phong Lôi Tông cao thủ, nhưng là chân nhân cảnh tầng 5. Kể bên cách, nếu như chân trời. Hừ, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt đầy nụ cười châm chọc. Một giây kế tiếp, oanh, hừng hực ngọn lửa lại lần nữa cháy lên, hơn nữa nhiệt độ kia, ít nhất là trước khi 5 lần 10 lần có thừa. Hơn nữa thoáng qua gian, ngọn lửa này cũng đã là lướt qua vậy sấm sét bắn súng, xuất hiện ở Phong Lôi Tông chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ trước mặt. Người sau ngay tức thì trong mắt co giúp một cái, sắc mặt biến, bởi vì, hắn lại là từ ngọn lửa kia lên đánh hơi được uy hiếp chí mạng. Ngươi thật lấy là ta ngọn lửa này bất nhập lưu, cách ngồi đáy giếng đồ. Trần Phi trực tiếp là không thấy vậy sấm sét bắn súng đánh tới, mặc cho nó đem mình chìm ngập, đập chúng, có thể cùng lúc đó, vậy hừng hực thiêu đốt xà tâm địa linh diễm, cũng là trực tiếp đem sắc mặt kia kinh biến Phong Lôi Tông chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ nuốt mất. Oanh, oanh, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thoáng chốc gian, hai đạo làm người ta kinh hãi nổ vang lên, giống như là bom nguyên tử mây hình nấm vậy, kinh khủng sóng trùng kích, bốn tản ra, nhiệt độ, cũng là ở lấy ngay tức thì tăng vào tới cực điểm, mấy ngàn độ, so nham thạch nóng chảy còn nóng bỏng, cao dọa người. Quý quân, đáng chết, một bên, bá vương thương từ liệt sắc mặt xanh mét nhìn một màn này, không nghĩ tới nguyên cho là bọn họ bên này chiếm tiên cơ, nhưng hôm nay, nhưng thật giống như là bị xúc sinh kia tiểu tử tính toán. Trừ hắn ra, trên bầu trời, những người khác cũng là tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường ương. Một lát sau, khói mù tản đi. Cái gì, Ngọc La Xà Quân dẫn đầu nóng không ở mí mắt quất rút ra, sắc mặt kinh hãi, âm trầm, run run nhìn vậy trong chiến trường ương từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới bóng người. Chỉ gặp vậy Trần Phi, lúc này trừ người nhìn như có chút chật vật, sắc mặt nhìn như có chút không tốt xem ra, cả người. Lại còn là vững như vậy định một hơi một tí đứng ở đó. Liền phương vị đều giống như là không có chút nào di chuyển dấu vết động tới. Quý quân bị thương, cùng lúc đó, bên kia, Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người kinh nghi nhìn một chỗ khác tại chỗ chính giữa, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ quý quân. Chỉ gặp hắn lúc này lại vô cùng chật vật, cả người quần áo, mi mao đều giống như bị ngọn lửa kia đốt thấu như nhau, trơ trụi, trên mình một hồi trắng một hồi hắc. Nám đen một mảnh. Thấy tình cảnh này, coi như là Thiên Yêu Tông mấy vị kia yêu thú, lúc này đều là không nhịn được có chút cười khanh khách. Bởi vì rất hiển nhiên, bọn họ chẳng ai nghĩ tới, chàng này nguyên lấy là hẳn sẽ rất kịch liệt chiến đấu, lại sẽ là lấy loại phương thức này nhanh chóng kết thúc. Từ liệt đối với thằng nhóc kia không nhúc nhích được tay,
bởi vì có một cái khác cơ hồ không kém tại hắn lão gia tồn tại. Quý quân, cái này quý quân, không nghĩ tới lại trực tiếp không phải đối thủ của tiểu tử đó sao? Đáng chết, Bạch Xà giáo Ngọc La xà quân không nhịn được cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một tiếng, mặt đầy xanh mét cùng âm trầm, Trần Phi giết Lục Nguyên núi, hắn vốn là còn muốn tìm cơ hội trả thù tới, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ đừng nói là báo thù, sợ rằng liền chính hắn, cũng được vạn phần cẩn thận một ít mới được. Cái này hắn a xúc sinh kia tiểu tử kết quả là từ đá gì bể ra. Lại có thể như thế lợi hại, thật là đáng chết. Tiểu xúc sinh ngươi tự tìm cái chết. Giữa lúc tất cả mọi người đều đắm chìm trong đối với Trần Phi thực lực rung động, cùng kiêng kỵ trong, một đạo vô cùng giận, âm trầm thanh âm, lại giống như là núi lửa bùng nổ vậy cuồng liệt vang khắp ở bọn họ bên tai. Chỉ gặp Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ quý quân, lúc này chính diện cho vặn vẹo, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt kia, sát ý sôi trào, rất là đáng sợ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này hắn quý quân chủ động ra tay khiêu khích, nhưng lại sẽ là lấy một loại phương thức như vậy tới kết thúc. Hắn lại có thể bị thua, còn như vậy mất thể diện, tình cảnh như vậy, dĩ nhiên là làm hắn hận không được đem Trần Phi tháo ra tám khối, để tiết này làm nhục. Tiết mối hận trong lòng. Tự tìm cái chết. Trần Phi lắc đầu một cái, giận dữ ngược lại cười, nhàn nhạt nói, không thể không nói, xem ra các người Phong Lôi Tông người, đều là cái này có chút vấn đề. Trần Phi tay chỉ trên đầu mình, khóe miệng phác họa nhàn nhạt châm chọc, nói, người đối với ta ra tay, nhưng thực lực không bằng, tự rước lấy, nói khó nghe chút ngươi chính là một ếch ngồi đáy giếng, không tự lượng sức phế vật. Cho nên, ta bây giờ thật là tò mò. Người kết quả là lấy cái gì tự tin, còn ở đây nói ẩu nói tả, lấy là ngươi là người rất lợi hại vật. Tự mình thôi miên, nằm mơ sao? Ừ. Nhất thời, tất cả mọi người con ngươi đều là không nhìn được co giúp một cái, rồi sau đó ánh mắt cổ quái rơi xuống Trần Phi trên mặt, không thể không nói, hắn cái miệng này, rất sắc bén, những lời này trực tiếp có thể nói là làm quý quân mất hết mặt mũi. Ngươi, quý quân sắc mặt ngay tức thì xanh mét tới cực điểm, vô cùng khó khăn xem. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi miệng, sẽ độc như vậy, làm hắn thật là hận không được đem tiểu xúc sinh này miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà, hắn lại không như vậy thực lực, chỉ có thể cắn nứt răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt mũi vặn vẹo, tràn đầy cừu hận. Thật là sắc bén miệng à, bá vương thương từ liệt cuối cùng là không nhìn được lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, bất quá các hạ người dám như thế nhục mạ ta Phong Lôi Tông, thật không sợ chết. Trần Phi nghiêng liếc xéo hắn một mắt, nhàn nhạt nói, làm sao, muốn đứng ra là hắn ra mặt. Ta thừa nhận, chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp xác thực lợi hại, có thể vậy thì như thế nào? Ta bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi để giết ta sao? Ta bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi để giết ta sao? Lời này làm bá vương thương từ liệt trong mắt hung hãn rụt một cái, sau đó hiện đầy khói mù, mặt mũi xanh mét, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Lời như vậy. Đối với hắn bực này từ dự là cao cấp cao thủ cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất khiêu khích, cùng làm nhục. Cho hắn cơ hội, hắn cũng không giết được, vậy coi như cái gì, rác dưới vẫn là phế vật. Hừ, thật đúng là cuồng ngông không bên, từ liệt huynh mạnh bao nhiêu người thật cho là người bực này ếch ngồi đáy giếng hạng người có thể đo lường được. Nếu không phải bên người ngươi người nọ, ngươi bây giờ, sớm là được một cổ thi thể. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, trên bầu trời, Bạch Xà giáo Ngọc La xà quân khinh thường nói châm chọc. Ngươi muốn bây giờ xuống, ta lập tức là có thể để cho ngươi thành là một cổ thi thể, tin sao? Trần Phi ngửa đầu nhìn lên bầu trời một chút hắn, nhàn nhạt nói. Nhất thời vậy trên bầu trời Ngọc La xà quân diễn cảm âm lạnh xuống, một hồi xanh mét. Chỉ bằng ngươi, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Dám xuống, Trần Phi nhàn nhạt nói. Có bản lãnh người cùng ta đơn đả độc đấu. Ngọc La xà quân ngược lại cũng thông minh, lạnh lùng nói. Trần Phi nhìn hắn một mắt, giống như là gặp được cái gì ngu đần, ngu si, lắc đầu một cái, cười lạnh nói, xem ra thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Đơn đả độc đấu, ta có người còn cùng ngươi đơn đả độc đấu cái rắm. Có bản lãnh người vậy kêu người đến và ta đánh. Ngươi, Ngọc La xà quân sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem tới cực điểm. Để cho hắn bây giờ đi gọi người, đi đâu kêu? Gọi quỷ sao? Được, nhưng vào lúc này, người Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu chậm rãi mở miệng,
nói, mọi người đều là vì cái này bên trong cốc bảo tàng tới, coi như là có khác nhau, cùng hết thảy bụi bậm lắng xuống sau vậy không tính là muộn. Đến lúc đó, các người nếu như còn muốn đánh, lại đánh thống khoái, bây giờ. Trước hay là cân nhắc một chút như thế nào đối phó Phệ Nguyệt Cổ Thiềm chứ? Hừ, Ngọc La Xà Quân hừ lạnh một tiếng, không lại tiếp tục phản bác, nói chuyện, hiển nhiên, cũng coi là thầm chấp nhận Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu những lời này. Mà Phong Lôi Tông Bá Vương Thương Từ Liệt, hạng ba hai người mặt lạnh, nhưng là có cùng Ngọc La Xà Quân hoàn toàn bất đồng hàm nghĩa ở bên trong. Bất luận mọi người như thế nào đối đãi, nhưng đối với bọn họ mà nói, Trần Phi dám làm mặt của mọi người, như thế khiêu khích bọn họ Phong Lôi Tông, bản thân này, chính là sỉ nhục. Dẫu sao bọn họ Phong Lôi Tông nhưng mà có chân quân cảnh tồn tại chấn giữ, Tiên Thiên đã bỏ rơi những người khác rất nhiều tầng thứ, còn có, bọn họ Phong Lôi Tông sau lưng còn có bên trong vực siêu cấp đại tông ung dung tự tại Phong Lôi Tông bóng dáng. Một cái căn bản không biết từ đâu xuất hiện tiểu xúc sinh, không chỉ có tổn thương quý quân, còn dám ở hắn Bá Vương Thương Từ Liệt trước mặt như vậy ngông cuồng, coi bọn họ Phong Lôi Tông tại vô vật, cái này làm bọn họ mất hết mặt mũi để nơi nào. Nghĩ đến đây, Bá Vương Thương Từ Liệt liền không nhịn được lạnh lùng nhìn Trần Phi, sắc mặt kia, hiện đầy sát ý, âm lãnh để cho người đáng sợ, hơn nữa cả người cũng còn hiện đầy khí tức kinh người. Làm sao, cảm thấy rất mất thể diện, Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nhàn nhạt nói cảm thấy rất mất thể diện, muốn giết ta, ta phụng bồi, bất quá một khi động thủ, người còn muốn bọn ta cùng các người đồng tâm hiệp lực, đối phó Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Chuyện này một khi nếu là có sơ suất, sau khi đi ra ngoài, người gánh nổi trách nhiệm. Trần Phi cười lạnh nói. Bá Vương Thương Từ Liệt sắc mặt biến, thở một hơi thật dài, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, người đang uy hiếp ta. Người có thể như thế hiểu, làm sao, không phục. Trần Phi mặt tươi cười, làm Bá Vương Thương Từ Liệt nhìn cảm giác rất đau nhói, rất khó chịu rất khó chịu. Nhưng mà, hắn nhưng không có biện pháp. Cái này trụy thần cốc một chuyện nếu là thật xảy ra điều gì sơ suất, coi như là hắn Bá Vương Thương Từ Liệt, cũng đích xác là không chịu nổi trách nhiệm này, sẽ chết. Âm lãnh, ngọn lửa tức giận ở trong con ngươi lóe lên không nghỉ, hắn nhìn Trần Phi, âm lãnh nói, chuyện này sau đó, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đừng rơi vào ta trong tay, nếu không ngươi sẽ rõ, ngươi hôm nay ngông cuồng, phách lối, có bao nhiêu buồn cười. Chuyện này sau đó, ngươi nếu như rơi vào ta trong tay, ta sẽ làm thịt ngươi, tin sao? Trần Phi thản nhiên nói, đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi, Bá Vương Thương Từ Liệt trong mắt hung hăng rụt một cái, cuối cùng trùng trùng phất tay áo, uy nghiêm nói, mỏi mắt mong chờ. Ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng, không lên tiếng. Thấy tình cảnh này, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu nghiêng nghiêng nhìn một cái Trần Phi, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt mọi người, nhàn nhạt nói, bây giờ, chúng ta lên đường đi. Hừ, nghe vậy, Bá Vương Thương Từ Liệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là ống tay áo vung lên, xoay người rời đi. Xa xa, màu xám trắng dây nhỏ hiện đầy trên bầu trời. Đó là vết nứt không gian, hết sức nguy hiểm, chỉ phải xuyên qua đi, mới có thể thấy được Phệ Nguyệt Cổ Thiềm xào huyệt. Mà đây đối với Bá Vương Thương Từ Liệt bực này chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp cao thủ mà nói, mặc dù vậy vẫn là có nguy hiểm, nhưng lại cũng chỉ vậy thôi. Sư huynh đợi ta một chút, gặp Bá Vương Thương Từ Liệt bị tức rời đi, quý quân hơi biến sắc mặt, lập tức đuổi theo. Hắn thực lực không Từ Liệt như vậy lợi hại, nếu như một người chuyển kiếp vết nứt không gian vùng, sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, hắn hai người liền không vào vết nứt không gian vùng chính giữa, bóng người biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân con ngươi âm lãnh, thâm độc quét mắt Trần Phi, cuối cùng nói đều không nói, trực tiếp là thân hình chớp mắt. Một thân một mình tiến vào vậy vết nứt không gian vùng. Rồi sau đó là Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người, Thiên Yêu Tông ba con yêu thú. Chúng ta vậy đi thôi, gặp rất nhanh cũng chỉ còn lại có hắn hai người chúng ta, Trần Phi híp một cái cặp mắt, chậm rãi nói. Phủ chủ, thật nếu là giết Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, sợ rằng, chúng ta sẽ gặp thành là đối tượng đả kích hà. Xuân Liệt do dự một chút, chậm rãi nói. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái. Chậm rãi nói, những tên kia ngược lại không có gì, ta có chuẩn bị, cho nên bọn họ như thế nào đi nữa nhảy vậy cũng chỉ là như vậy thôi. Nhưng là, điểm chính là bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh. Ai, đi một bước xem một bước đi. Ừ, nghe Trần Phi như thế nói,
Duẫn Liệt cũng là tạm thời an tâm. Bây giờ tình huống này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dẫu sao Trần Phi có chuẩn bị nói, ít nhất cái này Trụy Thần Cốc bên trong, bọn họ vẫn còn an toàn. Cái này là đủ rồi. Kế tiếp đường liền để cho Trần Phi bọn họ cũng đổi được cẩn thận. Dẫu sao cái này vết nứt không gian cũng không phải là nói chơi đồ, nếu như dính vào, vậy thì vấn đề lớn. Bất quá, cái này vết nứt không gian dẫu sao là vật chết, sẽ không động, chỉ cần cẩn thận chút, vấn đề liền liền vậy không phải rất lớn. Như vậy, bọn họ ước chừng đi về phía trước gần nửa canh giờ sau đó, bốn phía, chung quanh vết nứt không gian dần dần thiếu đi, cùng lúc đó, trong không khí nhiệt độ một chút xíu khô nóng lên. Nguyên bản hồ nam đất đai, theo bọn họ tiến về trước, vậy dần dần quỷ dị đổi được đỏ thẫm, trụi lùi không có một ngọn cỏ đứng lên, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Đến cuối cùng, nơi có nguy hiểm vết nứt không gian đều biến mất không còn một mống, thay vào đó là một tòa yêu dị phơi bày màu đỏ thẫm hùng vĩ trăm trượng đỉnh núi, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà đây ngồi yêu dị phơi bày màu đỏ thẫm hùng vĩ trăm trượng đỉnh núi, cũng là đem bọn họ đường phía trước, hoàn toàn cắt đứt. Cùng lúc đó, Phong Lôi Tông bá vương Thương Từ Liệt các người, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu cùng yêu, thấy được này cự phong, độn quang dừng lại, đều là ngừng lại. Bọn họ ánh mắt, theo sát phía sau vững vàng sở tại dưới ngọn núi kia to lớn hang động đá vôi chính giữa. Vậy hang động đá vôi sâu không có thể thấy được đấy, một mảnh ngăm đen, nhưng lại mạo đằng trước nóng bỏng sương mù. Bỗng gian, bá vương Thương Từ Liệt ánh mắt một nghiêm túc, trong tay trường thương bộc phát ra lạnh thấu xương hào quang. Hư không một xuyên, thế như trẻ tre. Kinh khủng một súng liền trực tiếp là hướng vậy hang động đá vôi bên trong oanh đập xuống. Hống. Ầm ầm ầm. Một khắc sau, ngọn núi kia lay động, hang động đá vôi bên trong, một đạo đinh tai nhức óc cổ quái gào thét mãnh liệt vang tới. Rồi sau đó liền gặp vậy yêu khí ngất trời, nguyệt hoa như nước, lạnh như băng cực kỳ, khí tức kinh khủng như ngất trời sóng biển vậy cuộn sạch ra. Chấn mọi người trực tiếp là lui về sau rất nhiều gạo, sắc mặt kịch biến. Ở kinh khủng kia hơi thở chính giữa, một đầu thể thích cao đến mười mấy trượng to lớn màu trắng bạc bóng đen, nặng nề rơi xuống đất, đất đai nứt nẻ, đất rung núi chuyển. Mặt đất sát theo lõm xuống, hiện ra sâu đậm vết nứt. Đi ra, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm. Một đầu thể thích cao đến mười mấy trượng to lớn màu trắng bạc bóng đen, nặng nề rơi xuống đất. Bóng đen kia rơi xuống đất. Nhất thời, mặt đất chính là phát ra một tiếng nổ, cho dù cách thật xa, Trần Phi các người cũng có thể cảm nhận được mặt đất cuồng liệt chấn động. Sau đó vậy bốn phía sương mù đều bị tung lên, thổi ra thật xa. Rất nhanh, sương mù tản đi, mọi người cuối cùng là thấy rõ vậy màu trắng bạc bóng đen, kết quả là cái thứ gì? Con cóc to lớn, thiềm trên lưng gồ lên vô số thật cao vướng mắc, những thứ này vướng mắc từng cái chậm rãi co rút lại. Bên trong hiện lên làm người ra đầu tê dại màu trắng bạc nguyệt hoa yêu khí, chập chờn hết sức đáng sợ. Không chỉ có như vậy, ở to lớn kia thiềm mắt thay đổi gian, còn hiển lộ ra làm người ta kinh hãi uy nghiêm vẻ, là máu vẻ. Cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm nhưng mà hoang thú, trời xanh đối với giết hại, là máu, có cực đoan theo đuổi, vô cùng nguy hiểm. Chuẩn bị động thủ, bá vương Thương Từ Liệt mới vừa nói, một giây kế tiếp, liền gặp hắn sắc mặt biến, bởi vì lúc này khoảng cách hắn không xa Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, lại là uy nghiêm, thị huyết trong mắt trợn mắt nhìn hắn một mắt sau đó, trực tiếp phát động tập kích. Qua một tiếng lớn minh sau đó, một đoàn tháng màu trắng yêu khí bạch trụ liền từ miệng của hắn trong phun ra, tràn ngập kinh khủng nguyệt hoa yêu khí, vô cùng lạnh như băng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Phịch! Đáng chết! Vậy tháng màu trắng khủng bố bạch trụ tốc độ thật sự là quá nhanh, thời gian đảo mắt, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Công kích này cũng đã là đi đôi với gió lốc lớn hung hăng đánh vào bá vương Thương Từ Liệt trên mình. Một tiếng vang thật lớn, một đạo tiếng chửi rủa, người sau bóng người trực tiếp là bị đánh bay ra mấy trăm mét. Hung hăng đụng vào trên vùng đất, lôi ra sâu đậm vết rách. T. Vật này thật là lợi hại. Thấy tình cảnh này, may là Duẫn Liệt hiện nay thực lực, cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy ngưng nhiên lẩm bẩm nói. Bá vương Thương Từ Liệt nghiêm ngặt nhắc tới, thực lực so hắn cũng còn lợi hại hơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại vậy cổ thiềm trước mặt như vậy chật vật, điều này có thể làm hắn không rung động. Đây chính là Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, nếu không phải như thế lợi hại, vậy ta còn biết cảm thấy kỳ quái.
Duẫn hộ pháp, vật này ngươi khỏe. Trần Phi đương nhiên lẩm bẩm một tiếng, lại nhanh chóng đem vậy xích tiêu quân thống lĩnh cơ tinh làm được chiến ý đoàn, phân chia ra liền gần một nửa, giao cho Duẫn Liệt. Đây là, cảm nhận được vậy chiến ý đoàn chính giữa lực lượng kinh khủng, Duẫn Liệt thần sắc như thường, vui vẻ nói. Bảo toàn tánh mạng đồ, cầm trước đi, đừng dùng, để ngừa vạn nhất. Trần Phi vừa nói, đột nhiên trong mắt co rúm một cái, hất tay một cái, vậy phong vũ lôi điện đồ thuận tránh ra, hình thành một mặt vòng bảo vệ, đem hắn còn có Duẫn Liệt trùm lên trong đó. Sát theo, từng đạo kinh khủng nguyệt hoa yêu khí sóng trùng kích từ trên trời hạ xuống, ung ung kinh khủng chấn động trực tiếp là đem bọn họ cho che mất. Vèo, vèo. Bất quá không qua một lúc lâu, Trần Phi, Duẫn Liệt bóng người liền từ vậy trong chấn động hơi có chút chật vật vọt ra. Trần Phi mặt không chút thay đổi nói, các vị còn đang chờ cái gì? Không hoàn toàn lực ứng phó sao, đây chính là hoang thú, và chúng hợp lại sức chịu đựng, đây tuyệt đối là một kiện tìm chết hành vi. Dứt lời, ở bên người hắn, Duẫn Liệt trực tiếp là xông ra ngoài, hai quả đấm tràn ra kinh khủng chiến ý, phập phồng bay lên, ba quang rung động, khá tốt tựa như huyễn hóa thành hung thú đầu lâu một loại kinh khủng đồ. Hắn thân hình xông lên lên trời một quyền đánh xuống, thật giống như bom nguyên tử vậy, nặng đè xuống, phải đem Vệ Nguyệt Cổ Thiềm một quyền đập biển. Hống! Nhưng mà, đối mặt Duẫn Liệt cái này như vậy kinh người một quyền, Vệ Nguyệt Cổ Thiềm lại hình như là liền coi trọng ý nghĩa cũng không có. Một quyền rơi xuống, nó thậm chí đều không lựa chọn phòng ngự, mà là há miệng vừa phun, xanh lá trong mắt hung quang bạo tránh, một hít một thở gian, kinh khủng màu trắng bạc hơi thở tràn ra tới. Cái gì? Duẫn Liệt sắc mặt ngay tức thì biến đổi, nhìn vậy nhanh chóng đánh tới màu trắng bạc yêu khí, cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức nguy hiểm. Một khắc sau, màu trắng bạc yêu khí đem hắn chìm ngập. Một quyền kia, vậy trùng trùng đánh đến liền Vệ Nguyệt Cổ Thiềm trên mình. Có hiệu quả sao? Mọi người trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy chiến trường khu vực. Một giây kế tiếp. Hống. Đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét tiếng vang lên. Vệ Nguyệt Cổ Thiềm lại cơ hồ không bị thương chút nào. Chân sau đạp một cái. Thân ảnh khổng lồ như núi nhỏ vậy phóng lên cao. Trùng trùng xông về những người khác chỗ ở khu vực. Yêu diễm ngút trời. Cùng lúc đó, Duẫn Liệt cả người nhuốm máu từ vậy yêu khí trong mây mù vọt ra. Mặt đầy rung động. Nhìn chằm chằm Vệ Nguyệt Cổ Thiềm, đồ chơi này thật là có chút quá. Cái này Cổ Thiềm so trăm năm trước lại mạnh lớn không ít. Sợ rằng lại qua một chút thời gian, nó liền muốn thật trưởng thành chứ. Nhìn vậy yêu diễm ngập trời Vệ Nguyệt Cổ Thiềm, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu tự lẩm bẩm, cặp mắt ánh mắt quỷ dị nhanh tránh, một hồi cười nhạt, đi theo liền gặp trên đó trước ra tay. Lão nhị lão tam, động thủ đi. Ở sau lưng hắn, đen nhánh lần vũ giống như là lợi kiếm vậy. Một khi lay động, nhất thời khủng bố yêu quang tràn ngập, thật giống như vạn kiếm hạ xuống, thiên cương màn sáng phát ra, lập bổ xuống. Đây là hắn cả người tinh vũ xếp thành cường hãn công kích, lực lượng cực kỳ đáng sợ, vậy chân nhân cảnh tầng 5 đụng gặp, cơ hồ cũng đã là trọng thương cục diện. Sau đó, ở sau lưng hắn Thiên Yêu Tông những thứ khác hai vị yêu thú cũng là đồng loạt ra tay. Ưng nứt ra, báo nguyên đánh vào, trên bầu trời. Vậy ba đầu con ưng khổng lồ sắc bén ưng chảo tràn ngập kinh khủng hơi thở, chỉ có một cái động tác, thì có xé bỏ bầu trời móng đánh nổ ầm xuống, hết sức hại người. Vậy tựa như báo không phải báo sinh vật thủ đoạn vậy giống vậy bất phàm. Miệng của hắn trong, đều bị màu vàng kim sáng mở lượn lờ, thoáng qua gian, to lớn hình cầu xông phá ra, thế như trẻ che hướng Vệ Nguyệt Cổ Thiềm đánh tới. Phịch, cái này kinh khủng như vậy liên kích hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng là làm Vệ Nguyệt Cổ Thiềm cúi xuống xương, thống khổ hí đứng lên. Sau lưng, trực tiếp là có rực rỡ máu bắn tung văng lên, chọc người nhìn chăm chú. Thấy tình cảnh này Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người cho là cơ hội sẽ đến, cười lạnh một tiếng, tề cùng ra tay, xám trắng xương trắng tản mát ra âm lãnh hơi thở, lấy bọn họ hai người hợp lực, hợp thành một hớp xương trắng bảo đao, ầm ầm rơi xuống, đem Vệ Nguyệt Cổ Thiềm xương muốn chém cắt ra. Qua, qua. Qua, wow. Có thể nhưng vào lúc này, trong hư không nhưng vang lên vô cùng quỷ dị thiềm tiếng kêu. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bất an trong lòng. Một giây kế tiếp, liền gặp Vệ Nguyệt Cổ Thiềm sau lưng tủng dậy vướng mắc, trực tiếp là do như núi lửa phun ra vậy, nặn ra nồng nặc màu trắng bạc yêu khí, hợp thành một cây cột đá, vô hạn bành trướng, như một tòa màu bạc núi lớn như nhau đập xuống, uy lực vô cùng. Cái gì,
Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai sắc mặt người biến, hoảng không chừa đường, muốn chạy trốn, nhưng đã là mất đi cơ hội. Cuối cùng, ở đó một mảnh sáng chói trong, kinh khủng màu bạc cột đá ngay đầu đánh nát vậy xương trắng bảo đao. Không chỉ có như vậy, lực lượng kia còn dự uy không giảm. Phốc! Tiếp theo, Bạch Cốt Tông bà lão bị đá này trụ đập trúng, tại chỗ thân thể nổ tung, máu tươi đầm đìa, chết oan uổng. Mà Ngụy Thanh Sơn chính là mặt đầy hoảng sợ thi triển huyết độn thuật, ngay tức thì kéo ra mười mấy dặm xa, trốn vượt bay lên trời. Nhặt trở về một cái mạng. Nhưng tức đã là như vậy, hắn lúc này, cũng đã là sợ vỡ mật, mặt đầy sợ hãi, run rẩy không dứt. Cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, quá mạnh mẽ à? Đông! Mà nhưng vào lúc này, hư không giống như là hung thú ra đúc thành trống lớn vậy, bị người hung hăng gõ một cái, nặng vang lên, làm động tới tất cả mọi người linh hồn. Sóng công kích, Duẫn hộ pháp cẩn thận, Trần Phi mặt liền biến sắc, đem vậy phong vũ lôi điện đồ che ở trước người, không chút do dự nhanh chóng thụt lùi, còn há mồm nhắc nhở. Nhất thời Duẫn Liệt cũng là vô cùng cảnh giác, chỉ chậm Trần Phi một bước, liền bắt đầu nhanh chóng thụt lùi đứng lên. Thoáng qua gian, hắn hai người ít nhất kéo ra khỏi ngoài 5 km. Đông! Nhưng vào lúc này, lại một tiếng, hư không giống như là hung thú ra đúc thành trống lớn vậy, hung hăng run run. Phốc suy! Sát theo Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo yêu vật lại trực tiếp là hộc máu đứng lên, một cái chân trước hung hãn nổ tung, nếu không quen thuộc quả đen hai đầu lanh tay lẹ mắt, đem nó nhanh chóng kéo đi, sợ rằng hắn bây giờ cũng đã là muốn táng thân nơi này. Nhưng dù vậy, lần này, vậy vẫn là làm hắn bị thương nặng. Quỷ dị như vậy trọng thương. Từ Liệt, còn không đem vị đại nhân kia cho ngươi bảo bối lấy ra. Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu lạnh lùng nhìn lướt qua xa xa Phong Lôi Tông Từ Liệt, lạnh lùng nói. Người sau tròng mắt chớp mắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp là đem vậy âm dương hợp kích bàn thất lạc đi ra. Người sau như lưu quang vậy xuất hiện ở trên trời, hạ xuống năm đạo cột sáng, phân chớ xuất hiện ở năm cái bất đồng phương vị. Tổng hợp chung một chỗ, trực tiếp là đem Phệ Nguyệt Cổ Thiềm vây ở giữa. Nhanh lên một chút, thấy tình cảnh này bá vương thương Từ Liệt hét lớn một tiếng, thân hình chớp mắt, vọt tới trong đó một đạo tốc độ ánh sáng bên trong. Sau lưng hắn quý quân phản ứng vậy tương đối mau, vọt tới một cái khác tốc độ ánh sáng bên trong. Rồi sau đó, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu, đang thanh dậy Ngọc Dương Tử, cùng với Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân cũng không chút do dự vọt vào. Hống! Đối mặt với hết thảy, nhất là vậy âm dương hợp kích bàn tản mát ra màn sáng, đem nó sở tại trong đó, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm rất hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp, một tiếng giống to, mây đỏ bốc hơi lên, vùng đất màu đỏ dung nham lại là bị trên người nó Nguyệt Hoa dập tắt nhiệt độ. Thoáng qua gian, trong không khí nhiệt độ hạ xuống tới băng điểm. Ừng ực. Ở Phệ Nguyệt Cổ Thiềm sau lưng, cao vút giống như vướng mắc giống vậy đồ, phun ra lạnh như băng chớp sáng. Một đoàn lại một đoàn. Thoáng qua gian, từng viên lạnh như băng quang cầu trực tiếp là đem vậy vân không trong hiện đầy. Hơn nữa, vậy đầy trời quang cầu tản mát ra hơi thở cũng là cực kỳ đáng sợ, làm người ta hoảng sợ. Vật này phải liều mạng, cẩn thận chút. Trần Phi mặt đầy ngưng nhiên, lẩm bẩm nói. Một khắc sau, kịch liệt va chạm, đầy trời vang lên tiếng ầm ầm. Vậy đếm không hết quang cầu trực tiếp là cùng vậy âm dương hợp kích mâm màn sáng đụng vào nhau, phát ra chấn động nổ ầm, đúng mảnh thiên địa cũng sụp đổ. Oanh! Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều mất thông, cái gì cũng không nghe được. Bởi vì cái loại đó kinh khủng đụng đánh, đủ để làm người ta lỗ tai mất thông, máu tươi chảy dài. Nhưng lần này, Từ Liệt bọn họ cuối cùng là chặn lại Phệ Nguyệt Cổ Thiềm điên cuồng. Âm dương hợp kích bàn ngưng tụ bọn họ 5 người lực lượng. Vô hạn vượt qua chân nhân cảnh, cho nên coi như là kinh khủng kia Phệ Nguyệt Cổ Thiềm, cũng là xông lên không đi ra. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem lực lượng cho mượn ta. Một khắc sau, liền gặp bá vương thương Từ Liệt trên mặt hiện ra kiệt như vậy cười nhạt vẻ. Bưng lên trong tay trường thương, kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt chính là hướng hắn cuốn tới. Mọi người chính giữa, hắn thực lực mạnh nhất, nếu như đem lực lượng cho hắn mượn, cái này một súng. Đủ để muốn Phệ Nguyệt Cổ Thiềm mệnh. Dừng tay, hai đạo cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ từ vậy cao lầu tầng thứ 5 xuống nơi thang lầu truyền tới, sát theo, một đen một trắng hai cổ kinh khủng hơi thở liền hướng Trần Phi độ cực nhanh vào tới. Hoàn toàn không quan tâm vậy tiết quỷ sống chết,
Giống như là chỉ cần có thể đem Trần Phi giết, chính là một cái tiết quỷ, chết cũng đã chết, có quan hệ thế nào? Cái này đen trắng hai cổ lực lượng Trần Phi dĩ nhiên không xa lạ gì, bởi vì chính là vậy đen trắng nhị lão. Vậy hai cổ lực lượng cường hãn mới vừa xuất hiện, bọn họ hai người bóng người, cũng đã là nhanh như quỷ mị, thế như sấm khủng bố hướng Trần Phi sau lưng cuồng liều chết xung phong đi. Vậy hắc lão trong tay nắm chuôi này màu đỏ sậm thượng phẩm pháp khí cao cấp cương sử. Vậy bạch lão hai tay giống vậy tản ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Đen trắng hai khí cuồn cuộn lưu động. Hừ, cảm nhận được sau lưng phương hướng truyền tới kinh người áp lực cùng uy hiếp, Trần Phi sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Vậy không bất kỳ do dự, thân thể đột nhiên gian lui về phía sau, bất quá vào lúc này, hắn cặp mắt lại đột nhiên lóe lên một tia vậy sắc thái. Ông, một đoàn hừng hực đốt lửa cháy bừng bừng xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp là cùng vậy hắc lão màu đỏ nhạt cương sử, bạch lão trên hai tay cuồn cuộn đen trắng hai khí đụng thẳng vào nhau. Oanh! Ầm 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 long! Kinh khủng tiếng nổ vang lên, gợn sóng kích động. Vậy trên tử lâu mặc dù bị bố trí có phòng vệ cấm chế, nhưng bây giờ vẫn là giòn theo giấy như nhau, không có chút nào tác dụng. Thật lớn năm tầng cao lâu trực tiếp là ở nơi này đụng nhau trong ầm ầm sụp đổ, trở thành phế tích. Vèo, 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 từng đạo bóng người xuất hiện ở trên trời, chật vật không dứt. Chính là vậy trước vẫn còn ở nhà hàng chính giữa những người khác. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều là trúc cơ chân nhân cảnh trở lên cao thủ, phản ứng khá nhanh, cũng biết bay, cho nên trốn khỏi một kiếp này. Còn như những cái kia không biết bay, hẳn, liền cùng rượu kia lầu như nhau. Đã thành phế tích chứ. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, cơ hồ là đồng thời, lại có một đạo thân ảnh cùng hai đạo thân ảnh từ hai cái hoàn toàn bất đồng phế tích, đồng thời vọt ra khỏi mây khói. Chính là vậy Trần Phi, hắc lão nhị lão tam người. Mọi người nhất thời hướng phương hướng kia phân biệt nhìn, đen trắng nhị lão nhìn như cũng có chút chật vật, đen trắng xen nhau trên trường bào dính vừa dày vừa nặng cho tàn, bẩn thỉu. Lúc này đang nhìn về Trần Phi ánh mắt dị thường âm trầm, sắc mặt vậy vô cùng làm khó xem. Tựa hồ rất không cao hứng mình hai người ngón này đánh lén, lại không có thành công. Mà vậy Trần Phi lúc này chỗ ở phương hướng, mọi người con người đột nhiên khác thường ngưng ngưng, bởi vì, lúc này Trần Phi trong tay, lại còn xách một đạo nửa tàn phế bóng người. Thân ảnh kia hiển nhiên không phải người khác, chính là vậy đã bị hắn nửa phế bỏ tiết quỷ. Nhưng mà... hắn tại sao đem cái này tiết quỷ cấp cứu? Tất cả mọi người sắc mặt nhỏ lăng, không minh cho nên. Ngược lại thì vậy đen trắng nhị lão thấy vậy, sắc mặt lại là dị thường khó xem, tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi hàng rơi xuống đất, đem vậy nửa phế bỏ tiết quỷ tiện tay giống như chó chết vậy vứt trên đất, cười mỉa nhìn hắn, nói, người con chó này, tựa hồ không chọn xong chủ nhân à. Người xem bọn họ. Căn bản là không có đem mạng ngươi để ở trong lòng, mới vừa rồi nếu không phải ta, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đã chết. Vậy tiết quỷ còn chưa chết, vậy còn không có hôn mê. Nghe vậy, còng lưng thân thể run rẩy, sau đó trực tiếp là mặt đầy nếp nhăn nét mặt già nua chết lặng, nhàn nhạt nói, đích xác là cái lý này mà. Giết ta đi. Thật nếu nói, hắn theo Trần Phi cũng không có thù, bất quá là bởi vì muốn ôm Nhan Chân Phái bắp đùi, mới được liền cái bộ dáng này. Mà bây giờ, Nhan Chân Phái người không chỉ có chưa từng nghĩ che chở hắn, mà là chuẩn bị dứt khoát giết hắn xong việc. Bực này tàn khốc sự việc, vậy đúng là chứng minh hắn mù mắt. Tự có cần phải được. Như ngươi mong muốn, Trần Phi bình thản nhún vai một cái, hất tay một cái, một đạo màu đỏ thấm kiếm khí liền kết thúc vậy tiết quỷ sinh mạng. Nhất thời, vậy cách đó không xa nguyên bản nhà hàng tầng 4 chính giữa mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng hơi biến sắc mặt một chút đổi. Rồi sau đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về đen trắng nhị lão ánh mắt, không biết là điều kiện phản xạ, vẫn là theo bản năng, lại đổi được sơ xa một chút. Thậm chí có người còn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Đúng là, tuy nói bọn họ vốn là ôm muốn báo Nhan Chân Phái bắp đùi, muốn làm chó tâm tư tới. Nhưng bây giờ, bọn họ trong lòng nguyên bản chọn xong chủ tử, lại có thể thật không đem bọn họ làm người xem. Còn muốn thuận tay giết chết. Thỏ chết cáo buồn hạ, bọn họ trong lòng nguyên bản ôm vậy cổ tâm tư, dĩ nhiên là bắt đầu dao động. Dẫu sao có thể lựa chọn làm chó người, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là sợ chết người. Người nếu là liền hắn mạng nhỏ cũng không thể bảo đảm, vậy còn đầu dựa vào cái gì?
Hơn nữa, lấy bọn họ thực lực, cũng không phải là không ai muốn. Cho dù là những cái kia thành U Lang nhị lưu thế lực, bọn họ đi, nói không chừng vậy còn có thể phối hợp cái chỗ thượng khách vị trí, cho nên, lại cần gì phải ở cái này trên một thân cây treo chết đâu. Vừa đọc đến đây, bọn họ trong lòng so đo liền vượt sáng suốt. Lại đang lặng lẽ gian cách xa đen trắng nhị lão mấy phần. Thấy tình cảnh này, vậy đen trắng nhị lão thần sắc đại biến, cực kỳ tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiểu xúc sinh này lại như này âm hiểm, hèn hạ, dùng loại phương pháp này cách gian bọn họ theo đông đảo tới đầu dựa vào người. Mà đây dạng to lớn nhân viên tổn thất, nếu như truyền về đi, bị màn đêm đại nhân biết, sợ rằng bọn họ coi như không chết, nhưng không lột ra, vậy thì mới là lạ. Tiểu xúc sinh, ngươi lá gan thật đúng là lớn à. Dám như vậy điên đảo trắng đen, nói bậy nói bạ. Vậy hắc lão ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lớn tiếng nói. Điên đảo trắng đen, nói bậy nói bạ. Trần Phi xoay người, nhìn vậy mặt đầy sớm đã là tức giận vạn phần hắc lão nhị lão, híp mắt, cười mỉa, giễu cợt nói, các người hai cái lão già kia, mới mấy ngày không gặp, thì trở nên được như vậy bỉ ổi. Vẫn là nói đây mới là các ngươi bản tính, vốn chính là như vậy. Tự tìm cái chết, vậy hắc lão giận dữ, tay trung thượng phẩm pháp khí cao cấp màu đỏ nhạt cương sử bị hắn dùng sức rời tay quăng ra, biến thành một đạo kinh khủng nước lũ, hướng Trần Phi nghiền ép đi. Vậy uy thế đơn giản là kinh hãi người tới cực điểm. Hắn thực lực đã sớm vô hạn đến gần trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh phong, lúc này lại phối hợp lên pháp bảo này dưới cường lực nhất thượng phẩm pháp khí cao cấp. Không lợi hại mới là lạ. Coi như là mấy vị kia trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ, ở thấy thủ đoạn như vậy, vậy màu đỏ nhạt cương sử hóa thành nước lũ, cũng không nhịn được con ngươi hơi ngưng nhiên liền mấy phần, như có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây chính là thành tựu thế lực lớn cao thủ nội tình cùng lợi hại chỗ. Cùng là trúc cơ chân nhân cảnh giới tầng 2, hắn cùng trước kia Trần Phi giết chết hai người kia, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Oanh! Nhưng vào lúc này Trần Phi vậy ra tay. Kinh khủng tam dương chân hỏa kiếm khí nếu có thực chất, thoáng qua gian liền ở đó giữa không trung ngưng tụ thành vô cùng là cường hãn nghịch không kiếm trận hình thức ban đầu. Tuy không phải thân thể đầy đủ hình thái, có thể dùng để đối phó hiện vào lúc này loại tràng diện này, nhưng cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tốt uy thế kinh khủng, mọi người ánh mắt không nhìn được lại lần nữa đông lại một cái, bởi vì... Đây chính là trước một chiêu giết trong nháy mắt một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cao thủ thủ đoạn. Cho dù là bây giờ lực lượng thật giống như có nơi yếu bớt, ở trong mắt bọn họ, vậy vẫn như cũ là cực kỳ kinh khủng. Dầm một tiếng vang lớn. Vậy màu đỏ nhạt cương sử nơi hóa thành nước lũ lại bị kiếm này trận hình thức ban đầu cho đánh lui về. Nước lũ hỗn loạn, ngược dòng, lui trở về đến cương sử bản thể phía trên ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm mấy phần. Thiếu chút nữa bị tung bay ra ngoài. Cái gì? Vậy hắc lão sắc mặt biến, vội vàng thân hình kịch liệt nhảy, lóe lên chạy về phía vậy màu đỏ nhạt cương sử. Bảo bối này là hắn cường đại nhất lá bài tẩy và dựa vào, nếu là bị cướp đi, hoặc là mất đi, cái này cùng chém đứt hắn hai cái tay không bất kỳ khác biệt. Sẽ thực lực đại giảm. Tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu không, người vậy ăn ta một chiêu thử một chút. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người liền thấy một đạo thân ảnh đã là thế như sấm hướng vậy hắc lão lướt đi. Cẩn thận! Tiểu xúc sinh tự tìm cái chết. Vậy bạch lão động tác rất nhanh, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, hai tay chi trên có cuồn cuộn dũng động đen trắng hai khí, hết sức khủng bố, tản ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở, hướng Trần Phi ngay đầu đánh xuống. Trần Phi lúc này cuồng xông tình thế không thay đổi. Chẳng qua là... Ở đó hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, cũng đã là có một màn hàn mang, lạnh lùng vạch qua. Oanh! Làm người sợ hãi năng lượng từ vậy Trần Phi có lực bên trong thân thể tách thả ra. Đỏ thấm như máu tươi đẹp ngọn lửa trực tiếp là leo lên Trần Phi quả đấm, nghịch hạ lên, cùng vậy bạch lão một bàn tay đụng nhau. Nhất thời, mọi người bên tai phân minh vang lên thanh thúy tiếng xương nứt. Cùng với vô cùng là rên thống khổ tiếng. Vậy bạch trên khuôn mặt già nua thần sắc dị thường vặn vẹo, thống khổ co quắp, cả người, vậy giống như là đạn đại bác vậy hung hãn đụng vào mặt đất chính giữa. Tầng tầng mặt đất trực tiếp là sụp đổ đứng lên. Toàn bộ tình cảnh kinh khủng dị thường, tất cả mọi người cũng cảm giác mình có dũng khí ra đầu nổ tung cảm giác. Thằng nhóc này, hắn quá mạnh mẽ,
mạnh thật là ra bọn họ tưởng tượng. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Vậy hắc lão lúc này rốt cuộc đem vậy màu đỏ nhạt cương sử lại lần nữa lấy vào tay trong, xoay người thấy mới vừa rồi một màn kia, con mắt sắp nứt, cuồng nộ hướng Trần Phi lướt đi. Vậy màu đỏ nhạt cương sử ở trong tay hắn biến thành kinh khủng đen sẫm huyết đao, đùng đùng kinh khủng lực lượng đem vây quanh, cuồng bạo không dứt, hướng Trần Phi chém chết đi. Thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi vậy con người hơi ngưng ngưng. Cảm giác được dị thường kinh người áp lực. Bất quá sau đó, liền gặp một tiếng quát chói tai, thanh âm đạm mạc khạc ra môi. Nghịch không kiếm trận. Kinh khủng kiếm khí bay hợp thành tam dương kiếm điển trung cực thủ đoạn. Một tòa khổng lồ, đáng sợ kiếm trận ngưng hình, khí thế kinh hãi, hướng vậy đen sẫm huyết đao đấu đá đi. Nhất thời, khổng lồ kia khủng bố đen sẫm huyết đao bị bại. Thu nhỏ lại thành là màu đỏ nhạt cương sử bản thể, đã đầy là vết rách. Cái này, đám người thân thể cứng đờ, trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh như băng. Có thể đem một kiện thượng phẩm pháp khí cao cấp cũng đánh được nứt ra, đây cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Oanh! Uy thế kinh khủng hạ xuống lần nữa ở đó hắc lão trên mình, thiếu chút nữa đem hắn đè được quỳ sụp xuống đất. Chỉ gặp Trần Phi mặt không cảm giác xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, hôm nay sợ rằng không có ai sẽ đến ngăn cản chúng ta, người tiếp ta một chiêu nữa. Vừa nói, Trần Phi ngẩng đầu lên, một đoàn hừng hực đốt khủng bố lửa cháy bừng bừng xuất hiện, tản ra vô cùng là nhiệt độ kinh khủng, cùng với làm người ta kinh hãi muốn chết khí tức nguy hiểm. Cái này không phải cái gì đón thêm hắn một chiêu, rõ ràng là muốn trực tiếp là muốn hắc lão mệnh. Mọi người trong lòng ngay tức thì run rẩy. Cái này đen trắng hai đem, trong bọn họ cho dù là có người có thể đánh, nhưng mà, ai dám giết? Phải biết vậy phía sau hai người nhưng mà Nhan Chân phái vị kia Nhan Chân thất tử một trong à. Là vị kia màn đêm đại nhân. Vậy hắc lão sắc mặt trắng bệch, cặp mắt dữ tợn, cả người hơi thở cuồng trào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Gầm nhẹ nói, người dám giết ta, màn đêm đại nhân ắt sẽ ngươi cửu tộc chu diệt. Không chừa một mống. Vậy ngươi để cho hắn có bản lãnh đi thử một chút hả? Trần Phi không mặn không lạt cười một tiếng. Dù sao hắn bây giờ đã có thể vận dụng bát khung huyền tháp, chẳng qua liền làm con rùa đen rút đầu, ai sợ ai. Tạm biệt, Trần Phi khạc ra một giọng nói, bàn tay giơ lên, khủng bố liệt diễm thì phải rơi xuống đi. Dừng tay. Một đạo cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ từ xa đến gần, để cho Trần Phi cả người run lên, một cổ chân chính kinh khủng lực lượng hướng hắn ngang nhiên cuốn tới. Làm cổ tay hắn đều giống như là không có biện pháp lại rơi xuống đi như nhau. Không ra ngoài dự liệu, người đến tuyệt đối là một cấp cao thủ. Thực lực rất khủng bố. Dung Kiều, xem hình cương sử bằng gang chu. Ầm 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 ầm. Ngọc La Xà Quân, Ngọc Dương Tử. Quả đen hai đầu cơ hồ là cùng trong chốc lát cho thấy kinh người lực lượng cường hãn. Trên bầu trời, đầu tiên là vậy bạch xà, rồi sau đó lại là vậy một sừng mãng thú, sau đó là vậy đầy trời hắc vũ, vô tận chập chờn, kinh khủng đánh vào, thoáng qua gian trực tiếp là điên cuồng tàn phá bừa bãi đứng lên. Bầu trời hỗn loạn, phía dưới đất đai, cũng là vào lúc này có to lớn vết nứt lan tràn ra. Thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi lúc này vậy cũng không nhịn được hơi hí mắt. Cảm nhận được hào hùng áp lực, tựa như là núi biển vậy chèn ép tới. Lần này, ba tên kia đích xác là không nương tay, rất lợi hại. Oanh! Tiếp theo chính là thấy lực lượng kinh khủng kia, phân biệt từ ba phương hướng, hướng vậy gầm thét phệ nguyệt cổ thiểm ùng ùng rơi xuống xuống. Uy thế vang trời. Người sau thân thể cao lớn động một cái, chân sau dùng sức đạp bắn, trực tiếp là đem Ngọc La Xà Quân bạch xà dễ như bỡn đụng vỡ. Có thể mặc dù là như vậy. Vậy không chậm hơn mấy bước một sừng mãng thú cũng đã là miệng to cắn ở phệ nguyệt cổ thiềm chân sau lên. Oa, oa, lạnh thấu xương tiếng kêu thảm vang lên, phệ nguyệt cổ thiềm con người hí đứng lên. Không chỉ có như vậy, lại làm một khắc sau đến, kinh khủng kia đầy trời hắc vũ ngưng tụ thành một hớp ô đao chém xuống, trên bầu trời, đều tựa như là bị cái này một đao chém ra. Phốc suy. Rồi sau đó, máu bắn tung tóe tới. Phệ nguyệt cổ thiềm sau lưng trực tiếp là xuất hiện một đạo thật sâu rãnh, máu tươi đầm đìa, không ngừng chảy máu. Có hiệu quả, súc sinh này bây giờ đích xác là yếu ớt, thấy tình cảnh này bá vương thương từ liệt thần sắc mừng rỡ, cũng không lo vết thương trên người, trường thương một chuyển, cuồng bạo linh lực tàn phá chân trời, trực tiếp là giống như phệ nguyệt cổ thiềm lướt đi. Quý quân cũng là không ngoại lệ, mặt nhăn nhó bàng lên,
trực tiếp là hiện ra uy nghiêm nụ cười, còn có vẻ đắc ý. Một khắc sau, liền gặp hắn lấy ra một chuôi đại cung, dương cung quá giang một quả màu vàng kim mũi tên. Phá yêu mũi tên, vừa thấy được vậy màu vàng kim mũi tên, Thiên Yêu Tông còn sót lại hai yêu cơ hồ là ngay tức thì mau cốt tủng nhiên. Vật này, nhưng mà bọn họ yêu tu cùng với hoang thú nửa khắc tinh, nhưng vậy rất chân quý, không nghĩ tới Phong Lôi Tông lại bỏ được. Súc sinh, đi chết đi cho ta. Chỉ gặp quý quân một tiếng quát chói tai, một khắc sau, trực tiếp là đem bắn tên ra. Hưu. Trên bầu trời, một đạo kim quang bóng người nhanh chóng vạch qua chân trời, tràn ngập kinh khủng hơi thở, nhanh chóng tia chớp, thế như mãnh lôi bàn hung hăng rơi xuống đến Phệ Nguyệt Cổ Thiềm phân nửa bên trái chân trước lên, lại trực tiếp là đem cho nổ không có. Hống. Có thể tựa hồ cũng là bởi vì như vậy, Phệ Nguyệt Cổ Thiềm đã biết khó thoát tai kiếp, gào to một tiếng, đất rung núi chuyển, vậy hiện đầy máu tanh hai tròng mắt chính giữa, nhanh chóng nổ bắn ra ra lau một cái gần như trong suốt chùm ánh sáng. Phịch. Ngọc Dương tử thủ làm trong đó, bị quang thúc kia đập trúng, thân thể cứng ở tại chỗ, một khắc sau một đạo mãnh liệt bóng đen trực tiếp là hướng hắn tấn công tới. Là Phệ Nguyệt Cổ Thiềm treo lưỡi, uy thế như sấm, hết sức khủng bố. Đáng chết, Ngọc Dương tử sắc mặt lập tức liền biến, muốn chạy trốn, nhưng lúc này nhưng phát hiện đã có chút là lúc đã chậm, kinh khủng nghẹt thở áp lực, đã đem hắn chìm ngập. Phịch, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Ngọc Dương tử tránh thoát vậy một kích chí mạng, có thể trọng thương nhưng cũng vẫn là khó tránh khỏi, tiểu nửa người trực tiếp là không có. Thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt lại lần nữa là ngưng nhiên đứng lên, không nghĩ tới cũng loại này đến nước nơi này. Súc sinh kia, lại còn có thể quát tháo. Ngọc Dương tử miễn cưỡng giữ được mệnh, nhưng lại đã hoàn toàn mất đi màu máu, đứng cũng sắp đứng không vững, cả người máu tươi chảy dài. Vèo. Một khắc sau, liền gặp hắn không chút do dự chạy trốn xa rời đi chiến trường, không gặp bóng dáng. Thấy vậy tất cả mọi người đều là sắc mặt rét một cái, lòng, chìm xuống rất nhiều. Hắn hơi thở lại trở nên yếu đi không thiếu. Lúc này không động thủ. Còn đợi lúc nào, bất quá một giây kế tiếp liền gặp quả đen hai đầu một tiếng quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp là hướng Trần Phi hai người quét nhìn tới. Trần Phi cảm giác lỗ mũi gian có chút lạnh cả người, lạnh lùng nhìn một cái quả đen hai đầu, cúi đầu xuống, duẫn hộ pháp, động thủ đi. Ừ, duẫn liệt gật đầu một cái, không chút do dự ra tay. Chỉ gặp hắn một tiếng gầm nhẹ, ở sau lưng hắn, lại là có một đoàn bóng người màu đen xuất hiện, lại một giây kế tiếp. Vậy bóng người màu đen nhanh chóng phóng đại, nghênh gió bành trống, lại là trở thành một tôn mười mấy trượng người khổng lồ. Phách không thần quyền, giết. Bá đạo hơi thở, lăng thiên uy thế. Người khổng lồ kia cơ hồ là cùng duẫn liệt tay chân đồng bộ ra tay. Hai cái quả đấm, một lớn một nhỏ, nhưng đều tựa như là mang hủy diệt lực, huy động bây giờ, cán qua không gian, cuối cùng nặng nề đánh đến liền Phệ Nguyệt Cổ Thiềm trên mình. Phịch. Ầm ầm ầm. Màu bạc trắng màn hào quang kịch liệt chấn động, là Phệ Nguyệt Cổ Thiềm yêu khí, ngưng tụ thành lá chắn bảo vệ, rung động tầng tầng lăn, lại khó khăn lắm đỡ được duẫn liệt uy thế này một quyền khinh khủng. Mọi người sắc mặt không nhịn được lại lần nữa. Vèo. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái bóng đen đột nhiên là như nhanh như chớp vậy xuất hiện ở Phệ Nguyệt Cổ Thiềm đỉnh đầu bầu trời, là Trần Phi. Chỉ gặp ở trong tay hắn, xà tâm địa linh diễm tựa như là lăn lộn dung nham. Tràn ra kinh người uy năng, trong không khí nhiệt độ, thoáng qua gian ít nhất là lên cao mấy ngàn độ. Làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng, áo quần đều bị làm ướt. Đi! Sát theo liền gặp Trần Phi lăng không đem vậy xà tâm địa linh diễm hướng về phía dưới chân Phệ Nguyệt Cổ Thiềm mãnh một phung. Cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt chùm tia sáng cũng là từ vậy người sau dưới chân dâng lên, cùng vậy xà tâm địa linh diễm xen lẫn nhau hô ứng, chợt nổ tung. Phịch! Đất rung núi chuyển đánh vào. Kinh khủng sóng trùng kích, trực tiếp là đem mảnh khu vực kia rời thành đất bằng phẳng, thậm chí, còn hướng xuống san bằng mấy chục mét, như vậy khủng bố. Trận pháp, hắn là lúc nào bày ra, ngay cả chúng ta cũng không có phát giác. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người là không nhịn được con ngươi co rúm một cái, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Trần Phi một chiêu này uy lực khá tốt, tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói vậy không coi vào đâu. Nhưng mà Trần Phi cái này lăng không đổi đi ra một tòa đại trận bản lãnh, nhưng có chút đem bọn họ cho rung động đến. Đây nếu là đổi thành và bọn họ đánh, đột nhiên nhô ra như vậy một tòa đại trận, cho dù là tổn thương không ngã bọn họ,
khá vậy sẽ đâm tay không đạt tới à? Đông đông. Vậy màu trắng bạc yêu khí tấm thuẫn điên cuồng run rẩy, rung động tầng tầng lăn, càng về sau, rốt cục thì đạt tới tiếp nhận cực hạn, bị kinh khủng này nổ cùng với duẫn liệt vậy hai cái quả đấm cho anh vỡ vụn ra. Hào hùng lực lượng, hợp hai là một, hơn nữa mãnh liệt nổ tung, làm bá vương thương từ liệt các người đều là không nhịn được mí mắt cuồng loạn. Bất quá lúc này, bọn họ có thể không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt. Một kích tối hậu, động thủ. Giao long nháo biển. Chỉ gặp bá vương thương từ liệt một tiếng nghiêm túc a, trực tiếp là bộc phát ra mình cường đại nhất thủ đoạn. Vậy trường thương lăng không một chuyển, thương xuất như long, hư không đều tựa như sắp bị vậy cường thế xuyên thủng, uy thế đáng sợ tới cực điểm, hóa thành một đầu kinh khủng giao long từ trên trời hạ xuống. Hung hãn hướng về phía vậy bụi mù chính giữa phệ nguyệt cổ thiềm lướt đi. Súng chi giao long đến mức, không gian không ngừng sụp đổ. T, mọi người thấy tình cảnh này không nhìn được mí mắt hung hăng co quắp, ngược lại hút khí lạnh, nguyên lai đây mới là từ liệt lực lượng chân chính. Không hổ là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, quả thật đáng sợ. Mà ở bá vương thương từ liệt phía sau, thiên yêu tông quả đen hai đầu cả người yêu khí lay động, thân hình lướt qua, giống như mang theo sấm. Một khắc sau, liền gặp hắn cả người hiện ra nhọn đến làm ra người đau nhói khủng bố chập chờn, thân hình một đạo hắc mang. Bộc phát ra vô tận yêu quang, yêu diễm ngút trời. Vậy uy thế khủng bố, lại là không kém tại bá vương thương từ liệt chút nào. Oanh oanh! Trên bầu trời, cái này hai đại khủng bố công kích chung nhau rơi xuống, đem phệ nguyệt cổ thiềm chỗ ở khu vực cũng rất miễn cưỡng đè sụp mấy mét, mấy chục mét. Uy thế như vậy, đơn giản là chỉ có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Phịch! Lại một khắc sau, mặt đất nứt ra, hiện ra thật sâu rãnh. Hống! Phệ nguyệt cổ thiềm ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt đỏ thắm, cả người yêu khí hỗn loạn, giống như là đang ngưng tụ một kích tối hậu vậy. Lại một khắc sau, từ phệ nguyệt cổ thiềm trong miệng liền là có áp lực kinh khủng đạn đại bác bạo bắn ra, cái này mảnh nguyên bản cũng không có không gian kẽ hở khu vực, cũng dần dần tràn ngập màu bạc trắng sợi tơ. Hư không thành lũy bị công kích này đánh vỡ. Vậy màu bạc trắng sợi tơ, bất ngờ là vết nứt không gian. Thật là kinh người nghe. Nhưng dù vậy, thật hạ quyết tâm, cầm ra toàn bộ lực lượng bá vương thương từ liệt, cùng với thiên yêu tông quả đen hai đầu, bọn họ thực lực vậy vẫn là thật lợi hại. Kinh khủng lực lượng, phá vỡ bầu trời, đem vậy áp lực đạn đại bác nghiền phá, dư lực không nghỉ, hung hăng rơi xuống đến phệ nguyệt cổ thiềm trên mình. Oanh! Thiên diêu địa động tiếng nổ. Mặt đất động đất đứng lên, một cái thật sâu hố to, ngang dọc mấy dặm, trực tiếp là xuất hiện ở vùng đất kia trên. Mà ở đó hố to chỗ sâu, phệ nguyệt cổ thiềm hào hùng bóng người, ngã trong vũng máu, sống chết không minh. Đã chết rồi sao? Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy ngã trong vũng máu bóng người, thật lâu sau khi bình tĩnh, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cái này phải đều không chết liền vậy thật là quá đáng sợ chứ. Nhưng mà, ngay tại bọn họ trong lòng, như vậy ý niệm mới vừa xuất hiện, một giây kế tiếp, bọn họ ánh mắt nhưng trực tiếp là bạo co lên tới. Qua, qua, bởi vì chỉ gặp vậy trong vũng máu phệ nguyệt cổ thiềm, lại lắc lắc đứng lên, còn sót lại vậy một cái chân sau dùng một chút lực, hung hăng đạp một cái chân, hắn toàn bộ thân thể cao lớn lại là phóng lên cao, trốn, chạy. Cái này, thấy tình cảnh này, coi như là bá vương thương từ liệt các người đều là không nhịn được trợn to hai mắt. Lau một cái khó tin vẻ hoảng sợ, xông lên gương mặt. Phệ nguyệt cổ thiềm cũng bị thương thành như vậy. Lại còn không có chết, còn có thể chạy trốn. Mọi người một hồi trầm mặc, phệ nguyệt cổ thiềm ương ngạnh trình độ, thật là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Súc sinh này nếu là thà đơn đả độc đấu, đơn giản là tự tìm cái chết à. Bất quá một giây kế tiếp, bọn họ ánh mắt liền lại đổi nóng bỏng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy tiến vào bên trong cốc cửa vào. Phệ nguyệt cổ thiềm tuy không có chết, nhưng đối với bọn họ mà nói, mục đích cũng đã là đạt tới. Từ đầu đến cuối, bọn họ mục đích cũng chỉ là tiến vào bên trong cốc, mà không phải là không phải muốn giết súc sinh kia. Có thể nhưng vào lúc này, Ngọc La Xà Quân ánh mắt âm lạnh lại đột nhiên là rơi xuống Trần Phi trên mình. Mà nụ cười kia, cũng là lặng lẽ mang theo một ít vẻ dữ tợn. Bất quá Trần Phi cảm giác vậy rất bén nhạy, vậy ngay tức thì cũng cảm giác được, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện, hắn không chút do dự thân thể nhanh chóng lui về phía sau.
Đi theo, hắn nguyên bản nơi đứng khu vực trực tiếp là xuất hiện ở một cái lỗ thủng to, động dọc theo bốn phía một vòng đều tối, có độc. Vậy chỉ bạch xà, đang khạc lưỡi rắn, xuất hiện ở nơi đó. Ngươi tự tìm cái chết, Duẫn Liệt căm tức nhìn Ngọc La Xà Quân, ánh mắt lạnh như băng, sát ý sôi trào. Trần Phi cũng là lạnh lùng nhìn Ngọc La Xà Quân, nhưng không lên tiếng. Thấy vậy mọi người sắc mặt hơi ngẩn ra, lại theo, chính là cũng đổi được mỗi người không giống nhau đứng lên. Có khẽ cau mày nhìn, có cười lạnh, còn có sát ý hiện lên. Trong chốc lát, bầu không khí lại trở nên có chút lạnh. Đây là chúng ta, hai giáo, ba tông, 300 năm qua lần đầu tiên xông qua bên ngoài cốc, chỉ cần đi vào bên trong cốc, cái này đối với chúng ta mà nói đúng là thiên đại cơ duyên theo ưu thế, lại hành động chung. Vậy hai vị đại thiên vị cường giả di vật tất sẽ là chúng ta vật trong túi, nhưng là... Chỉ gặp cái này kiếm bạt nỗ trương một khắc, vậy nguyên hung, bạch xà giáo Ngọc La Xà Quân trong miệng phun ra mang mấy cọng sát ý tiếng cười lạnh, ánh mắt, trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. Nhưng một ít sắp tâm không thể dò được, tâm hoài bất quỹ người, tựa hồ đã cũng chẳng phải nhu cầu. Không tệ, Phong Lôi Tông một vị khác chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ quý quân cũng là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt dừng lại ở một bên, một mình đứng ở một đầu Trần Phi, Duẫn Liệt trên người hai người, trong mắt tràn ngập vừa dày vừa nặng hàn mang. Cái này hai người, lúc trước liền lại dám cùng hắn làm khó dễ, đáng chết. Nhưng các người có thể từng nghĩ qua, đây là chúng ta lần đầu tiên xông qua bên ngoài cốc phong tỏa, thật nếu là đi bên trong cốc, ai biết nơi đó còn có cái gì không nguy cơ. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu nhưng lãnh đạm mở miệng nói. Hắn nói, làm người ta ngẩn ra. Chợt, mọi người sắc mặt liền không nhịn được âm trầm. Con người lóe lên. Đúng vậy, bọn họ liền bên trong cốc đi đều không đi qua, ai biết vậy còn có thể hay không có, so với cái này bên ngoài cốc phệ nguyệt cổ thiềm phiền toái hơn đồ. Ta đây không ý kiến, nhưng, chỉ sợ có chút, có mục đích khác người, đùa bỡn âm chiêu quấy rối. Ngọc La Xà Quân âm hiểm nói. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở Ngọc La Xà Quân trên mình. Trên mặt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng, lại là đã đem hắn liệt vào phải giết danh sách đen. Quả nhiên à, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cái này bạch xà giáo người, cũng hắn a là một đường mặt hàng, phiền người. Chó điên, rất thích trước cắn người. Rồi sau đó, cho dù là đã xé rách mặt, Trần Phi vậy lười được lại cố kỵ cái gì. Trước hắn theo bạch xà giáo chuyện, cũng còn chưa khỏe tốt tính một chút đâu. Nhưng bây giờ người này lại còn dám chủ động khiêu khích hắn. Là thật làm hắn là mèo bệnh, không phát ra được con hổ uy mà. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng. Mà Ngọc La Xà Quân lại là sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, hừ. Ta cũng biết một ít mặt dày vô sỉ, dựa vào chết dựa vào sống không phải muốn gia nhập chúng ta, đi vào cái này trụy thần cốc tới, chính là giáp tâm không thể dò được, tâm hoài bất quỹ, bây giờ, cuối cùng là lộ ra bộ mặt thật. Ta xem người phân minh là muốn mượn chúng ta, hai giáo, ba tông, lực lượng, đục nước béo cỏ, cướp lấy bảo vật. Trần Phi không nói lời nào, chẳng qua là cười nhạt. Tuy nói hắn đích xác là nghĩ như vậy, có thể, chẳng lẽ những người khác thì không phải là sao? Cái này nói, không phải nói nhảm, là cái gì? Cái này cũng có thể làm mượn cớ, không lời có thể nói, lý khuất từ nghèo. Không sai, các vị. Người xem chúng ta, hai giáo, ba tông, dầu gì cũng là 200-300 năm đồng minh, nên cùng nhau liên thủ đối kháng ngoại địch. Đây cũng là ta Phong Lôi Tông Tần Cung lão tổ trước khi đi, đối với chúng ta kỳ vọng, mà bây giờ, có người muốn từ trong phá hoại chúng ta đoàn kết, vì sao không dứt khoát đem người này giết, nếu không, lỡ việc lớn, há chẳng phải là oan uổng. Quý quân lên tiếng lần nữa nói, đầu độc mọi người, trong thanh âm lộ ra sát ý, muốn đem Trần Phi đoàn người đánh chết hết. Bây giờ bọn họ bên này đã đứng có ba người, hắn sư huynh bá vương Thương Tử Liệt, còn có Ngọc La Xà Quân. Có thể mặc dù đã có bọn họ ba người, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không đủ, nếu là người không giết chết, để cho Trần Phi các người trốn thoát, bên kia vô cùng hậu hoạn. Cho nên hắn bây giờ ý của lời này, nhưng thật ra là muốn rực dây Thiên Yêu Tông ba yêu, vậy đi theo bọn họ động thủ, giết chết Trần Phi cùng Tử Liệt. Lấy quả đen hai đầu lực lượng. Hơn nữa còn sót lại hai yêu, còn có bọn họ, một khi động thủ, Trần Phi hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khả năng sẽ có đường sống. Còn như Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, chính là một cái chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp mà thôi,
có cũng được không có cũng được. Nghe vậy, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu nhíu mày một cái, rơi vào yên lặng. Hắn không ngốc, cho nên tự nhiên biết Quý Quân lời ấy, là muốn kéo bọn họ Thiên Yêu Tông xuống nước, mượn cơ hội diệt trừ Trần Phi các người, nếu như Trần Phi cùng người chết rồi, sau đó, vậy sợ rằng bọn họ Thiên Yêu Tông cũng biết rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu là không giết, hắn đúng là vậy lo lắng, bên trong cốc bảo bối, sẽ bị Trần Phi các người cướp đi. Từ trước khi chiến đấu chính giữa, hắn đã cảm nhận được Trần Phi tổ hai người hợp thực lực mạnh mẽ, nếu là đúng lên, tất nhiên sẽ hết sức khó giải quyết. Dối trá, đây là, không nhịn được trong lòng Lãnh Y Duẫn Liệt đôi mắt lãnh đạm nhìn Quý Quân, khinh thường nói, sợ chúng ta cướp đi bên trong trong cốc bảo bối, cứ việc nói thẳng, như vậy dối trá làm gì? Thật là mọi người đều là trẻ con 3 tuổi bảo bối. Ngươi nói xạo, Quý Quân tức miệng mắng to một tiếng, khinh thường nói, bên trong cốc bảo bối là ta, hai giáo, ba tông, hai ngươi, có cái gì tư cách cầm? Có hay không tư cách là ngươi định đoạt? Trần Phi mở miệng nói. Nếu không thì sao? Quý Quân mặt đầy cười nhạt, nói các vị, đều nghe được, này hai người giáp tâm không thể dò được, ý đồ cướp đoạt chúng ta, hai giáo, ba tông, bên trong cốc bảo vật. Như không giết, vô cùng hậu hoạn. Đây là lười được nói nhảm, trực tiếp trần trụi lưu trần, chính là muốn giết người. Rất tốt. Duẫn Liệt không nhịn được tức giận đứng lên, khí được thân thể phập phồng, lạnh lùng nhìn Quý Quân, ánh mắt nhập vào xuất ra ra âm hàn ý định giết người, có bản lãnh ngươi liền thử một chút. Đến lúc đó ngươi nếu không chết trước, ta Duẫn Liệt tên chữ té tới. Quý Quân nghe vậy ánh mắt có giúp một cái, có chút bối rối. Nhưng vẫn là rất mau chấn định lại, cười lạnh nói, làm sao, lộ ra nguyên hình. Muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang đánh tới, dễ như bớn, kiếm ý vô cùng khủng bố, tốc độ còn sắp tới không tưởng tượng nổi, chính diện đánh trúng Quý Quân ngực, đem đánh bay ra ngoài. Một màn này phát sinh ở thoáng qua bây giờ, cơ hồ đều không có ai kịp phản ứng. Đến khi Quý Quân bị đánh bay ra ngoài sau đó, Phong Lôi Tông bá vương Thương Từ Liệt mới chợt ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cặp mắt tràn ngập phong phú sát ý, uy nghiêm vô cùng, một chữ một cái, nói tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Giết hắn, sư huynh thay ta giết hắn. Quý Quân dẫu sao là thật người cảnh tầng 5 cao thủ, Trần Phi một kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng lại vẫn không thể nào giết chết hắn, chẳng qua là ở ngực hắn để lại vết kiếm sâu, máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Kiếm ý trải qua hồi lâu không tiêu tan, tiêu khiển sinh mệnh lực của hắn. Hắn mặt đầy thống khổ, vùng vẫy từ hòn đá kia phế tích chính giữa bỏ dậy, vô cùng phẫn hận chết nhìn chằm chằm Trần Phi tê hào nói. Cặp mắt hiện đầy tia máu, tràn đầy sát ý, hận không được đem Trần Phi bầm thây vạn đoạn. Có bản lãnh các người liền thử một chút, muốn đánh, ta sợ các người. Trần Phi mặt đầy khinh thường lạnh nhạt nói, thật muốn đánh. Hắn có lòng tin đem cái này tất cả mọi người toàn diệt ở nơi này. Một cái cũng không sống được. Chẳng qua là như vậy, hắn sẽ gặp mất đi đối kháng bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh lá bài tẩy, cho nên, hắn mới một mực không có động thủ, mặc cho đối phương tự cho mình rất trâu. Trên thực tế ở hắn trong mắt cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Đúng vậy, chính là rác rưởi. Ngươi thật lấy là chúng ta không dám động ngươi. Bá vương Thương Từ Liệt cặp mắt tràn ngập vừa dày vừa nặng dùng mình, tiến lên một bước, trường thương phụt ra phụt vô kinh khủng sát ý, ánh mắt thẳng tắp lạnh nhìn Trần Phi. Trần Phi không lên tiếng. Duẫn Liệt nhưng trực tiếp là đứng dậy. Oanh! Kinh khủng chiến ý ở hắn bên người lưu chuyển không ngừng, một cổ tựa như tới từ viễn cổ lực lượng cường hãn lan tràn ra. Hai người có phải hay không quá tùy ý vọng vi? Ô huynh, người vậy nhìn thấy, loại người này, nếu không phải giết. Tiến vào bên trong cốc sau đó, chẳng lẽ không phải là cái gieo họa? Ngọc La Xà Quân mặt đầy uy nghiêm, lại trực tiếp là ra tay. Phịch, tay hắn cánh tay tựa như là u ám xảo huyệt làm chúng độc rắn vậy, hiện đầy miếng vảy, bỗng nhiên ra tay, hướng Hoàng Phủ Long trên đầu trừ đi, linh khí nhập vào xuất ra bây giờ, một kích này tốc độ cũng là mau tới cực điểm. Làm vậy trong không khí cũng xuất hiện tàn ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Duẫn Liệt mặt không cảm giác một quyền đập ra, kinh khủng chiến ý dường như muốn rung chuyển núi cao, mặt đất run rẩy, lực lượng kinh khủng kia lại trực tiếp là đem Ngọc La Xà Quân vội và lui về sau mấy chục mét, lực lớn vô cùng. Ngọc La Xà Quân mặt liền biến sắc, có chút khuất nhục, không nhịn được thâm độc hét, chư vị,
còn chưa động thủ, còn đợi lúc nào? Dầu gì lá gan, dám hướng ta hai giáo, ba tông người ra tay. Lưu ngươi không được. Quý quân trong lòng lúc này sớm nín lửa, bây giờ có, động thủ lý do, lại là không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Chỉ nghe một tiếng quát chói tai, thời gian đảo mắt, trong tay hắn kết quả xuất hiện một chuôi 10 tầng cấm chế cấp nhỏ dài màu xanh ra trời băng kiếm. Hô xì xì trên bầu trời bay xuống liền yếu ớt tuyết trắng trong lại là xuất hiện lóc xương gió lạnh, hội tụ vào một chỗ, trở thành vậy một hớp u lan, to lớn lạnh như băng lưỡi dao sắc bén, hướng Duẫn Liệt chém tới, muốn quần đấu vây công. Hừ, Duẫn Liệt mí mắt vừa kéo, đi theo cũng là ánh mắt có chút hung ác đứng lên, khoát tay, một chuôi tám cạnh nặng vàng dưa hấu nện trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay. Lớn vô cùng, mỗi một góc cạnh lên cũng lại là chạm trổ hổ khổng lồ hình ảnh. Oanh, hắn một cái búa đánh ra, nháy mắt tức thì thiên diêu địa động, lực lớn vô địch, phảng phất có viễn cổ hổ khổng lồ hung thú từ vậy cái búa chính giữa phóng thích ra ngoài, để cho người can đảm câu liệt, người nọ ngưng tụ mà thành băng tuyết lợi kiếm tấc nứt từng khúc nứt ra. Thật là mạnh, vậy cái búa cũng là một món không đúng cách bảo. 10 tầng cấm chế, tầng 11 cấm chế. Mọi người trong mắt hơi chăm chú. Nhất là bá vương Thương Từ Liệt, cùng với Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu, bọn họ nhìn ra được, cái này Duẫn Liệt trong tay tám cạnh nặng vàng dưa hấu nện rất lợi hại, tuyệt không phải vật phàm. Như bọn họ không nhìn lầm, tối thiểu, cũng là ở thập trọng, thậm chí là tầng 11 trên. Mà cho dù là bá vương Thương Từ Liệt, trong tay hắn vậy khóc chảy máu mắt dây dài súng, cũng chỉ mới chẳng qua là tầng 11 cấm chế mà thôi. Phịch, cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Một chùy này lực, quá kinh khủng, không chỉ có bước lui quý quân, liền đứng dậy sau muốn lại lần nữa vây đánh Ngọc La Xà quân, cũng là lại lần nữa bị đánh ra, vô cùng chật vật. Mà ở thấy tình cảnh này, bá vương Thương Từ Liệt sắc mặt vô cùng âm trầm, xanh mét khó khăn xem. Ô huynh, người còn không nguyện động thủ, hắn hướng quả đen hai đầu chất vấn. Nếu như quả đen hai đầu không muốn ra tay, chỉ bằng bọn họ ba người, có lẽ thật đúng là không giết được người. Đây không thể nghi ngờ là làm nhục, là sỉ nhục. Quả đen hai đầu trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chuyện giữa các ngươi mà, ta không thèm và. Dứt lời, hắn lại mang người bay đến đi sang một bên. Thật là hai bên không giúp bên nào, hai bên đều không dính vào. Súc sinh này chim, bá vương Thương Từ Liệt trong lòng không nhịn được tức giận mắng, sắc mặt tái xanh, âm trầm tới cực điểm. Quả đen hai đầu quyết định. Hàm nghĩa trong đó, hắn làm sao không rõ ràng. Cái này chỉ sợ là muốn cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, ngồi ngư ông đắc lợi chứ. Thật là âm hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người hẳn phải chết, cái này không chỉ là hắn nghĩ, lại là trước bọn họ nhập cốc, tần cung lão tổ đối với bọn họ phân phó. Diệt phệ nguyệt cổ thiềm, sẽ để cho bọn họ chết. Hai người kéo hắn, ta tới giết tiểu súc sinh này. Một đến đây. Bá vương Thương Từ Liệt vậy không do dự nữa, trực tiếp là động thủ đứng lên. Giết, giận quát một tiếng, kinh khủng lực lượng, sắc bén thương mang, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vọt tới, Trần Phi thân thể ngay lập tức bị lực lượng kinh khủng này bao vây, nơi cuộn sạch. Oanh, nhưng mà một khắc sau, lại có một cổ hơn nữa sắc bén kiếm ý tách thả ra ra, phóng lên cao, phảng phất có tuyệt thế lợi kiếm phải ra sao, đem vậy thương mang thời gian đảo mắt trực tiếp là xuyên thủng. Không còn gì vô tồn. Kiếm ý này, bá vương Thương Từ Liệt không nhịn được trong mắt co rúm một cái, cảm nhận được Trần Phi kiếm ý này tầng thứ khủng bố. Bất quá, một khắc sau liền gặp hắn mặt đầy lại là lại lần nữa lộ ra vẻ trào phúng, thực lực cảnh giới không đủ, kiếm ý mạnh hơn nữa, vừa có thể như thế nào. Thí giao quyết, độc long súng cắn. Hắn một tiếng quát chói tai, lại lần nữa ra tay. Khủng bố rất sâu chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp lực lượng bị phát huy đến tinh tế, không thể địch nổi. Đáng chết, phủ chủ chờ ta, cảm nhận được lực lượng kia mạnh mẽ, kết quả là Duẫn Liệt lúc này cũng là sắc mặt biến, muốn đi cứu viện Trần Phi, nhưng mà lại bị Ngọc La Xà quân cùng với quý quân hai người gắt gao kéo lại. Có chúng ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể cởi được mở tay. Ngọc La Xà quân mặt đầy cười nhạt. Chờ sư huynh giết thằng nhóc kia. Người cách cái chết thời gian cũng không xa. Vừa vặn, người hai người cùng nhau đi xuống, cũng tốt có cái bạn. Quý quân đồng dạng là mặt đầy cười nhạt, trên mặt vẫn là hiện ra vặn vẹo vẻ. Hắn cùng Ngọc La Xà quân mặc dù đơn đả độc đấu, không phải Duẫn Liệt đối thủ,
nhưng nếu là nguyện ý liên thủ, cái này Duẫn Liệt coi như là muốn chạy, đều khó. Dẫu sao hắn hai người chân nhân cảnh tầng 5 cảnh giới tu vi, vậy không phải là đùa. Ha ha, xem ra bọn họ cũng lấy là, người muốn giết ta, rất dễ dàng. Có thể đây là, nhưng gặp Trần Phi cặp mắt tràn ra một tia cười nhạt, nhìn trước mắt vậy bá đạo bức bách mà đến bá vương Thương Từ Liệt. Nếu không thì sao, bá vương Thương Từ Liệt mặc dù cảm nhận được bất an, có thể trên mặt còn là một bộ vẻ khinh miệt, hỏi ngược lại. Hắn là thật người cảnh tầng 5 đỉnh cấp, toàn trường thứ nhất, mà Trần Phi cảnh giới tu vi, hắn mặc dù cũng có chút bị giật mình, tựa hồ liền chân nhân cảnh tầng 5 đều không phải là, có thể như vậy thì như thế nào? Hắn bá vương Thương Từ Liệt muốn giết, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nếu không ngươi xem ngươi dưới chân. Trần Phi cười lạnh một tiếng, nói. Cái gì? Nhất thời, bá vương Thương Từ Liệt cặp mắt co rúm một cái, cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp không biết lúc nào, ở dưới chân hắn lại là quỷ dị xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đỏ thẫm trận văn. Mà lúc này, trận kia văn đã sớm tốc độ thật nhanh thành hình. Muốn một ca sách nhu. Vậy từng luồng trận văn chính giữa, tràn ngập ngọn lửa kinh khủng lực, lửa cháy bừng bừng hừng hực, vô cùng đáng sợ, làm vậy trong không khí nhiệt độ cũng ngay tức thì cao 10 lần không dứt, tái quá liền dung nham nhiệt độ cao. Nếm thử một chút nổ mùi vị đi, Trần Phi cười nhạt, thân hình bạo tránh, một cái nữa hưởng chỉ. Phịch, bá vương Thương Từ Liệt trực tiếp là bị kinh khủng trận văn tự bạo cho che mất. Thiên diêu địa động, tất cả mọi người vị trí biến sắc, cả người bốc mồ hôi lạnh. Tiểu tử này trận pháp kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy ẩn núp, lặng yên không một tiếng động? Bọn họ nào biết, Trần Phi trận pháp tuy là nửa học từ trận kinh không, nhưng chân chính nồng cốt nội dung, vẫn còn là chính hắn từ vậy tu chân giới cao nhân trí nhớ trong truyền thừa tìm. Trong đó huyền diệu đồ, coi như là trận kinh không vậy không học qua, không biết. Phịch, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xông lên vậy nổ trong bụi mù vọt ra. Chính là bá vương Thương Từ Liệt. Mà hắn lúc này, chính diện nhận chịu nhân trận tầng 8 đại trận tự bạo, lại gần như không chút tổn hao nào, chẳng qua là nhìn như khá là chật vật. Cái này làm Trần Phi có chút không nhìn được ánh mắt đông lại một cái, hí mắt đứng lên. Quả nhiên, nhân trận bát trọng thiên trận pháp uy lực vẫn là kém chút, uy hiếp không được chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật. Hắn lẩm bẩm nói, bất quá cái này cũng không biện pháp. Dẫu sao nhân trận tầng 9 đại trận mới là đối ứng chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp trình độ, so sánh dưới, nhân trận tầng 8 đại trận đích xác là kém chút, cái này không có biện pháp. Mà lúc này, bá vương Thương Từ Liệt sắc mặt hoàn toàn âm trầm đến trình độ cao nhất, uy nghiêm vô cùng nhìn Trần Phi, trong mắt phụt ra phụt vô sát ý, nói, người nếu là chỉ có điểm này tiêu chuẩn, hay là chuẩn bị chút chăn chối tương đối khá. Ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng, nói ta thừa nhận. Bây giờ ta, đúng là còn không có biện pháp cầm ngươi như thế nào, bất quá, ngươi lại cảm thấy ngươi không biết làm sao ta. Bót! Một cái hưởng chỉ, bá vương Thương Từ Liệt lúc này nơi đứng khu vực, lại lần nữa gần như thuận phát xuất hiện một tòa nhân trận tầng 8 đại trận, rồi sau đó vậy đại trận từ nổ tung, đem bá vương Thương Từ Liệt chìm ngập. Mà lần này, không ra ngoài dữ liệu, bá vương Thương Từ Liệt vẫn là không có bị tổn thương gì. Nhưng lúc này... Hắn lại lần nữa nhìn Trần Phi ánh mắt cũng đã là tràn ngập ra thật sâu kinh nghi bất định. Cái này, tiểu xúc sinh này, lại là thật có thể làm được nhân trận tầng 8 đại trận thuận phát. Như vậy công kích, ta có thể một hơi không ngừng nghỉ oanh ngươi 100 lần, có lẽ đổi thành khốn người trận pháp, ngươi coi như là có thể phá, có thể theo một cái yêu không tới người chó, có cái gì khác biệt đâu. Trần Phi nhàn nhạt nói, cười mỉa. Thực vậy, lấy hắn hiện nay thực lực. Muốn đối phó một cái chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp, đích xác là kém một chút. Nhưng vấn đề là đánh không thắng thuộc về đánh không thắng, nhưng đối phương muốn làm sao hắn, đó cũng là si người nằm mơ, không thể nào. Bất quá hắn ngón này gần như mở treo trận pháp thực lực, coi như là bát cung huyền tháp, phong vũ lôi điện đồ, hai cái hoàng kim cấp pháp bảo, cái này bá vương Thương Từ Liệt có thể oanh phá. Vậy không tồn tại, chớ hòng mơ tưởng. Cho nên bây giờ tình huống chân thật là, đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi đối mặt bọn họ những thứ này chân quân cảnh trở xuống người, vậy cũng là hoàn toàn đứng ở chỗ bất bại. Còn chân chính đối với hắn có uy hiếp, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là bọn họ, mà là bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh người. Đột nhiên, Trần Phi mặt liền biến sắc,
bởi vì cảm nhận được một cổ vô cùng là mãnh liệt nguy cơ hiện lên. Một giây kế tiếp, liền gặp hắn nhanh chóng tại chỗ biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc gian, một đạo mực màu đen hắc kim vũ mao, mang theo cuốn kinh khủng yêu quang, hung ý sôi trào, xuyên thủng tàn ảnh kia, đánh tới xa xa núi kia trên ven núi. Phịch, trực tiếp là xuyên thủng đi vào. Đen nhánh kia lỗ nhỏ, sâu không thấy đáy, tràn ngập làm người da đầu tê dại hơi thở. Lại một khắc sau, Trần Phi bóng người xuất hiện ở ngoài trăm thước nơi nào đó, mặc dù người nhìn như không bị thương tích gì, nhưng là, lúc này hắn trên mặt không bình thường đỏ ửng, nhưng hiển nhiên biểu minh, trước hắn vậy nhanh chóng biến mất thủ đoạn, tất nhiên là chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả, mới làm được. Mà ở thấy Trần Phi lại chạy khỏi cái này phải giết nhất kích, xa xa, Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu trầm mặc một chút, rồi sau đó khẽ lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, ta đích xác là xem thường ngươi à. Có thể tránh thoát ta ngón này, lợi hại, thật lợi hại. Trần Phi mặt không cảm giác trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói ta không phải lợi hại, chẳng qua là nhìn lầm mà thôi. Nguyên lai đều là cá mè một lứa à. Bên trong cốc bảo bối chúng ta lập thời gian quá dài. Ngươi không nên đánh sự chú ý của bọn họ, quả đen hai đầu nhàn nhạt nói. Các người, Trần Phi hé mắt, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi là cũng không sợ bên ngoài vậy hai cái chân quân cảnh người à. Nhất thời, bá vương Thương Từ Liệt ánh mắt sụt một cái, kinh nghi, lạnh nhạt quét về quả đen hai đầu. Người sau thần sắc không thay đổi, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, nguyên bản ta là không chuẩn bị xuất thủ, có thể ngươi nhưng vượt biểu hiện càng lợi hại. Cho nên bây giờ, ta không xuất thủ không được. Bây giờ nói những cái kia có thể không có ý gì. Trần Phi nhàn nhạt nói, hắn rõ ràng đối phương ý của lời này, là bây giờ biểu hiện ra đồ, làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Ha ha, vậy cũng được vô cùng vinh hạnh à. Cũng đúng, quả đen hai đầu lắc đầu một cái, cũng ra tay, còn nói những cái kia có không có, đích xác là không có ý gì. Và hắn nói nhảm cái gì, động thủ giết không thì xong rồi. Hống, bá vương Thương Từ Liệt lại lần nữa ra tay, linh khí ngang dọc, thương xuất như long, một cổ kinh khủng thương mang, trực tiếp là như kinh khủng núi lớn vậy đè hướng Trần Phi. Lực lượng kia khủng bố. Dường như muốn đem Trần Phi thân thể, huyết dịch hắn cũng lạnh cóng tới, nếu như đổi thành thực lực càng người nhỏ yếu, sẽ trực tiếp bị chấn không cách nào nhúc nhích, ở đứng ở chờ chết. Giết, quả đen hai đầu giá rét thanh âm khạc ra, cũng là động thủ. Bá, 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 vô cùng vô tận màu đen lân vũ từ hắn sau lưng phóng lên cao, hình thành một hớp màu đen trường đao, vậy đao cũng là thật lợi hại, cường hãn hơi thở, làm người ta tức lộn ruột, yêu diễm ngút trời. Làm Trần Phi sắc mặt kịch biến. Cái này hai người đồng thời đối với hắn ra tay, nếu không phải là bộc lộ ra bát khung huyền tháp, cùng với phong vũ lôi điện đồ cái này hai tấm bản đồ, nếu không sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, Thiên Yêu Tông còn sót lại hai yêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Duẫn Liệt liều chết xung phong đi. Bọn họ, hơn nữa Ngọc La Xà Quân cùng với Quý Quân, nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công, coi như là Duẫn Liệt. Lúc này cũng có chút hiểm tượng hoàn sinh liền đứng lên. Trần Phi sắc mặt khói mù cực kỳ, quyết định thật nhanh, thả ra kinh khủng kia vô hạ kiếm ý, chém ra một cái lỗ hổng, xông ra, Duẫn hộ pháp, chúng ta đi. Phịch, Duẫn Liệt quơ trong tay vậy tám cạnh nặng vàng dưa hấu nện, chiến ý sôi trào, tóc muối tiêu cuồng vũ, chính diện cương quyết đánh vỡ hắn người trước mặt. Cũng là giết ra một cái đường máu, xông tới. Truy đuổi, thằng nhóc này không thể để cho hắn chạy. Dù sao vô cùng hậu hoạn. Gặp Trần Phi muốn chạy trốn, bá vương Thương Từ Liệt lập tức đuổi theo. Có thể hắn mới vừa đuổi kịp một nửa, lại đột nhiên thân hình hơi chậm lại, ngừng trên không trung, xoay người lại hướng vậy dâu ria không nhúc nhích quả đen hai đầu giận dữ hét, ngươi có ý gì? Quả đen hai đầu nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ta mục đích chẳng qua là bên trong cốc bảo tàng mà thôi. Dứt lời, hắn liền không chút do dự xoay người. Hướng vậy bên trong cốc cửa vào đi về phía. Thật ra thì, hắn cũng muốn đuổi, có thể một cân nhắc đến Trần Phi quỷ dị, cùng với vậy bên trong cốc bây giờ đã bị mở ra, chậm thì xanh biến, liền không dây dưa buông tha vậy ý niệm. Muốn tiến vào trước bên trong cốc nói sau. Ngươi, hừ, bá vương Thương Từ Liệt cặp mắt hiện lên tia máu, mí mắt co rúm, nhưng cuối cùng, vẫn là nhấn tiếp tục đuổi giết Trần Phi ý niệm, xoay người đi về phía trụy thần cốc bên trong cốc. Bởi vì đúng là, và đuổi giết Trần Phi so với,
bên trong cốc những cái kia đại bảo dấu, mới là quan trọng hơn. Hắn phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu mới được. Cùng lúc đó, ngoài mấy dặm vết nứt không gian khu vực, Trần Phi, Duẫn Liệt hai người bóng người xuất hiện ở vậy. Phủ chủ, chẳng lẽ chúng ta thật buông tha? Duẫn Liệt lúc này cả người là máu, không cam lòng cắn răng nói. Trụy thần cốc bên trong cốc gần trong gang tấc, có thể bọn họ bây giờ lại bị liên thủ ép đi, thật sự là làm hắn không cam lòng. Ai nói buông tha? Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn một mắt, đột nhiên cười, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Chuyện trọng yếu hơn mà. Duẫn Liệt hơi ngẩn ra, không minh cho nên. Theo ta tới. Vèo. Trần Phi thân hình lại lần nữa phóng lên cao, một đường giống như là ở phân biệt theo dõi cái gì. Rất nhanh, một tòa thấp lùn núi nhỏ liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Núi nhỏ kia ngay chính giữa phía dưới có một tòa đen thui đầm nước, bên đầm nước xuyên còn có một hớp này hang động, sâu không thấy đáy, đen thui một mảnh, bất quá lúc này, trong tầm nhìn nhưng vẫn có thể thấy mảng lớn huyết dịch, vậy ở nơi đó, nhiễm đỏ mặt đất. Thấy máu kia ô nhiễm, Duẫn Liệt ánh mắt co rúm một cái, đây là phệ nguyệt cổ thiềm ổ. Ừ, Trần Phi gật đầu cười. Ừng ực cái đó phủ chủ đại nhân, chúng ta tới đây làm gì? Duẫn Liệt khó khăn nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là nhân cơ hội đem cái này con cóc cho làm thịt. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Trần Phi đương nhiên mở miệng, híp mắt cười lên. Cái này phệ nguyệt cổ thiềm mặc dù còn vị thành niên, thế nhưng kinh người lực lượng, chỉ sợ cũng đã là ngưng ra nửa yêu đan, nếu là có thể đem vật kia đạt được, thì thật được lợi lớn. Còn như vậy bên trong cốc bảo bối. Làm trò đùa, cái này bên ngoài cũng như thế nguy hiểm, bên trong cốc mặt có thể chuyện gì cũng không có, hắn Trần Phi tin mới là lạ. Hơn nữa, đối với cái này trụy thần cốc tình huống thật, hắn trong lòng vẫn là có đoán. Lấy bây giờ tình huống tới xem, chỗ này, không đơn giản như vậy.